độc đáo thì không phải. Quan điểm cậu ta nói ra thì rất nhiều chuyên gia kinh tế nước ngoài đã sớm đưa ra, có thể thấy không ít ở tạp chí nước ngoài, không phải thứ mới mẻ. Nhưng cậu ta có thể dựa vào tình hình thực tế của Trung Quốc mà phân tích thì không dễ dàng. Bây giờ kinh tế Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, quốc gia bắt đầu có hiện tượng mất khống chế về kinh tế. Cậu ta có thể đưa ra quan điểm quốc lui dân tiến, đây không phải các chuyên gia bình thường dám nói ra. Đương nhiên đây có lẽ do quan hệ tới thân phận của cậu ta nên không e ngại. Chẳng qua dù như vậy cũng không dễ dàng gì. Bùi Hoài Viễn lắc đầu rồi nói tiếp. Quốc gia cho phép các ngành cạnh tranh, thậm chí có thể từng bước tiến hành, chính quyền làm việc mình nên làm, không cần phải tốn công sức quan tâm tới các công ty, quá nhiều can thiệp vào các công ty có khi lại phản tác dụng. Dùng quy luật kinh tế thị trường mới là đúng nhất, chính quyền cần làm là làm như thế nắm giữ phương hướng, làm như thế nào quá độ một cách vững vàng, làm như thế nào mới đảm bảo quyền lợi của công nhân về hưu. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Quan điểm của Bùi Hoài Viễn và Triệu Quốc Đống có không ít điểm nhất trí với nhau, đó là quốc gia cho phép các ngành sản xuất cạnh tranh công khai, cổ vũ công ty tư nhân tiên vào, dẫn đến cơ chế thị trường cạnh tranh. Do quy luật kinh tế thị trường quyết định sự sống còn của các công ty. Chính quyền chỉ cần dẫn dắt phương hướng, đồng thời dồn vào việc giải quyết vấn đề các công ty nhà nước phá sản gây ra, ví dụ như tạo việc làm cho công nhân mất việc. Chiếc xe lặng lẽ tiến tới. Triệu Quốc Đống dừng xe ở ven đường thì thấy Thái Chánh Dương và Bùi Hoài Viễn đang nói chuyện nên đứng đó chờ. Ồ! Triệu Quốc Đống đột nhiên nghe thấy tiếng nói khá quen. Hắn quay đầu lại thì thấy hai cô gái đứng phía sau mình. Không phải Kiều San thì là ai? Ha ha, Kiều San, đúng là trùng hợp, sao vậy, em ra ngoài mua gì à? Triệu Quốc Đống thấy hai cô gái mặc đồ ở nhà nên đoán là ra ngoài mua gì đó. Kiều San hơi đỏ mặt. Triệu Quốc Đống làm cô có ấn tượng rất sâu, mặc dù hắn nói hơi nhiều nhưng lại không làm người ta ghét. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi và trêu chọc của bạn, Kiều San phát hiện chút sụt rè, kiêu kỳ của mình đã biến mất. Anh làm gì ở đây thế, chờ Tiểu Âu à? Tiểu Âu, ồ, không, đang ăn trưa với thầy Bùi trường em. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi nói. Cũng thuận tiện nghe thầy Bùi dạy bảo, anh bình thường làm sao nghe được thầy Bùi dạy bảo? Nhìn theo ánh mắt Triệu Quốc Đống. Kiều San mới phát hiện giảng viên kinh tế rất có tiếng của trường Bùi Hoài Viễn đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Bùi Hoài Viễn mặc dù dễ gần nhưng không thích nhận lời mời ăn uống, không phải ai cũng có thể mời ông. Điều này trong trường đại học cũng không phải bí mật. Rất nhiều công ty đến mời Bùi Hoài Viễn tới mấy nhà hàng, khách sạn cao cấp ăn uống, nhưng ông đều khéo léo từ chối. Không ngờ Bùi Hoài Viễn lại ăn với người này. Nhà hàng Hoa Đình mặc dù đặc sắc nhưng sao có thể so sánh với khách sạn 5 sao. Nguyên nhân duy nhất là do người này mời. Thấy Kiều San nhì với ánh mắt tò mò, Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Đừng hiểu lầm, anh sao có thể mời được giáo sư Bùi dùng bữa, chẳng qua đi theo mà thôi. Người kia mới là người mời, giáo sư Bùi là giảng viên hướng dẫn của anh ta. Triệu Quốc Đống nói như vậy càng làm Kiều San có chút tò mò. Cô học chính là ngành kinh tế học phương Tây, giáo sư Bùi cũng từng dạy cô. Ngoài việc ăn liên hoan khi có khóa ra trường, cô chưa từng nghe Bùi Hoài Viễn nhận lời mời cơm của sinh viên, nghiên cứu sinh nào cả. Đi cùng cũng là vinh dự rồi, giáo sư Bùi bình thường không ăn ở ngoài. Kiều San nói, anh có phải nên đi chụp ảnh với giáo sư Bùi, chứng minh anh có tư cách ngồi tiếp giáo sư Bùi dùng bữa không nhỉ? Triệu Quốc Đống cười nói. Câu này của Triệu Quốc Đống làm Kiều San nở nụ cười. Cô cười làm cho má lúm đồng tiền hiện lên rất đáng yêu. Quốc Đống. Nghe thấy Thái Chánh Dương gọi mình, Triệu Quốc Đống lúc này mới vẫy tay chào Kiều San. Được rồi, anh phải đi, hôm khác gặp. Hôm khác gặp, Kiều San cũng vẫy tay chào hắn. Triệu Quốc Đống lái xe đến trước mặt Thái Chánh Dương và Bùi Hoài Viễn. Đi xuống xe đi tới trước mặt Bùi Hoài Viễn rồi nói. Giáo sư Bùi, hôm nay có thể được ngài dạy bảo, em rất vinh dự, không biết còn có cơ hội này nữa không? Ha ha, cậu đừng nói như vậy chứ. Tôi không ngờ cậu lại chú ý tới cái nhìn của các chuyên gia kinh tế nước ngoài với sự phát triển kinh tế Trung Quốc chúng ta như vậy, còn có thể kết hợp với những điều mình quan sát. Được, chẳng qua tôi đề nghị cậu một việc đó là học thêm về kiến thức cơ sở, như vậy sẽ có lợi cho cậu. Bùi Hoài Viễn cũng cười nói, ông có ấn tượng khá tốt đối với Triệu Quốc Đống. Người này khi nói chuyện rất biết lễ phép, hiểu biết nhiều mà không kiêu căng, thanh niên như vậy thật hiếm có. Chỉ là người này mặc dù có cái nhìn rất xa nhưng lại không biết mấy về kiến thức chuyên ngành, điều này làm Bùi Hoài Viễn có chút khó hiểu.
Hiện tượng này ông ít khi gặp phải. Người có thể đưa ra ý kiến sâu như vậy về sự phát triển và chính sách của quốc gia thì theo lý sẽ là chuyên gia, nhưng đối phương lại không phải. Cảm ơn giáo sư Bùi đã chỉ điểm, em sẽ cố gắng. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết mình là như thế nào. Nếu như không phải dựa vào giấc mơ biết trước thì chút trình độ của hắn mà muốn nói chuyện với Bùi Hoài Viễn đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mà bây giờ hắn được Bùi Hoài Viễn chú ý, còn được ông chỉ điểm một chút. Giáo sư Bùi, em đưa ngài về. Thái Chánh Dương mở cửa xe rồi nói. Không cần, chỉ có vài bước mà thôi. Tôi cũng muốn đi bộ. Bùi Hoài Viễn xua tay nói. Các cậu về đi, Chánh Dương, cậu và Quốc Đống có thể thường xuyên tới chỗ tôi ngồi một chút. Tôi đang có ý lầm một đề tài nghiên cứu, cũng muốn nghe suy nghĩ của người công tác thực tiễn như các cậu. Ha ha, giáo sư Bùi, ngài gọi chính là điều bọn em mong muốn, cậu còn không được mà. Thái Chánh Dương cười nói. Ngài lúc nào cũng có thể gọi cho em và Quốc Đống lập tức tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 3, chương 36, cuộc tình đã qua. Bạn của Kiều San có chút tò mò nhìn Triệu Quốc Đống rời đi. San San, đó là ai đấy? Hình như quen với bạn à, không ngờ có thể đi ăn với thầy Bùi chứ. Ừ, bạn của Tiểu Âu, đã đi ăn một lần với anh ta. Được rồi đi thôi. Ăn cơm một lần sao? Lời của Kiều San làm cô gái tò mò. Đã đi ăn với nhau. Ồ, San San, bạn không phải năm nhất đã yêu đấy chứ? Ai yêu chứ? Kiều San vừa tức vừa vội, cô vội vàng nói. Chỉ là ăn một bữa thôi, còn có cả Cổ Tiểu Âu đi cùng mà. Có cả Cổ Tiểu Âu đi cùng, ăn ở đâu? Cô gái đúng là rất tò mò. Nhìn người kia đi xe, nếu không phải lái xe thì đúng là có chút lai lịch. Anh ta không phải lái xe nhưng cũng không có lai lịch. Kiều San thấy bạn gái càng lúc càng tò mò nên bực mình nói. Chúng ta không nói chuyện đến hắn được không? Ồ, hắn là ai thế? Gọi là hắn rồi cơ à? Cô gái càng hứng thú hơn. Xem ra cô bạn của phòng 603 động lòng rồi. Kiều San bực mình muốn bịt miệng cô bạn tránh được và cười nói. Kiều San, bạn muốn giết người diệt khẩu à? Sợ gì chứ? Thời buổi này tự do yêu đương, bạn sợ gì? Bạn đừng nói linh tinh, cẩn thận Tiểu Âu nghe thấy đó. Kiều San đúng là sợ Cổ Tiểu Âu nghe thấy. Mặc dù không rõ quan hệ giữa Cổ Tiểu Âu và tên kia là gì, nhưng cô nhìn ra Cổ Tiểu Âu rất quen với Triệu Quốc Đống. Chẳng qua quan hệ đến mức nào thì Kiều San không rõ. Nhưng nếu để Cổ Tiểu Âu biết thì sẽ không vui. Nghe thấy thì sao chứ? Xã hội hiện đại, cạnh tranh công bằng, bạn có thể chọn hắn. Hắn cũng có thể chọn bạn, không ai yên hướng được ai. Huống hồ tình cảm và duyên phận nếu không phải của bạn thì bạn muốn cố ép cũng không được. Nếu của bạn thì tránh cũng không thoát. San San, khuyên bạn phải tranh với người ta đi. Bạn gái nói rất nghiêm túc. Ôi, không có chuyện đó đâu, bạn nói linh tinh gì thế, không để ý tới bạn nữa. Kiều San ra vẻ tức giận. Không có chuyện gì thì thôi, bạn xấu hổ gì chứ. Cô bạn gái đi lên khoác tay Kiều San. Đi, người ta còn đợi gặp lại vào hôm sau đó. Hai cô gái rời đi nhưng không chú ý đến một cô gái khác ngồi trong xe Sarat. Đường Cẩn không ngờ lại gặp Triệu Quốc Đống ở đây. Tương Vĩ Tài vừa vặn có việc tới nơi này, Đường Cẩn không muốn vào cùng hắn nên ngồi trong xe. Nhưng cô không ngờ lại thấy Triệu Quốc Đống từ nhà hàng Hoa Đình đi ra. Cô thấy Triệu Quốc Đống xuống xe, hai xe cách nhau chưa đầy 10 mét nhưng đây lại quá xa đối với cô. Đường Cẩn cảm thấy mình không thở nổi. Mặt cô nóng lên, miệng khô khốc, Đường Cẩn cũng không biết sao mình lại có cảm giác này. Triệu Quốc Đống đi cùng hai người khác, từ động tác của hai người kia thấy rõ không bình thường. Triệu Quốc Đống đến đây làm gì? Đường Cẩn cố gắng làm mình bình tĩnh lại để suy nghĩ xem tại sao Triệu Quốc Đống lại xuất hiện ở đây. Hai cô gái xuất hiện và nói chuyện với Triệu Quốc Đống làm Đường Cẩn như rơi vào hầm băng. Nhìn Kiều San xinh xắn, trẻ trung như vậy làm Đường Cẩn cảm thấy tự ti. Nhìn dáng người thon dài. Khuôn mặt tươi tắn, xinh đẹp và nụ cười vui vẻ của cô bé, Đường Cẩn đã khóc. Đường Cẩn biết cô gái kia không có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống. Cô khóc không phải vì Triệu Quốc Đống có quan hệ với cô gái mà cô thấy đau lòng. Tương Vĩ Tài có tốt không? Bây giờ còn chưa nhìn ra, nhưng Đường Cẩn phát hiện mình luôn bài xích đối phương. Mấy tháng qua lại nhưng Tương Vĩ Tài còn chưa cầm được tay cô. Tương Vĩ Tài đẹp trai, biết cách chăm sóc, nỗ lực tiến lên. Được cơ quan và người nhà cô không ngừng khen.
nhưng Đường Cẩn lại thấy hắn thiếu một thứ khiến tim người ta đập mạnh. Cuộc sống này phải kéo dài bao lâu? Đường Cẩn không biết, cô cũng không nghe thấy tình hình của Triệu Quốc Đống bây giờ, thậm chí không muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan tới Giang Khẩu. Cô không biết mình đang cố gắng tránh né hay cố gắng quên. Cô có thể thấy Triệu Quốc Đống khá vui vẻ nói chuyện với cô bé kia. Khuôn mặt ấy không ngừng xuất hiện trong đầu cô, làm cô rung động. Chuyện cũ không nhắc đến, tình cũ còn được bao nhiêu? Không thể quên dễ dàng nhưng mình nên làm gì? Đến khi Triệu Quốc Đống lên xe rời đi, Đường Cẩn vẫn ngồi đó mà suy nghĩ. Tâm trạng Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Hắn từ tin của Thái Chánh Dương mà biết Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên, Bộ Thương mại đã bàn với nhau, ngay cả tập đoàn DU và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên cũng đã đưa ra ý kiến cho việc thành lập liên doanh với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên. Mà Bộ Thương mại và tỉnh An Nguyên cũng đã tiến hành thảo luận. Gần như có thể khẳng định, ý kiến của tỉnh An Nguyên đã được lãnh đạo chủ yếu của Bộ Thương mại đồng ý, đó chính là muốn biến An Đô thành một trụ sở sản xuất ô tô của cả khu vực Trung Tây, không chỉ là liên doanh với tập đoàn DU, còn liên quan tới một loạt hoạt động khác. Bộ Thương mại cũng ủng hộ tỉnh An Nguyên, nếu có một trụ sở quan trọng trong ngành sản xuất ô tô ở An Nguyên sẽ thúc đẩy cả nền sản xuất ô tô, cơ giới, điện tử, dệt của cả khu vực. Mà tỉnh An Nguyên có tác dụng xúc tiến, có ưu thế rõ ràng. Như vậy công ty liên doanh với tập đoàn DU chính là mở đầu tốt đẹp nhất. Điều này khiến một chút mâu thuẫn giữa hai bên đã được hóa giải. Trung Quốc cũng đã chấp nhận thả lỏng về quy mô liên doanh, mà phía Hàn cũng nhường trong tỷ lệ nội địa hóa. Giai đoạn đầu là 50.000 chiếc, giai đoạn 2 là 150.000 chiếc, tương lai khi cao điểm là 300.000 chiếc. Do Tô Giác Hoa và Ninh Pháp đề nghị khiến việc đàm phát hạng mục sản xuất xe khách, máy công trình giữa tập đoàn DU và nhà máy sản xuất xe khách An Nguyên cũng được khởi động, nói có thể để công ty sản xuất máy móc cơ giới, chi nhánh của tập đoàn DU tiến vào tỉnh An Nguyên. Mặc dù đây không được coi là hạng mục lớn như trước nhưng nó cũng có khả năng thành công lớn. Đây đủ để coi là điểm sáng lớn nhất của hội chợ thương mại lần này. Đây là do tỉnh An Nguyên cố gắng tranh thủ. Tỉnh An Nguyên là một tỉnh quan trọng trong khu vực nên muốn thành đầu tàu kinh tế của cả khu vực. Hạng mục này được quyết định sẽ mang tới tương lai phát triển lớn cho khu khai phát Giang Khẩu. Do Thái Chánh Dương làm cầu nối, Triệu Quốc Đống cũng tiếp xúc với các công ty sản xuất thiết bị của Quảng Đông. Bọn họ cũng nói muốn đầu tư ở An Đô, đương nhiên phải là sau khi việc liên doanh với tập đoàn DU được quyết định. Triệu Quốc Đống cho rằng đây là cơ hội lớn. Các nhà đầu tư được mời đều là các công ty có thực lực và muốn đầu tư. Triệu Quốc Đống, Cù Vận Bạch và Hoàng Trung Kiệt mấy hôm nay đều tiếp xúc một cách có chọn lọc với các nhà đầu tư, công ty, cuối cùng chọn 10 người là đối tượng quan trọng đối với khu khai phát Giang Khẩu. Nhất là khi hạng mục liên doanh với công ty sản xuất cơ giới sắp xong, điều này làm các nhà đầu tư càng thêm chú trọng. Tối hôm nay Cù Vận Bạch chính là ngôi sao chói mắt. Mặc dù đã đổi sang rượu vang nhẹ nhưng chén cao lại nhiều. Cù Vận Bạch đỏ mặt lên càng thêm quyến rũ. Bộ đồ mặc trên người càng làm cô lộ rõ sự tự tin cầu chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, trong cả bữa ăn không ngừng cười nói khiến không khí khá tích cực. Triệu Quốc Đống những lúc này thường nhường cho Cù Vận Bạch thể hiện. Trước đó hắn đã giao lưu với mấy nhà đầu tư này, cũng đã mời các nhà đầu tư tới khu khai phát Giang Khẩu, không ngừng giải thích các ưu điểm, khuyết điểm của khu khai phát Giang Khẩu. Mà Đỗ Tử Hoa cũng là một hình mẫu. Lúc này ý kiến của Đỗ Tử Hoa là rất quan trọng. Tại sao nên đầu tư ở đây? Ở đây có ưu thế gì? Đây là hai vấn đề mà Triệu Quốc Đống cần phải giải quyết. Quyển 3, chương 37, ý hợp tâm đầu. Giám đốc Chu, anh và giám đốc Hoa nói chuyện gì mà sôi nổi như vậy? Trong bữa ăn Triệu Quốc Đống khá im ắng, ngoài mời rượu thì hắn thậm chí còn không ra mặt. Ha ha, chủ nhiệm Triệu, không có gì. Tôi và lão Hoa quen nhau từ trước nên nói chuyện mà thôi. Điều cần hỏi chúng ta đã hỏi, cần xem đã xem. Ưu khuyết điểm của mấy khu khai phát thì chúng tôi đã hiểu. Bây giờ chẳng qua chỉ là chờ tin mà thôi. Giám đốc Chu này là người đàn ông đến từ Ôn Châu, Chiết Giang. Sau mấy lần tiếp xúc y đã dần quen với Triệu Quốc Đống. Người này mặc dù rất cẩn thận nhưng như vậy càng nói rõ y muốn đầu tư ở An Đô. Đây là đối tượng mà Triệu Quốc Đống đặc biệt chú ý. Ý của giám đốc Chu là nói nếu việc liên doanh với tập đoàn DU thành công thì giám đốc Chu sẽ xây dựng nhà máy ở An Đô. Triệu Quốc Đống nói, khi tỉnh tổ chức các công ty sản xuất thiết bị ô tô có thực lực đi gặp phía Hàn Quốc thì chỉ có một hai người ngồi đây may mắn tham gia. Một người trong đó là giám đốc Chu Quốc Bình. Ừ, chắc là như vậy. Chu Quốc Bình không giấu giếm.
không chỉ tôi mà lão Hoa chắc cũng có ý này. Nhưng rốt cuộc xây dựng nhà máy ở khu khai phát nào thì tôi chưa quyết định, phải xem thái độ của chính quyền địa phương đã. Hôm qua tôi đã tiếp xúc với Bích Trì, Bí Thư và Chủ tịch bọn họ cũng cùng chúng tôi đi khảo sát khu khai phát của bọn họ. Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng, người này đây là muốn nghiêng về phía Bích Trì. Cũng đúng, Bích Trì dù sao càng gần hơn, về việc vận chuyển sẽ giảm được chi phí. Chu Quốc Bình có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống. Người này sao đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy? Lạt mềm buộc chặt hay là cảm thấy thu hút đầu tư sẽ chuyển thành công của vị nữ chủ nhiệm kia? Lão Chu nói đúng, chủ nhiệm Triệu, điều kiện của khu khai phát Giang Khẩu mặc dù cũng được nhưng giá đất lại hơi đắt. Tôi không rõ khi Đỗ Tử Hoa xây dựng nhà máy thì giá là bao. Bây giờ mới qua bao lâu đã tăng nhiều như vậy? Họ Hoa cũng là người Ôn Châu, tuổi nhỏ hơn Chu Quốc Bình một chút. Hai người có quan hệ khá thân mật. Tôi thấy giá không tăng mà. Tình hình xung quanh nhà máy Đỗ Tử Hoa mới tới là như thế nào? Khi ấy đường chưa xong, nước thì một tháng sau mới xong, vì thế làm chậm tiến độ xây dựng của nhà máy anh ta. Mà bây giờ đường đã thông thoáng, đèn đường cũng được bố trí. Hai giám đốc đã đi xem, chỉ cần khởi công là có thể chuyển thiết bị đến, rất tiện. Triệu Quốc Đống giơ chén lên mời. Về phần giá đất thì tôi thấy rất bình thường. Giá cả các thứ khác tăng như vậy, chẳng lẽ nói giá cứ thấp mãi được sao? Tôi nghĩ các công ty thực lòng muốn đầu tư thì chút giá cả như vậy không thay đổi được vấn đề. Họ Hoa bị Triệu Quốc Đống nói như vậy khiến cho không biết nói gì. Nếu như tranh cãi mãi về giá đất sẽ bị đối phương nghi ngờ mình không đủ thực lực. Nói thật điều kiện của khu khai phát Giang Khẩu khá tốt, tình hình an ninh trật tự ổn định, nguồn điện sung túc. Chỉ hai điểm này thì rất nhiều khu khai phát không làm được. Mặc dù chính quyền địa phương đều vỗ ngực đảm bảo nhưng chỉ cần đi xuống xem một chút là hiểu tình hình thật. Ha ha, chủ nhiệm Triệu, tôi thấy chúng ta không cần tranh cãi ở việc này làm gì. Trước khi hạng mục liên doanh được quyết định, nói các việc này còn hơi sớm. Chúng ta hôm nay không nói chuyện kinh doanh, chỉ nói chuyện tình cảm được không? Nào lão Hoa, chúng ta mời chủ nhiệm Triệu một chén. Cảm ơn chủ nhiệm Triệu đã quan tâm chúng ta. Triệu Quốc Đống cũng giơ chén lên uống. Hắn thấy trong cặp của Chu Quốc Bình lộ ra một quyển sáng nên nói. Ồ, giám đốc Chu thích đọc sách như vậy sao? Ha ha, chủ nhiệm Triệu nói đùa, đây chỉ là chuyện ỷ thiên đồ long ký mà thôi, lúc rảnh rỗi tôi cũng muốn đọc. Chu Quốc Bình vui vẻ nói. Đọc chuyện của Kim Dung thì có thể học được không ít thứ. Không cần biết người khác nói gì, tôi thích đọc, lão Hoa cũng vậy. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, không ngờ hai nhà kinh doanh này lại thích đọc chuyện kiếm hiệp, đây hình như là sở thích của thanh niên mới phải. Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Nhật, thiếu thư thần hiệp ỷ Bích Huyên. Ồ, chủ nhiệm Triệu cũng thích tiểu thuyết Kim Dung. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc rồi nói. Không biết chủ nhiệm Triệu thích chuyện nào nhất của Kim Dung. Tiểu thuyết của Kim Dung được xưng là sở thích của thanh niên, thích đâu chỉ có mình tôi. Cả Trung Quốc có lẽ không dưới triệu người thích tiểu thuyết Kim Dung. Về phần ý kiến nói tiểu thuyết của Kim Dung chỉ như các tiểu thuyết võ hiệp khác thì đó là ý kiến cứng nhắc. Tiểu thuyết Kim Dung chứa đựng truyền thống của người Trung Quốc chúng ta. Nhất là hai chữ nghĩa hiệp càng sâu sắc hơn. Triệu Quốc Đống nói đây là đánh giá rất cao về tiểu thuyết Kim Dung. Hai người Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân nghe rất vui vẻ. Hai người bọn họ mặc dù thích tiểu thuyết Kim Dung, nhưng đó là thích tình tiết, tình cảm anh em, bạn bè mà thôi. Nếu nói được triết lý trong tiểu thuyết thì không thể. Triệu Quốc Đống phân tích như vậy làm mắt bọn họ sáng lên. Hay, nói rất hay. Tôi và lão Chu vẫn suy nghĩ xem tinh túy của tiểu thuyết Kim Dung ở đâu. Nhưng tôi văn hóa thấp nên không thể tìm ra. Không ngờ đến đây có thể nghe chủ nhiệm Triệu đánh giá như vậy, bữa ăn này đáng giá. Chu Quốc Bình nói rất trực tiếp, hai ngày nay có mấy khu khai phát mời bọn họ dùng bữa, không đi không được. Đi toàn nghe cách nói chuyện giống nhau, hôm nay không ngờ lại gặp Triệu Quốc Đống có cùng sở thích. Ha ha, giám đốc Chu quá khen rồi, tôi chẳng qua chỉ là đọc tiểu thuyết Kim Dung nhiều hơn mà thôi, có quyển đọc một lần là đủ. Có quyển xem vài lần mới có thể thấy chân lý cuộc sống. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy chủ nhiệm Triệu thích nhất nhân vật nào trong tiểu thuyết Kim Dung? Hoa Hành Vân cũng vui vẻ nói. Các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung giống như các nhân vật thật thời xưa, cho nên mới làm chúng ta có nhận định rõ ràng. Nếu làm người ta cảm động nhất đương nhiên là Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ. Một người đàn ông nhiệt huyết, chung với quân vương. Nhưng tôi tự nhận nếu mình bị vây trong tình cảnh đó thì không thể làm được như Kiều Phong. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.
không gặp cảnh như vậy thì khó có thể thấy được trí tuệ và khí phách của đối phương. Nếu như nói giống nhân vật bình thường thì đương nhiên là Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, yếu đuối, trung hậu và có thêm một tia gian xảo. Nếu như không có võ công siêu phàm thì chỉ sợ sẽ thành bị MNGG cười chê. Triệu Quốc Đống cười cười rồi nói tiếp. Đương nhiên muốn nói đàn ông muốn nhất là Vi Tiểu Bảo, giàu hoạt, hiếu sắc mà vẫn không mất tính lương thiện, là nhân vật tiểu nhân điển hình nhưng hơn xa đám tự nhận mình quân tử. Triệu Quốc Đống nói làm hai người Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân đáp lại. Mặc dù không ít người thích đọc tiểu thuyết Kim Dung nhưng chính thức phân tích được như vậy thì không nhiều. Hai người cũng hay trao đổi nhưng bây giờ lại có Triệu Quốc Đống cùng sở thích nên càng sôi nổi hơn. Ba người liền bắt đầu nói từ Quách Tĩnh đến Dương Quá, đến Đoàn Dự, đến Trương Vô Kỵ, bọn họ như quên việc chính là bữa tiệc này. Đến khi Cù Vận Bạch cầm chén lên thì ba người mới quay lại chủ đề chính. Sau bữa ăn hai người Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân mặc dù khôn vì một đề tài mà thay đổi lập trường nhưng lại thêm vài phần gần gũi với cá nhân Triệu Quốc Đống. Đúng như Triệu Quốc Đống dự đoán, lễ ký kết việc liên doanh giữa tập đoàn DU và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên đã được tổ chức ở khách sạn Quân Duyệt. Lãnh đạo của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên đều tham gia và phát biểu, đều tỏ vẻ đưa ra chính sách ưu đãi, biến An Đô thành kiểu mẫu của ngành sản xuất ô tô khu vực Trung Tây. Triệu Quốc Đống liền lập tức liên lạc với mấy nhà đầu tư có hy vọng, nhưng đều chỉ được đối phương ngầm hứa một chút mà thôi. Xem ra việc tranh đoạt giữa các khu khai phát vẫn chưa thể biết ai là người thắng. Hoàng Trung Kiệt có chút tức giận vì phải chạy đi mua mấy quyển sách của Kim Dung. Y không biết Triệu Quốc Đống sao lại giao nhiệm vụ này cho mình, hơn nữa khi nói chuyện lại rất nghiêm túc. Chẳng lẽ mua mấy quyển truyện của Kim Dung là có thể được nhà đầu tư đến khu khai phát giang khẩu? Quyển 3, chương 38, nhân tố không thể xác định. Khi Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân nhận được mấy bộ tiểu thuyết của Kim Dung thì bọn họ đang thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay. Sự nhiệt tình của Triệu Quốc Đống làm hai người có chút cảm động. Lúc trước Triệu Quốc Đống nói đến các bản tiểu thuyết Kim Dung thì nhắc đến của hãng Bảo Văn Đường là đẹp nhất, hai người cũng có chút hứng thú. Không ngờ chỉ trong một ngày Triệu Quốc Đống đã tìm được mấy bộ này gửi đến cho mình. Ngồi trong phòng chờ của sân bay, lật xem mấy quyển sách cổ, Chu Quốc Bình suy nghĩ một chút. Mấy quyển sách này làm rất tinh xảo, mùi hương nồng nặc làm y rất thích. Lão Hoa, thấy sao? Ừ, Triệu Quốc Đống này đúng là có lòng. Chúng ta vừa nhắc mà đã có thể đưa đến cho chúng ta. Dù là cậu ta hy vọng tôi và anh đến giang khẩu xây dựng nhà máy thì chỉ riêng thế này đã khiến tôi động tâm. Hoa Hành Vân cũng thích bộ sách này. Ừ, vì thế chúng ta nếu đến An Đô xây dựng nhà máy mà không tới khu khai phát giang khẩu đúng là mất mặt. Chu Quốc Bình cười cười. Sách thì không quan trọng nhưng thành ý lại khác. Chu Quốc Bình có một suy nghĩ, muốn làm việc phải làm người trước, phải được người khác tôn trọng và tin tưởng. Triệu Quốc Đống cho y ấn tượng là đáng để quan hệ. Tuy còn trẻ nhưng lại chín chắn, mặc dù mới tiếp xúc vài ngày nhưng Chu Quốc Bình tin mình không nhìn lầm người. Dù về công hay tư cũng đáng để quan hệ. Thực ra mấy nơi đều có ưu thế. Khu khai phát giang khẩu cũng có ưu thế rõ ràng, tình hình an ninh trật tự tốt, giá điện ưu đãi, tôi thấy cũng có thể. Hoa Hành Vân gật đầu nói. Điều kiện mấy nơi tương đương nhau, nếu không có khác nhau nhiều thì tố chất và năng lực của quan chức sẽ rất quan trọng. Chu Quốc Bình chú trọng điểm này. Về rồi bàn một chút, lần này xem ra tỉnh An Nguyên rất chú trọng hạng mục liên doanh này, có lẽ tốc độ xây dựng không chậm. Hơn nữa cơ sở vật chất của nhà máy sản xuất ô tô Tiểu Âu khá tốt, chỉ cần xây thêm mấy nhà xưởng là được, thiết bị chuyển tới là sản xuất. Nếu chúng ta đã quyết định thì phải lập tức hanep hát động. Tôi dự định tuần sau sẽ quay lại An Đô. Chu Quốc Bình nói thêm. Tôi còn tưởng anh phải chờ sang năm mới làm chứ. Bây giờ đến hết năm còn một tháng, tôi dự định phải xác định xem làm được ở đâu trước năm mới. Chờ khi khởi công thì tranh thủ trong vòng nửa năm là xây dựng xong nhà máy. Chu Quốc Bình không do dự nữa, y nói. Còn anh thì sao? Tôi thì có khó gì? Nếu đã xác định xây dựng nhà máy ở An Đô, vậy anh làm nhà máy ở đâu thì tôi theo đó. Hoa Hành Vân nói. Hay là chúng ta nói trước với Triệu Quốc Đống một câu? Không cần. Dù sao tôi tuần sau sẽ bay lại đây, coi như là xác định thì cũng còn nhiều việc cần làm. Về rồi nói. Triệu Quốc Đống cũng biết tặng mấy quyển sách chưa chắc có tác dụng lớn. Hắn không hy vọng có thể dùng mấy quyển là đả động được đối phương. Sách chỉ có vài trăm tệ, coi như bỏ ra để tạo quan hệ mà thôi. Hội chợ thương mại đã kết thúc,
khu khai phát Giang Miếu có thể xác định hai công ty đến xây dựng nhà máy. Đây là hai nhà máy nhỏ, có lẽ quy mô đầu tư dưới 2 triệu. Nhưng điều này cũng làm Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Dù sao coi như có cái mà ăn nói với huyện ủy, ủy ban. Ban quản lý khu khai phát có hai chiếc Santana, một chiếc mới tinh là của Cù Vận Bạch, một chiếc hơi cũ hơn chút dành cho công tác thu hút đầu tư, bình thường do Bành Hiểu Phương sử dụng, ngay cả Hoàng Trung Kiệt cũng không có cơ hội. Lần này Bành Hiểu Phương bị bệnh nên ở nhà chữa bệnh, xe này phải được giao ra. Sau khi biết Triệu Quốc Đống phải ở lại An Đô tới tối muộn nên Cù Vận Bạch đã hợp tình hợp lý đưa cho Triệu Quốc Đống sử dụng. Xe Santana đi thích hơn xe cảnh sát, dù là xe cũ một chút cũng hơn xe kia. Các công việc cần làm đã làm, Triệu Quốc Đống cũng nhẹ nhàng hơn. Mấy cô bé Cổ Tiểu Âu thấy là cuối tuần thì sao có thể cho hắn chạy thoát. Ồ, Quốc Đống ca, anh đổi xe rồi sao? Cổ Tiểu Âu nhìn xe mà nói. Anh không phải đã nói xe kia là của chủ nhiệm xinh đẹp đi sao? Xe này cũng chỉ là tạm thời sử dụng thôi. Mấy cô gái lên xe khiến xe đầy mùi hương. Triệu Quốc Đống phát hiện tâm trạng mình cũng tốt lên nhiều. Tối hôm trước em thấy anh đi xe màu đen cơ mà. Kiều San nói xong thì mới phát hiện mình sai lầm, muốn giải thích hai người gặp nhau là trùng hợp thì cũng khó. Hả, tối hôm trước hai người gặp nhau sao? Cổ Tiểu Âu mở to mắt mà nói. Ừ. Anh đi ăn với giáo sư Bùi Trường em ở nhà hàng Hoa Đình, ăn xong ra ngoài thì gặp Kiều San. Triệu Quốc Đống nói. Sau đó anh liền cùng Kiều San đến quán nước của khách sạn Cẩm Giang, ở đó rất được, lúc nào rảnh thì mọi người tới ngồi một chút. Nửa câu đầu còn nghiêm chỉnh, nửa câu sau chính là bịa đặt. Triệu Quốc Đống có thể thông qua kính chiếu hậu thấy rõ vẻ mặt kỳ quái của bốn cô gái. Đồng Úc có vẻ rất ngạc nhiên, tất nhiên không ngờ quan hệ của Triệu Quốc Đống và Kiều San phát triển nhanh như vậy. Nhưng cô không nghĩ gì khác. Lam Đại lại lộ vẻ kỳ quái nhưng rất nhanh bị vẻ lạnh nhạt che giấu. Chỉ có Cổ Tiểu Âu lộ rõ vẻ ghen tuông, đương nhiên Kiều San cũng đỏ mặt. Ai đi đến quán với anh phải nói rõ ràng. Không đi, đúng là không đi, anh nói đùa mà thôi. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mấy cô gái càng thêm nghi ngờ. Kiều San đúng là thua tên vô sỉ Triệu Quốc Đống này, không ngờ trước nhiều người như vậy lại là ô uế sự trong sạch của cô. Cô cũng không biết làm như thế nào giải thích với Cổ Tiểu Âu. Ha ha, đùa chút thôi, đừng để ý. Mấy em nghĩ anh hấp dẫn đến mức có thể lừa Kiều San tới quán ba sao. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói thêm. Anh cũng muốn mời Kiều San nhưng nhìn cô ấy như một con thỏ đề phòng con sói. Anh biết hình ảnh của anh trong mắt mấy em rất xấu, nên đành phải đàng hoàng về nhà. Cổ Tiểu Âu cười hì hì nói. Anh đừng tự hạ thấp mình như vậy. Anh mặc dù hơi ngốc nhưng không chừng có người thích anh như vậy đó. Ngay cả tên ngốc Quách Tĩnh cũng được cô bé Hoàng Dung thích, không chừng có cô gái nào thích anh thì sao? Ôi Tiểu Âu, em đừng có trêu anh như vậy chứ. Anh dù sao cũng là cảnh sát, là cán bộ quốc gia. Nếu mà ngốc như tên Quách Tĩnh rồi truyền ra ngoài khiến anh không tìm được bạn gái thì em phải chịu trách nhiệm. Triệu Quốc Đống lợi dụng lúc xe hờ đèn đỏ mà nói. Được rồi thưa các người đẹp, hôm nay đi đâu ăn? Không phải vẫn đòi anh mời ăn sao? Không nắm chắc cơ hội là không còn đâu đó. Bọn em hôm nay muốn đi ăn lẩu. Đồng Úc chủ động nói. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Đồng Úc và Lam Đại vẫn ít khi nói chuyện. Đồng Úc có vẻ là một cô bé hay xấu hổ. Lần này cô chủ động mở miệng nói làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Hi hi, bọn em hôm nay muốn ăn lẩu Trùng Khánh. Nghe nói bên Tam Kiều có một nhà hàng lẩu rất lớn, rất đông khách, không thiếu bạn học tới đó ăn. Tiểu Úc là người Quý Châu nên thích ăn cay. Bọn em hôm nay muốn thử món cay Tây Nam. Cổ Tiểu Âu nói. Ừ, người Tứ Xuyên không sợ cay, người Hồ Nam cay không sợ, người Quý Châu sợ không cay, xem ra Đồng Úc đúng là muốn kém mấy em xuống nước. Nói trước nếu mà mặt nổi mụn thì đừng trách anh. Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc. Đi đi anh, bọn em bị tâm lý rồi. Cổ Tiểu Âu thân mật sờ sờ đầu Triệu Quốc Đống. Tiểu Âu, đầu đàn ông. Eo phụ nữ không phải tùy tiện sờ đâu đó, chịu trách nhiệm đó. Triệu Quốc Đống cười cười rồi lái xe chạy tiếp. Thì chịu chứ sao, anh nếu không tìm được bạn gái thì tìm em là được chứ gì. Cổ Tiểu Âu nói xong liền chớp chớp mắt. Triệu Quốc Đống giả vờ không nghe ra ý trong lời của đối phương, hắn tăng tốc. Nhà hàng lẩu Sơn Thành làm ăn khấm khá nhất ở An Đô về lẩu. Đồ ăn đặc trưng của Trùng Khánh đúng là rất ngon. Mặc dù Triệu Quốc Đống không thích ăn ngon nhưng hắn phải thừa nhận mỗi món có đặc trưng riêng của nó. Quyển 3,
Chương 39, kẻ đứng phía sau. Cổ Tiểu Âu đã sớm đặt một bàn ở đây. Cô không ngại mấy người bạn mà vô thức coi Triệu Quốc Đống là người nhà. Cô cởi áo khoác ra và thể hiện thân hình quyến rũ ở bên trong. Cổ Tiểu Âu là người hấp dẫn nhất. Chiếc áo bó sát người hiện rõ những đường cong uyển chuyển, hai bên ngực cao vút cùng gò má đỏ ửng đối ứng nhau. Cô ăn đồ cay nên thi thoảng kéo kéo áo, Triệu Quốc Đống có chút lo lắng không biết dạ dày cô chịu được không. Nhất là khi Cổ Tiểu Âu nói chuyện với mấy cô bạn thì bộ ngực cứ phập phồng nên trông rất đẹp mắt. Lam Đại ăn mặc không kém gì Cổ Tiểu Âu. Chiếc áo thấp ngực hình chữ V lộ ra một mảng ngực lớn, nhưng cô lại có một chiếc khăn lụa màu hồng nhạt trên cổ khiến sự hưng phấn biến thành gợi cảm, khe ngực như ẩn như hiện tiến vào trong mắt Triệu Quốc Đống. Kiều San và Đồng Úc ăn mặc lộ rõ vẻ thành xuân tươi trẻ. Có thể được chọn từ rất nhiều nữ sinh đến hội chợ thương mại làm người mẫu thì các cô đều rất đẹp. Đồ ăn không có gì mới nhưng so sánh với hàng lẩu Mai Giang ở Giang Khẩu thì đúng là hơn một bậc, có lẽ là do bí quyết nấu nướng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, nếu không có gì thay đổi thì chị gái mình và Lưu Thành sẽ làm nấu ăn cả đời, nhưng bây giờ lịch sử đã thay đổi phải không? Mình đã thay đổi vận mệnh của Đức Sơn và Trường Xuyên, Phòng Tử Toàn cũng là như vậy. Vậy mình có nên thay đổi cuộc sống của từng người bên cạnh không? Làm thế là đúng hay sai? Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra làm mấy cô gái chú ý. Bốn cô gái xinh đẹp ngồi đây khiến vô số ánh mắt chú ý thấy. Bốn cô gái cao trên 1m7 cùng xuất hiện. Tỷ lệ này có lẽ chỉ trên TV mới thấy, hơn nữa cô nào cũng đẹp khiến Triệu Quốc Đống bị nhiều kẻ ghen ghét. Triệu ca, anh lại mơ mộng gì đó. Nhìn anh như là linh hồn bay vào cõi thần tiên đó. Nói chuyện đầu tiên chính là Kiều San. Gì cơ? Triệu Quốc Đống đột nhiên phát hiện bốn cô đang nói chuyện vào mình. Xin lỗi, anh nghĩ đến một chuyện thôi mà. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Chuyện gì làm Triệu ca thất thần như vậy? Nói ra cho bọn em mở rộng tầm mắt đi. Kiều San không chịu bỏ qua cho Triệu Quốc Đống. Kiều San, em làm mất lòng em à? Triệu Quốc Đống cười khổ xin tha. Anh chẳng lẽ không được tự hỏi sao? Trước mặt người đẹp mà còn thất thần, đây là không coi người đẹp vào đâu. Cổ Tiểu Âu nói xen vào. Hơn nữa còn có bốn người đẹp, Quốc Đống ca như vậy chính là khiêu khích, San San hỏi anh phải trả lời. Được, anh trả lời. Anh nghĩ tới tối qua khi mời nhà đầu tư Chiết Giang đến nhà hàng Hỷ Lai đang ăn và nói chuyện về tiểu thuyết Kim Dung, anh không ngờ mấy người hơn 40 tuổi vẫn rất yêu thích. Hả, hơn 40 mà vẫn thích tiểu thuyết Kim Dung? Đồng Úc nói xen vào một câu. Em còn tưởng chỉ có sinh viên mới thích tiểu thuyết Kim Dung chứ? Chẳng lẽ chỉ sinh viên bọn em là có quyền hưởng thụ cuộc sống thôi sao, người như anh không có quyền mơ cuộc sống tốt đẹp ư? Chuyện kiếm hiệp. Nhất là tiểu thuyết Kim Dung càng khiến con người ta quên đi áp lực, được thư giãn. Triệu Quốc Đống phát hiện Đồng Úc không quá khép mình như lúc mới gặp, khi quen thì cô cũng nói không ít. Sinh viên bọn em chẳng lẽ không có áp lực sao? Đầu tiên là về việc học, còn phải nghĩ sau khi tốt nghiệp làm gì cơ mà. Đồng Úc lắc đầu nói, một tia lo lắng trong mắt cô thoáng hiện lên. Sinh viên đại học còn lo không có việc sao? Ra nước ngoài, thi cao học, ở lại trường. Vào cơ quan nhà nước hoặc công ty lớn, còn có thể lựa chọn vào các công ty liên doanh. Triệu Quốc Đống nói. Triệu Quốc Đống không ngờ lời của mình đã chạm vào nỗi đau của mấy cô gái. Ra nước ngoài, dễ vậy sao, nó cần có bảo đảm về kinh tế, không phải ai cũng có thể đạt được. Thi cao học dễ hơn một chút, nhưng khi đã qua cuộc sống đại học thì còn mấy người dồn hết tâm trí vào việc học thêm vài năm nữa. Ở lại trường đó chính là chỉ tiêu hiếm có, không phải ai cũng có thể. Về cơ quan nhà nước thì phải xem đó là nơi nào. Các cô gái quen với cuộc sống đô thị thì thường khó có thể chấp nhận cuộc sống ở nông thôn. Andô mặc dù không thể so sánh với Bắc Kinh, Thượng Hải nhưng nơi này lại dẫn đầu về kinh tế trong khu vực, đây là nơi vô số người lựa chọn. Có thể ở lại đây và vào cơ quan nhà nước là ước mơ của bao người, thậm chí còn tốt hơn là ở lại trường. Nhưng cơ hội này có bao nhiêu? Công ty nhà nước thì ngoài mấy ngành như điện, ngân hàng, bưu điện lũng đoạn thị trường ra, các ngành sản xuất còn lại thì có hiệu quả kinh doanh quá thấp. Ai muốn đánh cuộc số mệnh của mình vào một công ty có thể phá sản? Không khí trở nên nặng nề một chút, Triệu Quốc Đống hơi hối hận vì sao mình lại nói tới vấn đề nhạy cảm này. Hắn đảo đảo mắt rồi nói. Không biết nhà mấy người đẹp ở đâu, học ngành nào? Công việc có liên quan lớn tới ngành mình học. Có lẽ nghĩ đến gì đó nên vẻ mặt Kiều San tốt hơn. Em là người Thúc Châu. An Huy, học quản lý kinh tế.
Tiểu Úc là người Quý Châu, học lịch sử. Lam Đại, nhà bạn ở đâu, bạn học ngành gì? Cát Lâm, tiếng Anh. Lam Đại nói. Ừ, quản lý kinh tế và tiếng Anh ở Ando có thể dễ dàng tìm được công việc tốt, chẳng qua lịch sử sợ khó hơn một chút, tốt nhất là có thể lưu lại trường hoặc thi lên cao học. Triệu Quốc Đống đánh giá rất xác đáng. Bây giờ xin việc thì dễ, muốn tìm công việc làm người ta hài lòng lại không dễ. Hoàn cảnh công tác, thu nhập, tương lai phát triển là rất quan trọng. Hơn nữa ở Trung Quốc thì chủ yếu cần dựa vào quan hệ, vị trí tốt có vô số người nhòm ngó. Bọn em là người bên ngoài muốn tìm được công việc hài lòng có lẽ là rất khó khăn. Kiều San hơi buồn mà nói. Cổ Tiểu Âu không quá lo như mấy người cô. Trường không phải lo việc phân công công việc cho cô cũng hiểu với thành tích và tính cách của mình mà muốn vào cơ quan tốt là không dễ. Nhưng cô rất lạc quan, xe tới trước sẽ có đường, đó là suy nghĩ cô luôn nghĩ tới. Cô thậm chí còn nghĩ cứ làm việc nhàn nhã yên ổn là được. Được rồi, bữa ăn đang vui vẻ mà mấy người lại làm mất hăng hái. Nào, uống rượu, không nhắc tới việc này. Mình còn không lo vì trường không để ý đến, các bạn lo gì? Nếu ngày nào đó không có cơm ăn thì mình còn phải nhờ các bạn đó. Cổ Tiểu Âu nói như vậy nên cũng sôi nổi hơn. Cổ Tiểu Âu còn không oán trời trách đất thì nói chi mình. Mấy cô gái rất nhanh bỏ suy nghĩ kia đi, một lần nữa cười nói. Triệu Quốc Đống đang nói chuyện thì máy nhắn tin vang lên. Hắn nhìn thì thấy là số của đồn công an gọi tới. Theo lý thì chuyện ở đồn công an bây giờ do Uông Dũng Tuyển phụ trách, trừ khi có trường hợp đặc biệt mới thông báo cho hắn. Bây giờ có việc gì sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày lấy điện thoại di động ra. Ồ, Quốc Đống ca, mới có 2 ngày không gặp mà anh đã có điện thoại di động rồi sao? Cổ Tiểu Âu vui vẻ nói. Ừ, cơ quan cung cấp, anh bây giờ phụ trách thu hút đầu tư, lúc nào cũng cần liên lạc với nhà đầu tư nên không có điện thoại di động cũng khó khăn. Triệu Quốc Đống cũng phải cảm ơn Cù Vận Bạch, ngay khi Lương Kiến Hoàng thông báo hắn phụ trách công tác thu hút đầu tư của khu khai phát, cô liền thông báo phòng tài vụ mua một chiếc Nokia 168 mới lưu hành cho Triệu Quốc Đống, máy này tốt hơn cả Nokia 9900. Vấn đề thông tin bây giờ rất quan trọng, hắn tự mua một cái sẽ gây hiểu lầm, nếu không có lại không tiện. Cù Vận Bạch làm như vậy là rất chính xác. Chuyện gì vậy? Triệu Quốc Đống vừa nói xong thì nghe thấy Khúc Quân lớn tiếng nói. Sếp Triệu, cha ra rồi. Cha ra cái gì? Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Tên này sao mà lại hưng phấn như vậy? Chính là tên chạy thoát khỏi thôn Đại Thánh đó. Hôm nay chúng ta xuống cơ sở phá vụ án đánh nhau, một tên vì lấy công chuộc tội nên đã lộ tin ra. Khúc Quân rất chú ý tới việc này. Mặc dù vụ án thôn Đại Thánh đã được đưa ra khởi tố nhưng y vẫn chú ý điều tra kẻ chủ mưu. Ừ, vậy lai lịch của kẻ đó là như thế nào? Triệu Quốc Đống nói. Tên thật của người này thì không rõ, chỉ biết y họ Đàm. Mọi người bình thường gọi y là Đông Ca, nghe nói đi theo một người tên Diêu Ca trên Ando. Tôi đã thông báo với đội cảnh sát hình sự huyện và đội cảnh sát hình sự thành phố. Trên thành phố đã điều tra và được biết tên Diêu Ca kia chủ yếu làm ăn ở Thiên Hà, Bích Trì và Vọng Đường, đám tay chân khá nhiều. Nhưng tên này có hành vi bí ẩn, nghe nói mở một quán bar và một nhà máy rượu ở đường Tân Giang thành phố. Diêu Ca, Triệu Quốc Đống không tự giác nhắc lại tên này. Nói như vậy tên họ Đàm là đàn em của y. Việc này khó xác định, chẳng qua tên họ Đàm kia vốn đi theo Diệu Ca một thời gian, nhưng theo phản ánh thì đã có hơn năm không qua lại với Diệu Ca. Khúc Quân có chút nuối tiếc mà nói, đây là đầu mối nhưng không chắc có tìm được người không. Triệu Quốc Đống cũng không chú ý mình đọc tên Diệu Ca lại làm một cô gái bên cạnh hắn chú ý. Một cô gái đứng lên đi ra. Nhưng ít nhất có thể chứng minh tên Diệu Ca này có quan hệ mật thiết với họ Đàm. Thông báo tin này với đội cảnh sát hình sự công an thành phố, bọn họ có người chuyên môn thu thập đầu mối, mời bọn họ giúp xem có thể thông qua đùa mối bắt được đối tượng không. Được, tôi lập tức đi làm. Khúc Quân nói. Quyển 3, chương 40, không giới hạn. Khi Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ nên làm như thế nào bắt họ Đàm, ở trong một quán trà đạo Giang Sơn cách nhà hàng một đoạn cũng có một đám người ngồi đó. Sao thế Diệu Ca, xem ra tâm trạng của anh rất khó chịu. Một tên chọc đầu cười nói. Mẹ kiếp, một thằng anh em ngày trước nghĩ cánh đã cứng nên muốn ra ngoài xông xáo. Hừ, bây giờ thì hay rồi, Giang Khẩu xảy ra chuyện nên trốn đến Trùng Khánh bảo tôi nhớ chuyện xưa mà giúp. Hừ, cũng không xem mình có bản lĩnh gì mà muốn ra ngoài kiếm ăn. Tôi sớm biết thằng này sẽ xảy ra chuyện.
Người đàn ông trung niên được gọi là Diệu Ca hừ một tiếng. Lúc đi thì không nói câu nào, bây giờ cần tiền lại về tìm tôi. Ai? Một tên khác nói. Thằng danh Đàm Đông chữ ai, gặp phải một cảnh sát giỏi ở Giang Khẩu nên phải chạy. Diệu Ca phun ra một hơi thuốc. Ồ, Giang Khẩu ư, gặp tên nào vậy anh? Một tên gác chân chữ ngũ trước mặt Diệu Ca có chút tò mò nói. Không hỏi, nghe nói họ Triệu, vừa được điều tới làm trưởng đồn công an khu khai phát Giang Khẩu, tuổi còn trẻ. Hai thằng đàn em mà Đàm Đông vừa nhận chạy sang huyện Bình Xuyên cũng bị bắt. Diệu Ca thấy tên kia hứng thú liền nói. Sao vậy Phong Ca, biết đối phương à? Ha ha, nếu là tên kia thì khá thú vị. Người đàn ông Phong Ca gọi điện rồi vứt một tập tiền lên bàn rồi nói. Huy Ca, còn nhớ họ Triệu Giang Khẩu không? Tên đó đúng là có chút bản lĩnh, nghe nói đến khu khai phát Giang Khẩu làm trưởng đồn công an rồi đó. Sao tôi biết ư? Ha ha, Tiểu Diệu không phải hôm nay tổ chức sinh nhật sao? Tôi đến góp vui và nghe Tiểu Diệu nói. Nghe Phong Ca gọi điện cho người đàn ông Huy Ca, mấy tên ở đây đều ngồi im không dám nói chuyện. Ha ha, Huy Ca đúng là nhạy bén, sao có thể nhìn ra thằng này không đơn giản. Nhìn thấy Diệu Ca bỏ ra 1.000, Phong Ca vừa gọi điện vừa xua tay ra hiệu không theo. Huy Ca muốn chúc mừng y, vậy có phải quá nể mặt không? Chẳng qua chỉ là một thằng cảnh sát nhỏ bé mà thôi. Chúng ta bây giờ không va chạm với y là được chứ gì? Sau khi nói chuyện xong, Phong Ca nhìn đồng hồ rồi nói. Tiểu Diêu, Huy Ca bảo anh đừng nên xen vào việc này. Thằng Đàm Đông muốn chết thì anh đừng ngăn nó, đừng chọc thằng họ Triệu kia. Hả, Huy Ca nói như vậy sao? Diệu Ca vốn định cho Đàm Đông chút tiền vì tình nghĩa năm xưa, ai ngờ Huy Ca lại nói như vậy. Tự anh làm đi, Huy Ca chỉ nhắc cậu đừng có mâu thuẫn gì với họ Triệu. Phong Ca đứng lên, một thằng đàn em vội vàng cầm cặp cho y. Mẹ nó chứ, Tiểu Diêu, anh sinh nhật nên đỏ thật đó. Ha ha, nhờ phúc của Huy Ca và Phong Ca nên thắng vài chục ngàn. Tâm trạng Diệu Ca khá tốt, nhìn đống tiền trước mặt thì ít nhất cũng 40 ngàn, đối phương thua ít nhất 20 ngàn. Phong Ca, thay tôi chào Huy Ca, mời Huy Ca lúc nào rảnh đến chỗ tôi. Ừ, thời gian này Huy Ca không rảnh, Huy Ca mới từ Hải Nam về, sau đó còn phải đi Phúc Kiến. Phong Ca lắc đầu đi ra. Chờ Huy Ca về rồi xem có thời gian hay không. Triệu Quốc Đống đang định đưa mấy cô bé về trường thì máy nhắn tin của hắn vang lên. Sau khi ăn xong đã là gần 9 giờ tối, mấy cô bé ăn đến độ mũi đổ mồ hôi và không ngừng kêu thích. Chẳng qua lúc ra khỏi cửa lại run lên, tháng 12 nên Ando rất lạnh. Triệu Quốc Đống vừa chạy xe ra cửa đón mấy cô ra ngoài thì nhận được số điện thoại lạ. Alo ai đó? Ha ha, Triệu Ca chúc mừng, đến khu khai phát bao giờ mà không thông báo thế? Giọng hơi lạ nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể nghe ra giọng của ai. Tiểu Huy à, đã lâu không nghe thấy tiếng của anh, đang ở Hải Nam sao? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Không, tôi sang Phúc Kiến. Giọng đối phương hơi đứt quãng, qua đó có thể thấy sóng không tốt. Phúc Kiến, anh đi Phúc Kiến bao giờ thế? Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh. Xong chuyện ở Hải Nam là tôi sang Phúc Kiến, một người bạn hẹn tôi qua đó. Lúc này Kiều Huy đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài cảnh biển. So với An Đô thời tiết lạnh, thời tiết Tuyền Châu lúc này đúng là làm người ta dễ chịu, những cơn gió không nóng không lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, Kiều Huy đã lâu không nghe thấy ai gọi mình là Tiểu Huy, bây giờ lại nghe thấy từ trong máy điện thoại nên thấy khá lạ. Tôi vừa được người bạn cho biết Triệu Ca đã điều đến khu khai phát Giang Khẩu nên gọi tới chúc mừng. Lúc nào tôi tới An Đô sẽ mời Triệu Ca uống rượu. Đến lúc này Kiều Huy nhớ đến việc kia mà vẫn còn hơi sợ. Ồ, lần trước có không ít người vào tù phải không? Nghe nói bên đó có không ít người tiến vào, lần này không có 5 năm đừng mong ra. Triệu Quốc Đống nói. Ha ha, dựa cả vào Triệu Ca nhắc nhở nên chúng tôi mới may mắn như vậy, coi như thoát khỏi vũng nước kia. Nghĩ đến chuyện năm đó mà Kiều Huy không khỏi run lên. Lần đó nếu chẳng may bị tiến vào thì có lẽ cả đời sẽ xong. Khó khăn lắm mới thoát ra và muốn tìm một con đường chính đi làm, nhưng ai ngờ lần đầu tiên thiếu chút nữa vào tù. Nếu như không phải có đối phương thì mình đúng là lỗ nặng, còn có bao người bạn bị mình hại. Tiểu Huy nói gì thế, sao rồi, Tiểu Huy bây giờ sang Phúc Kiến làm giàu và phát tài hả? Triệu Quốc Đống cũng đánh giá đối phương ở ngoài nên mới vậy. Chẳng qua người này hắn chỉ gặp một lần nên không rõ chi tiết. Nhưng có thể khẳng định người này không bình thường,
làm chút chuyện ở bên này, cũng muốn kiếm chút mà. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Sản xuất ô tô hay là thuốc lá vậy? Lúc này ở Phúc Kiến hình như ngoài buôn lậu xe hơi và thuốc lá thì không có ngành nào khác cả. Mấy ngành khác thì đám người Kiều Huy đâu có làm, mặc dù Triệu Quốc Đống không rõ thân phận thật của Kiều Huy. Triệu Quốc Đống nói làm cho Kiều Huy cảm thấy hơi lạnh trong lòng. Ha ha, Triệu ca giỏi thật đó, câu đầu tiên đã làm cho Kiều Huy không còn gì để nói. Ngành thuốc lá đó rất nguy hiểm, bây giờ chỉ vào ngành ô tô thôi. Triệu Quốc Đống biết cơn sóng bất động sản ở Hải Nam đã hết, ngân hàng cả nước mất phải vài chục tỷ vào Hải Nam. Vài năm nữa cũng chưa chắc thu lại về được, cũng không biết tên Kiều Huy có nghe mình nhắc nhở mà thoát thân được không. Ồ, anh còn ở bên Phúc Kiến bao lâu nữa? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Trước Tết tôi sẽ về An Đô một chuyến, đến lúc đó phải cảm ơn Triệu ca nể mặt chứ. Kiều Huy cười nói. Được, chờ Tiểu Huy về rồi nói. Đây là số điện thoại của Tiểu Huy sao? Triệu Quốc Đống hỏi. Ừ, Triệu ca có SDDT rồi chứ? Ừ, số điện thoại của tôi là. Về rồi gọi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi báo số điện thoại của mình ra. Nếu đối phương có thể tra ra máy nhắn tin của hắn, vậy tìm ra số điện thoại cũng không khó. Kiều Huy bỏ máy xuống. Một cô gái đẹp ôm lấy nhưng y không động. Y đang suy nghĩ về việc tháng 6. Nếu không phải có Triệu Quốc Đống nhắc nhở, nếu như không phải bọn họ sáng suốt, y không biết mình có ngã xuống trong cơn sóng đất của Hải Nam như bao người không. Mấy cô gái ngồi đằng sau mặc dù không nghe rõ câu chuyện, nhưng mấy câu như Hải Nam, Phúc Kiến ô tô, thuốc lá thì cũng nghe ra. Các cô mơ hồ đoán Triệu Quốc Đống có bạn làm việc ở Phú Kiến, vì thế các cô càng thêm tò mò với Triệu Quốc Đống. Một trưởng đồn công an huyện sao lại có quan hệ rộng như vậy? Ngay cả giáo sư kinh tế nổi tiếng của tỉnh An Nguyên, Bùi Hoài Viễn cũng ăn cơm cùng hắn, có quá không nhỉ? Quốc Đống ca, 919, là số điện thoại của anh à? Cổ Tiểu Âu có chút hưng phấn nói. Ừ, Triệu Quốc Đống thuận miệng nói, cô bé này nhớ nhanh thật. Bọn em nhớ rồi đó, bọn em nếu muốn ăn cơm sẽ tìm anh thanh toán, có được không? Cổ Tiểu Âu cười hì hì mà nói. Hả, không vấn đề gì, chẳng qua anh ở Giang Khẩu nên cách An Đô khá xa. Triệu Quốc Đống không ngờ cô bé này lại tính như vậy. Hừ, anh lái xe có thể mất bao lâu? Không đầy tiếng là đến trường em, nếu không có thành ý thì đừng đồng ý. Chẳng lẽ anh nghĩ bọn em thiếu ăn à? Đầy người muốn mời bọn em ăn, bọn em còn không thèm đi. Cổ Tiểu Âu ra vẻ tức giận nói. Được rồi, anh luôn nghe theo người đẹp gọi. Nhớ số của anh, đừng gọi nhầm số đó. Triệu Quốc Đống vội vàng giơ tay xin hàng, trên xe lại vang lên tiếng cười hì hì của các cô. Quyển 3, chương 41, bố cục. Sáng hôm sau, Cù Vận Bạch chủ trì hội nghị toàn bộ nhân viên ban quản lý khu khai phát, tuyên bố quyết định của huyện về việc Triệu Quốc Đống tạm thời thay thế phó chủ nhiệm Bành Hiểu Phương bị bệnh. Bành Hiểu Phương trước đây chỉ phụ trách phòng thu hút đầu tư. Trong tay chỉ có Hoàng Trung Kiệt, một phó trưởng phòng và ba nhân viên. Mảng thu hút đầu tư nói phức tạp sẽ phức tạp, nói đơn giản sẽ đơn giản. Công tác thu hút đầu tư thời kỳ đầu sẽ rất vất vả, nhưng một khi đối phương xác định xây dựng nhà máy thì công tác tiếp theo lại rất đơn giản. Hai công ty quyết định đến khu khai phát Giang Khẩu đầu tư có quy mô nhỏ, chiếm khu đất không đầy 100 mẫu, đầu tư không đủ 2 triệu. Hiệp định đầu tư ký kết đúng là quá kém so với Hoa Dương, Vọng Đường và Bích chỉ có các hợp đồng hàng chục triệu. Triệu Quốc Đống lần đầu tiên cảm thấy mình biết trước tương lai cũng bất lực với chuyện này. So sánh với khu khai phát Giang Khẩu thì Hoa Dương và Vọng Đường có điều kiện tốt hơn nhiều. Dù là khoảng cách tới sân bay, tàu hay đường giao thông đều rất thuận tiện. Giang Khẩu vẫn không thể so sánh với hai huyện này, mà Bích Trì lại có ưu thế là trụ sở của nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Ba nơi này chiếm thành quả lớn nhất trong hội chợ thương mại. Cũng may có hai công ty nhỏ quyết định tới, coi như việc điều chỉnh bộ máy ban quản lý khu khai phát đã có đột phá. Hai nhà đầu tư Phúc Kiến cũng khá tích cực. Công tác thăm dò và kiểm tra làm bọn họ rất hài lòng. Sau khi ký hiệp định ở hội chợ thương mại, bọn họ liền về Phúc Kiến, chuẩn bị trước Tết sẽ bắt đầu động thổ xây dựng nhà máy. Làm Triệu Quốc Đống ngạc nhiên đó là Trường Xuyên không ngờ cũng ký kết hiệp định kinh doanh nước suối với Tân Châu ở trong hội chợ thương mại. Trường Xuyên vốn định theo ý của Triệu Quốc Đống là không muốn lộ ra. Nhưng huyện Thương Lãng lần này không có thành tích gì khiến lãnh đạo huyện khá khẩn trương. Vì thế cứ yêu cầu Trường Xuyên sớm ký kết việc đầu tư vào huyện Thương Lãng, như vậy bọn họ cũng có thể báo cáo với thị ủy Tân Châu.
Cuối cùng Trường Xuyên chỉ có thể quyết định ký hợp đồng đến kinh doanh nước suối ở huyện Thương Lãng với giá trị 5 triệu. Trường Xuyên cũng nhân cơ hội này yêu cầu huyện Thương Lãng phải giúp y vay được 1 triệu từ Ngân hàng Công Thương huyện. Vì đạt mục đích, huyện Thương Lãng cuối cùng đã phải đồng ý yêu cầu này. Hạng mục đầu tư 5 triệu đối với huyện Thương Lãng mà nói đã đủ để bọn họ xếp hạng khá cao trong hội chợ thương mại của Tân Châu. Liễu Đạo Nguyên thậm chí còn tự mình tham gia lễ ký kết. Mặc dù y khá nghi ngờ với tên của cậu thanh niên này, nhưng Liễu Đạo Nguyên thật không ngờ tên này lại là em trai của Triệu Quốc Đống. Y chỉ biết nhà đầu tư đến từ An Đô, là người kiếm được lãi từ thị trường chứng khoán Thượng Hải rồi về tỉnh An Nguyên đầu tư. Chạy dọc theo quốc lộ hơn 6 tiếng mới tới được Tân Châu. Mà từ Tân Châu đến huyện Thương Lãng cũng mất hơn tiếng, cuối cùng khi Triệu Quốc Đống sắp tới địa điểm xây dựng công ty kinh doanh nước suối đã là hơn 4 giờ chiều. Đường đến huyện Thương Lãng khá được, nhưng từ huyện Thương Lãng đến suối Thương Lãng lại khá sóc, đá vụn làm xe Santana đi lại rất khó khăn. Nhìn vùng núi Thương Lãng, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Núi Thương Lãng chạy dài 300 km vẫn như một cô dâu được che mặt. Nhưng ai ngờ đó lại là khu du lịch khiến cả Trung Quốc, thậm chí cả thế giới si mê. Địa điểm xây dựng nhà máy cách nguồn nước không đầy 1 km, xung quanh đều là rừng rậm. Một con đường đang được mở rộng để thuận tiện cho việc vận chuyển. Nước suối mát lạnh làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lại, hắn gật đầu và thầm hít sâu một hơi. Sống ở đây có lẽ sống lâu hơn tại thành phố chục năm, nhưng có ai muốn sống ở đây cả đời cơ chứ? Cảnh dù đẹp hơn nữa, nếu người ta sống mãi ở đó cũng thấy nó bình thường. Ai cũng đều có tính có mới nới cũ, cho nên đây là một lý do để đám đàn ông giải thích mình đi tìm gái, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, vợ không bằng bồ. Câu này chính là châm ngôn từ xưa của người Trung Quốc. Trường Xuyên thấy ông anh mình đứng ở sườn núi và suy nghĩ gì đó. Y không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đã chính thức giao mấy triệu cho y sử dụng, mà Đức Sơn chỉ là hỗ trợ Trường Xuyên mà thôi. Điều này làm Trường Xuyên thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề. Sau khi từ An Đô về, y đã lên phòng công thương huyện Thương Lãng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nước suối Thương Lãng, đăng ký vốn 3 triệu. Đúng như ý của Triệu Quốc Đống, thì mẹ bọn họ Hứa Tú Cần có 50%, Đức Sơn, Trường Xuyên có 20%, Triệu Linh San và Triệu Vân Hải có 5% cổ phần. Đây là công ty gia đình điển hình. Theo Triệu Quốc Đống thì tránh phiền phức về sau hắn sẽ không xuất hiện trong bất cứ sản nghiệp nào của gia đình. Trường Xuyên, em định bao giờ khởi công? Một lúc sau Triệu Quốc Đống mới nói. Ngày 15 tháng 1 sẽ khởi công, trong 3 tháng là sẽ xây dựng xong nhà máy và lắp đặt thiết bị, tranh thủ trước mồng 1 tháng 6 chính thức hoạt động. Trường Xuyên rất tự tin nói. Các loại thiết bị đã đặt mua chưa? Mặc dù không quan tâm đến công việc cụ thể nhưng Triệu Quốc Đống vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Vâng, một bộ phận thiết bị là cũ, nhưng hầu hết là mới. Hơi điều chỉnh chút là có thể đưa vào sản xuất. Anh yên tâm, em canh ở đây là muốn nhà máy đi vào ổn định. Trường Xuyên thấy Triệu Quốc Đống có chút lo lắng nên nói. Không, canh ở đây không phải là em mà là người chúng ta thuê. Em phải nhìn tới việc tiêu thụ, quảng cáo, tài chính. Rất nhanh điều quan trọng nhất sẽ là tiêu thụ, điểm này em phải nhớ kỹ. Một khi tiêu thụ có vấn đề thì sẽ chỉ còn nước đóng cửa mà thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Thực ra một khi sản xuất đi vào quỹ đạo, một công ty vận chuyển là quá đơn giản, giao cho nhân viên mình tin là được. Nhớ, anh nói là người đáng tin, em phải chú trọng vào tài chính. Trường Xuyên nhìn ra Triệu Quốc Đống còn lời để nói nên biết ý không xen vào. Lần trước em nói đúng, sản phẩm mới nếu muốn mở thị trường thì cần quảng cáo trên quy mô lớn. Ngoài ra quảng cáo chủ yếu tập trung trên TV, báo chí và các loại hoạt động. Em cũng có thể suy nghĩ làm cho nó tạo được tiếng vang. Như vậy thì mới có thể khiến người tiêu dùng có ấn tượng. Theo Triệu Quốc Đống biết thì năm 94 là thời đại điên cuồng nhất của quảng cáo, lợi nhuận từ nó mang tới là rất lớn. Các kênh chính của Trung Quốc cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của mình mà tuyên truyền về rượu Khổng Phủ, nhà máy sản xuất rượu Tần Trì. Chính quyền thời kỳ này khiến nhiều công ty trở nên có tiếng vang lớn, nhưng người điên cuồng sẽ phải trả giá rất đắt dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Triệu Quốc Đống còn không hy vọng nước Thương Lãng chưa chính thức sản xuất đã lên quảng cáo ở kênh CCTV, không có mấy triệu thì đừng mong tiến vào. Nhưng ở giai đoạn chưa phải thời kỳ hoàng kim của quảng cáo thì có lẽ cũng nên thử một phen. Chẳng qua bây giờ Triệu Quốc Đống cho rằng điều quan trọng nhất đối với nước Thương Lãng là tạo được thị trường ở tỉnh An Nguyên. Mà điểm này Triệu Quốc Đống cũng đã bắt tay vào làm. Trường Xuyên biết Triệu Quốc Đống có quen biết với Hàn Đông,
nên bảo hắn gọi cho Hàn Đông. Ở vài phương diện Trường Xuyên còn giỏi hơn Triệu Quốc Đống, ít nhất là việc lợi dụng quan hệ thì nhìn xa hơn hắn. Công việc cần phải triển khai từ khi nó chưa bắt đầu, điều này Triệu Trường Xuyên hiểu hơn cả Triệu Quốc Đống. Sau khi ký hợp đồng với Tân Châu, Trường Xuyên đã suy nghĩ làm như thế nào phát triển ở An Đô cùng các thành phố cấp 2 trong tỉnh, cố gắng biến con đường này phát triển thêm nữa. Mà một khi quảng cáo tăng mạnh thì như vậy với việc các con đường được chuẩn bị trước sẽ có thể khiến sản phẩm của công ty chiếm lĩnh thị trường. Việc vận chuyển chú lo đến đâu rồi? Triệu Quốc Đống biết nếu muốn một công ty thành công thì không chỉ dựa vào việc biết trước tương lai, mà còn cần làm nhiều công việc khác. Đức Sơn phụ trách việc này, bọn em đã liên hệ với vài công ty vận chuyển của Tân Châu, ngoài ra bên phía đường sắt cũng có tiến triển. Huyện Thương Lãng nằm trên tuyến An Quế, lượng hàng hóa đi qua ít, đây là ưu thế với chúng ta. Trường Xuyên nói. Quyển 3, chương 42, lời dẫn. Không khí trong hội nghị thường vụ huyện ủy khá nặng nề, tất cả các thường vụ huyện ủy đều tham gia. Ngoài ra còn có chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Trầm Nhược Đình, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Chu Xính Hoài, phó chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng được tham gia nghe. Chẳng qua đây lại là áp lực rất lớn đối với Lương Kiến Hoàng. Tỉnh đã gửi văn bản xóa sổ một số khu khai phát xuống cho thành phố, yêu cầu trước tháng 6 phải hoàn thành công việc này. Thành phố An Đô chúng ta ngoài khu khai phát thành phố, khu khai phát quận Bích Trì thì chỉ còn giữ lại 4 khu khai phát. Như vậy sẽ có sự cạnh tranh giữa 10 quận, huyện. Mao Đạo Lâm trầm giọng nói. Bộ máy ban quản lý khu khai phát nửa năm qua đã đạt thành tích đáng khả quan, nhất là việc thay đổi tình hình an ninh trật tự và đàm phán với các nhà đầu tư. Nhưng bởi vì nhiều vấn đề tích tụ từ trước nên trong thời gian ngắn muốn có đột phá là rất khó khăn. Thật lòng mà nói thì các cán bộ của ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu đã rất cố gắng, nhưng chúng ta còn có khoảng cách lớn với một số quận, huyện còn lại. Vấn đề này đáng để chúng ta suy nghĩ, đó chính là chúng ta làm như thế nào mới thay đổi tư tưởng, làm thế nào để nhà đầu tư chấp nhận tới Giang Khẩu. Vấn đề này đáng để mọi người ngồi xuống, thậm chí cán bộ toàn huyện suy nghĩ. Nếu không chúng ta sẽ càng lúc càng kém so với các quận, huyện phát triển. Vương Đức Hòa mặt không chút thay đổi ngồi đó hút thuốc. Mao Đạo Lâm ngoài việc nói tốt ra thì cũng chẳng làm gì. Lần này hội chợ thương mại thì mặc dù ban quản lý khoe đạt hiệu quả nhất định, nhưng thực ra chỉ có khoản đầu tư 2, 3 triệu có đáng gì. Có thể làm khu khai phát Giang Khẩu giảm chênh lệch mới vài quận, huyện kia không? Nực cười, lần này nói về việc thay đổi tác phong có tác dụng mẹ gì. 4-5 tháng sau tỉnh, thành phố sẽ đi kiểm tra từng khu khai phát. Khu khai phát Giang Khẩu coi như đã có quyết định bị xóa sổ, bây giờ xem thằng Mao Đạo Lâm này trả lời như thế nào. Vì đảm bảo khu khai phát Giang Khẩu chúng ta hoạt động tốt, tôi đề nghị phải tăng cường xây dựng bộ máy ban quản lý. Đồng chí Triệu Quốc Đống lần này đã dũng cảm gánh vác trách nhiệm trong việc thu hút đầu tư. Mặc dù trước đây chưa làm công tác này, nhưng lần này đã có thể hỗ trợ đồng chí Cù Vận Bạch hoàn thành nhiệm vụ ở hội chợ thương mại. Cho nên tôi đề nghị do đồng chí Triệu Quốc Đống làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý, tạm thời phụ trách công tác do phó chủ nhiệm Bành Hiểu Phương bị bệnh để lại. Vương Đức Hòa run lên, Mao Đạo Lâm này là có ý gì? Công tác ban quản lý quá kém, trong hội chợ thương mại cũng không có thành quả gì mà lại đẩy thằng họ Triệu lên làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý. Vương Đức Hòa vội vàng liếc nhìn Quách Chiêm Xuân thì thấy đối phương không có vẻ mặt gì. Lão Vương, lão Quách, hai anh có ý kiến gì không? Lô Vệ Hồng cũng có chút kinh ngạc vì ý kiến của Mao Đạo Lâm nên nhíu mày nói. Tôi xin nói một chút, công tác của ban quản lý khu khai phát là đầu tàu trong kinh tế huyện ta, mà lần này hội chợ thương mại chính là cơ hội hiếm có. Theo lý chúng ta nếu có đủ các điều kiện thì phải có thành tích đáng kể. Nhưng tôi không thấy ban quản lý khu khai phát tạo được điểm sáng nào cả. Hai công ty nhỏ đầu tư chưa đầy 3 triệu, đây chẳng lẽ nói là kết quả 2 tháng chuẩn bị của chúng ta sao? Vương Đức Hòa vốn nhịn Mao Đạo Lâm đã lâu, nhưng lần này y không nhịn được nữa. Y hận Mao Đạo Lâm đoạt chức vụ của mình. Nếu không phải Mao Đạo Lâm từ nơi khác điều tới, có lẽ vị trí chủ tịch huyện Giang Khẩu đã là của y. Nhưng bây giờ y chỉ có thể nuốt bồ hòn làm ngọt. Thậm chí y có thể kết luận việc ủy ban kỷ luật thành phố điều tra mình là do Mao Đạo Lâm làm ra. Khi thị ủy đang chọn ai làm chủ tịch huyện thì Vương Đức Hòa gặp chuyện, điều tra xong thì Mao Đạo Lâm đã ngồi vào văn phòng chủ tịch huyện. Tôi còn muốn hỏi một câu, lúc trước chúng ta lựa chọn đồng chí Cù Vận Bạch làm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát có phải hơi sơ suất không? Tôi không phủ nhận năng lực của đồng chí Cù Vận Bạch, nhưng nữ đồng chí nên có hạn chế nhất định.
Cá nhân tôi cho rằng đồng chí Cù Vận Bạch thích hợp công tác khác hơn, không phải là ở ban quản lý khu khai phát. Về phần đồng chí Triệu Quốc Đống tạm thời thay thế công việc của Bành Hiểu Phương thì có thể, nhưng nếu đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy ban quản lý thì tôi thấy không cần. Thứ nhất, ban quản lý chưa có tiền lệ bố trí phó bí thư đảng ủy. Thứ hai, tôi thấy đồng chí Triệu Quốc Đống không đảm nhiệm phó bí thư cũng không ảnh hưởng tới việc triển khai công việc. Lúc trước Bành Hiểu Phương cũng không làm phó bí thư vẫn gánh vác được công tác thu hút đầu tư mà. Vương Đức Hòa phản kích làm các thường vụ nghĩ Mao Đạo Lâm sẽ tức giận. Nhưng ai ngờ Mao Đạo Lâm lại rất bình tĩnh, giống như không chú ý đến vẻ khiêu khích của Vương Đức Hòa. Lô Vệ Hồng đang suy nghĩ xem tại sao lúc này Mao Đạo Lâm đột nhiên lại muốn Triệu Quốc Đống làm phó bí thư đảng ủy khu khai phát. Mao Đạo Lâm chưa trao đổi trước, như vậy Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân nhất định sẽ phản đối. Như vậy ý đồ sẽ thất bại, vậy tại sao Mao Đạo Lâm lại đưa ra? Các vị khác nói xem sao. Biểu hiện của đồng chí Triệu Quốc Đống mọi người đều thấy, tôi thấy đề nghị của Chủ tịch Mao có thể suy nghĩ. Bao Thái Bình mặc dù không cho rằng đề nghị của Mao Đạo Lâm được thông qua, nhưng y có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, hơn nữa cũng muốn phản đối Vương Đức Hòa nên nói như vậy. Lão Trần thì sao? Tôi không có ý kiến. Chỉ cần xúc tiến công tác ban quản lý khu khai phát thì tôi thấy bất cứ đề nghị nào cũng có thể thảo luận. Trần Túc nói. Quách Chiêm Xuân khi nói cũng mơ hồ tỏ ý phản đối việc thêm phó bí thư ban quản lý. Đề nghị của Mao Đạo Lâm chỉ tạo được chút gợn sóng mà không có tác dụng gì. Vì thế khi Lô Vệ Hồng tổng kết hội nghị cũng không nhắc đến việc này. Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân rất nhanh vào văn phòng của Vương Đức Hòa. Lão Quách, Bành Hiểu Phương là như thế nào? Sao vào lúc này lại làm như vậy? Vương Đức Hòa mặt mày rất khó coi. Ôi, tên này có lẽ thấy tương lai không tốt nên dùng cách đó. Quách Chiêm Xuân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là quan hệ trong nhà nên không thể bỏ qua không lo cho. Hừ, quá ngu, phương pháp này càng bị người ta ghét bỏ. Biết rõ lãnh đạo huyện quan tâm, còn giả vờ bị bệnh. Có đi hay không là vấn đề thái độ, kết quả ra sao lại là vấn đề năng lực. Ngay cả đi cũng không dám đi. Lãnh đạo huyện sẽ nghĩ như thế nào? Tôi thấy anh đừng tốn công với thằng này. Vương Đức Hòa khinh thường nói. Ôi, Bành Hiểu Phương vào viện ba hôm mới gọi cho tôi muốn ngăn cũng không kịp. Quách Chiêm Xuân tức giận nói. Không nhắc tới nó nữa, cũng may lần này đám Cù Vận Bạch không có thành quả gì, nếu không tôi sợ bí thư Lô sẽ cho nó thành như Trương Thái. Hừ, tôi thấy chỉ là sớm muộn thôi. Dù khu khai phát sẽ ra sao thì với tác phong làm việc này của Bành Hiểu Phương cũng khó. Vương Đức Hòa lắc đầu nói. Không nói cái này, Lão Vương, hôm nay Mao Đạo Lâm có ý gì? Sao đột nhiên đưa ra ý kiến để Triệu Quốc Đống làm phó bí thư đảng ủy? Tôi thấy bí thư Lô trước đó không biết mà, không biết y có ý gì. Quách Chiêm Xuân rất khó hiểu nói. Ai biết được, y tự chuốc quả đắng. Vương Đức Hòa cũng không rõ sao Mao Đạo Lâm lại làm như vậy. Mao Đạo Lâm rất bình tĩnh về phòng, y đề cử Triệu Quốc Đống trong hội nghị thường ủy, có lẽ không lâu nữa sẽ chuyển tới tai Triệu Quốc Đống, tin rằng không lâu nữa Thái Chánh Dương cũng biết động tác này của mình, đây là cách làm còn có thành hay không lại khác. Huống hồ mọi người đều biết đề nghị này không bị phản đối ngay, như vậy còn có khả năng kéo dài, có thể bắt đầu hợp lại lần nữa. Triệu Quốc Đống có năng lực, có chỗ dựa, người như vậy không lên cũng khó. Bạn y ở trên tỉnh đã nói Thái Chánh Dương sẽ vào thị ủy. Ninh Pháp đã đề cử với bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công về việc này, mà không phải phó thị trưởng Duẫn Triệu Cơ mà mọi người cho rằng rất có hy vọng. Hơn nữa nghe nói Thái Chánh Dương được Ninh Pháp rất tin tưởng. Mao Đạo Lâm và Thái Chánh Dương lúc trước cùng học ở trường đảng tỉnh, quan hệ khá tốt. Chẳng qua Thái Chánh Dương tiến lên quá nhanh, bây giờ đã sắp thành thường vụ thị ủy, phó thị trưởng. Mao Đạo Lâm cũng không phải người chỉ biết ngồi than thở trời đất, y chỉ muốn không ngừng phấn đấu. Thái Chánh Dương nếu được Ninh Pháp tin thì tương lai không thể đoán trước. Ninh Pháp là ai, ai cũng nói y rất có thể sẽ làm chủ tịch tỉnh, thậm chí bí thư tỉnh ủy ở khóa tới. Ninh Pháp, 38 tuổi đã là phó bí thư tỉnh ủy, đây là điều chưa từng có trong lịch sử tỉnh An Nguyên. Quyển 3, chương 43, chú ý. Lúc này Triệu Quốc Đống không biết mình đang được đưa ra bàn cãi trong hội nghị thường vụ huyện ủy. Hắn đang nóng lòng lên sân bay Ando để đợi máy bay từ Hàng Châu tới. Nhận được điện của Chu Quốc Bình, Triệu Quốc Đống lúc này đang cùng hai nhà đầu tư Phúc Kiến đi quanh khu khai phát. Mấy chục mẫu đất đã được quyết định, đây coi như khoản đầu tiên sau khi hắn nhận công tác thu hút đầu tư. Chu Quốc Bình nói trực tiếp làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ.
Đối phương trước Tết bay tới Ando thì nhất định không phải là đi tham quan, du lịch. Triệu Quốc Đống không hỏi ngay tình hình mà nhiệt tình bố trí Chu Quốc Bình vào khách sạn Ando ở. Chẳng qua Chu Quốc Bình có vẻ nhìn ra Triệu Quốc Đống có chút sốt ruột nên nói thẳng muốn đầu tư xây dựng nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu, dự tính giai đoạn 1 là 8 triệu. Chu ca, tin này của anh có phải quá đột nhiên không? Đừng trêu tôi đó chứ. Triệu Quốc Đống nhấn ga chạy về Giang Khẩu. Quốc Đống, con người tôi rất thẳng thắn. Tôi về đã bàn với người nhà máy bên Chiết Giang đã đi vào quỹ đạo nên giao cho em tôi là được. Tôi dự định đến Ando, xây dựng nhà máy ở đây. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì sau một năm sẽ mở rộng quy mô thêm 10 triệu. Giọng Chiết Giang của Chu Quốc Bình khá khó nghe, nhưng Triệu Quốc Đống bây giờ lại thích nghe. Nếu Chu Quốc Bình thực sự đầu tư thì đó sẽ như một luồng thuốc kích thích với khu khai phát Giang Khẩu. Anh nắm chắc xây dựng nhà máy ở đây là kiếm được tiền sao? Mặc dù nói như vậy là không đúng nhưng Triệu Quốc Đống thấy vẫn cần nói. Ha ha, Quốc Đống, để lãnh đạo của cậu nghe thấy không mắng cậu mới lạ. Yên tâm, tôi làm việc nếu không chắc chắn thì chẳng lẽ mất mấy triệu sao? Chẳng qua mấy điều kiện ưu đãi mà khu khai phát lúc trước hứa phải được xác nhận. Hơn nữa còn phải giúp đỡ về thuế, giá điện đó. Chu ca yên tâm, huyện ủy, ủy ban đều tỏ thái độ, tuyệt đối làm theo lời hứa. Quy mô đầu tư càng lớn, chính sách ưu đãi càng cao. Triệu Quốc Đống vẫn chưa dám gọi cho Cù Vận Bạch, dù sao chuyện chưa được xác định rõ ràng thì hắn không đành lòng kích thích thần kinh yếu ớt của cô. Chẳng may vui mừng rồi thất vọng thì cô có lẽ không chịu được. Ừ, vậy là tốt, lão Hoa hai hôm nữa sẽ tới. Y cũng mang theo mấy người bạn của chúng tôi tới đây. Chu Quốc Bình gật đầu nói. Ồ, Hoa ca cũng đến xây dựng nhà máy ư. Triệu Quốc Đống vui mừng ra mặt. Ừ, hai chúng tôi có ngành liên quan tới nhau, xây dựng nhà máy ở cạnh sẽ tiện. Y dự định đầu tư 6 triệu, ngoài ra có mấy người bạn nghe chúng tôi giới thiệu cũng có chút hứng thú, nhưng có được không thì tôi không dám đảm bảo. Mấy tin này làm tâm trạng Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Khi gọi điện cho Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống không nhịn được trêu chủ nhiệm xinh đẹp một chút. Chủ nhiệm Cù, chị ở văn phòng không? Ừ, tôi có việc muốn báo cáo với chị. Rất quan trọng, được, lát gặp. Triệu Quốc Đống bỏ máy rồi quay đầu lại nói. Chu ca, tối ăn ở Giang Khẩu hay quay về Ando? Cứ đi xem một chút rồi nói, ăn đâu chẳng được. Chu Quốc Bình gật đầu nói. Mai tôi có hai nhân viên tới, bọn họ sẽ phụ trách việc xây dựng. Lúc ấy còn phải gặp lãnh đạo phụ trách công tác thu hồi đất và xây dựng của ban quản lý các cậu. Như vậy chúng tôi có thể nhanh chóng đưa ra được phương án, tranh thủ năm sau bắt đầu xây dựng. Không vấn đề gì, Chu ca, đến lúc ấy chúng tôi cũng có nhân viên phụ trách xây dựng khu đất, có thể phối hợp tốt với các anh. Cù Vận Bạch nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì có chút lo lắng. Trong hội nghị thường ủy, Mao Đạo Lâm đề nghị Triệu Quốc Đống làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý không được thông qua. Cô không biết có phải Triệu Quốc Đống vì nguyên nhân này mà muốn đến nói chuyện với mình không? Nhưng nếu là như vậy thì Triệu Quốc Đống nên đi báo cáo với Phó Chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng chứ? Triệu Quốc Đống công tác rất tốt, làm cô thấy giảm áp lực đi nhiều. Bây giờ ban quản lý đã có hai cánh tay mạnh mẽ. Bạc Viễn phụ trách công tác giải tỏa, xây dựng. Năng lực của người này khá tốt, mà Triệu Quốc Đống càng không cần phải nói. Thậm chí Cù Vận Bạch thấy Triệu Quốc Đống thích hợp với công tác thu hút đầu tư hơn là ngành cảnh sát. Tin tức tốt mà Triệu Quốc Đống đưa tới làm cả đêm đó Cù Vận Bạch không thể ngủ. Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân muốn đầu tư 14 triệu xây dựng nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu. Nếu không phải lúc trước đã tiếp xúc thì nghĩ đó sẽ là trò lừa. Chẳng qua do cẩn thận nên Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống chưa lộ tin lên huyện. Bọn họ chỉ tích cực cùng đám người Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân đi quanh khu khai phát. Mặc dù lúc trước đã chọn mấy khu đất nhưng cuối cùng cũng cần bàn bạc mà. Lễ ký kết chính thức tiến hành 2 tuần trước Tết, Chu Quốc Bình đại biểu công ty sản xuất thiết bị Phượng Hoàng Chiết Giang đầu tư 8,4 triệu vào xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị Phượng Hoàng Ando. Mà Hoa Hành Vân lại đại biểu công ty thiết bị Thiên Sơn Chiết Giang đầu tư 6,8 triệu xây dựng nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu. Trong lễ ký kết hợp đồng, Thái Chánh Dương, Thường vụ Thị ủy, Phó Thị trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thành phố Ando, Triều Phong, Cục trưởng Cục Chiêu Thương Ando, Lý Cơ Vĩ đều có mặt. Bộ máy huyện Giang Khẩu không sót một ai. Sau khi lễ ký diễn ra, bộ máy Giang Khẩu cố gắng giữ đoàn người Thái Chánh Dương ở lại dùng bữa. Chẳng qua buổi chiều Thái Chánh Dương có cuộc họp ở Ủy ban thành phố nên từ chối.
mặc dù lãnh đạo đã đi nhưng không ảnh hưởng tới tâm trạng của lãnh đạo huyện Giang Khẩu. Dù sao chỉ trong vòng nửa năm khoản đầu tư hơn 15 triệu sẽ tới hết, thêm hai nhà máy lúc trước thì khu khai phát Giang Khẩu trong năm 93 đã đạt thành tích đáng mừng. Mà tất cả đều nhờ vào hội chợ thương mại. Nhật báo Ando đi cùng cũng phỏng vấn Tổng Giám đốc Công ty Phượng Hoàng Chu Quốc Bình. Khi hỏi Chu Quốc Bình tại sao lại không ký kết với khu khai phát Giang Khẩu ngay tại hội chợ thương mại, mà phải đợi hội chợ thương mại kết thúc nửa tháng mới quay lại Ando mà ký kết. Chu Quốc Bình trả lời lúc ấy mặc dù đã quyết định xây dựng nhà máy ở Ando nhưng chưa quyết định ở đâu. Y cảm động vì sự cẩn thận và nhiệt tình của cán bộ ban quản lý khu khai phát. Y liền đưa ra một chi tiết, bản thân y thích truyện Kim Dung, cán bộ khu khai phát sau khi biết còn tự mình tới hiệu sách Ando mua một bộ truyện Kim Dung. Điều này làm y rất coi trọng tố chất của cán bộ ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu, cuối cùng quyết định đầu tư xây dựng nhà máy ở Giang Khẩu. Chu Quốc Bình nói như vậy, ngày hôm sau đã được đăng lên thành một bài dài ở Nhật báo Ando. Trong bài viết tỏ rõ sự thay đổi trong nửa năm qua của khu khai phát Giang Khẩu, nhất là câu nói của Chu Quốc Bình càng được phóng viên đánh giá rất cao. Mặc dù bài viết không chỉ rõ nhưng việc tặng nhà đầu tư bộ sách đúng là được mọi người chú ý. Ngay cả lãnh đạo thị ủy Ando cũng có không ít người hứng thú. Ninh Pháp hôm nào cũng có thói quen đọc báo. Mấy tờ báo Nhân dân, Tham khảo, Ando đều là báo nhất định phải xem. Chẳng qua Ninh Pháp chỉ đọc qua mà thôi, hầu hết chỉ xem đề tài, trừ khi có bài báo y hứng thú, nếu không Ninh Pháp chỉ mất 20 phút là đọc xong hết. Ninh Pháp nhìn vào trang bìa của Nhật báo Ando. Bình thường đây là dành cho những hội nghị của Trung ương, tỉnh ủy hoặc lời nói của lãnh đạo, đều là bài viết ca tụng. Chẳng qua hôm nay sao lại có đề tài kia? Y không nghĩ ra thành phố Ando có nơi nào làm được như vậy. Lần này trong hội chợ thương mại thì việc thu hút đầu tư của thành phố Ando là rất bình thường. Nếu không phải tập đoàn DU đến bích trì, Ando thu hoạch càng kém. Bây giờ có bài viết này khiến Ninh Pháp chăm chú đọc. Mặc dù bài viết không nói quá nhiều lời khen ngợi nhưng cách làm của cán bộ ban quản lý khu khai phát làm Ninh Pháp có chút ngạc nhiên. Cán bộ một khu khai phát cấp huyện mà có thể có thái độ phục vụ cẩn thận như vậy sao? Có thể làm được như vậy đúng là không đơn giản. Quyển 3, chương 414, tiền đồ. Quốc Đống, làm rất tốt. Ngay cả Bí Thư Ninh cũng hỏi anh là ai làm ra chiêu dùng chuyện của Kim Dung đổi được khoản đầu tư 15 triệu. Ha ha, thành quả quá cao đúng không? Tâm trạng Thái Chánh Dương đang rất tốt. Sau khi Ninh Pháp tỏ thái độ thì ở hội nghị thường vụ thị ủy đã không có gì lo lắng. Mặc dù thị trưởng Hoàng Nguyên Thịnh nói Duẫn Triệu Cơ có năng lực, nhưng tiếng nói của y quá yếu trong hội nghị. Hơn nữa trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy có Dương Tử Minh đồng ý nên Thái Chánh Dương thuận lợi được thông qua giữ chức thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thành phố Ando. Thái ca, anh đừng trêu em như vậy chứ, ai biết có hiệu quả như vậy. Hơn nữa em không tin lời Chu Quốc Bình nói. Nếu không phải ưu thế của khu khai phát Giang Khẩu, không có chính sách và trạm điện ngay gần thì dù em tặng trăm quyển sách cũng không có tác dụng. Ha ha, nhà kinh doanh hám lợi là bình thường, đầu tư kiếm lời là điều hiển nhiên. Nhưng nếu không phải biểu hiện của các cậu thì hạng mục này có lẽ đã rơi vào Bích Trì hoặc là Lộc Sơn. Theo anh biết mấy quận, huyện kia đã giảm giá thuê đất rất thấp để thu hút đầu tư. Có đôi khi anh nghĩ nhà đầu tư lấy đất trước, san nền rồi lấy lý do mà xây dựng chậm, cuối cùng là sang tay thì chỉ sợ sẽ lãi lớn. Thái ca, điều này là rất bình thường. Bây giờ khu vực Trung Tây còn chậm phát triển, thu nhập thấp. Anh muốn thu hút đầu tư phải có thứ hấp dẫn người ta. Mà chúng ta bây giờ có thể lấy gì chứ? Giá công nhân rẻ, chính sách ưu đãi về thuế thì ở đâu chẳng có. Vậy chỉ còn có giá đất, điều này khiến các nhà đầu tư lợi dụng mà ép giá xuống. Em tin rằng dựa vào mấy điều kiện như vậy là không đủ, tố chất của cán bộ phải tăng lên, công tác phục vụ cũng là rất quan trọng. Nói đúng, quan hệ giữa các nhà đầu tư ven biển và nhân viên công chức là chuyện đau đầu nhất. Mới đầu nói rất ngọt. Nhưng khi người ta tới lại như con cá trên thới, tôi làm gì thì làm. Anh muốn làm thì hôm nay đùn đẩy sang mai, mai đùn đẩy sang kia, nếu không thì lãnh đạo không có mặt, nhân viên phụ trách nghỉ phép. Làm như vậy thì sao có thể thu hút đầu tư? Nhà đầu tư muốn tới làm ăn, vấn đề là có nhiều chỗ để lựa chọn nên cần có điểm khác người. Anh làm nhà đầu tư cảm thấy anh thực lòng muốn suy nghĩ cho mình, phục vụ bọn họ thành công thì anh mới có thành tích. Như vậy nhà đầu tư mới có thể tới chỗ chúng ta. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Em tin làm như vậy có thể thu hút đầu tư. Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống một lúc rồi vỗ đầu hắn mà nói. Trong đầu của chú chứa gì vậy mà toàn nghĩ ra mấy thứ linh tinh thế? Thái ca,
em đây là muốn tiến lên. Nhìn anh xem, trong vòng một năm từ bí thư huyện ủy lên làm phó thị trưởng, bây giờ lại vào thường vụ thị ủy, sợ nhiều người bực tức đó. Triệu Quốc Đống cười cười đầy giảo hoạt khiến Thái Chánh Dương thấy như con chồn chuẩn bị ăn vụng. Chú lại có ý đồ gì vậy hả? Mao Đạo Lâm đề cử chú làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát nhưng bị ngăn cản. Sang năm cố gắng một chút và nương việc này mà tiến lên. Anh thấy Lương Kiến Hoàng sẽ không đảm nhiệm chức bí thư ban quản lý bao lâu nữa, chủ nhiệm xinh đẹp kia có lẽ sẽ thay. Chú xem có cơ hội thay thế hay không? Sợ khó khăn, em thiếu kinh nghiệm, một năm lên một bậc chắc khá khó khăn. Chỉ làm phó bí thư đã bị phản đối, huống hồ làm chủ nhiệm. Cũng đúng, cho nên anh đề nghị chú nếu được thì lên khu khai phát thành phố đi. Khu khai phát công nghệ cao của Ando đã được trình lên quốc gia phê duyệt, tỉnh, thành phố đang hoạt động tích cực nên chắc không lâu mấy. Lên đây sẽ là một sân khấu lớn cho chú. Thái Chánh Dương nhìn thấy Triệu Quốc Đống đang rất bình tĩnh. Tên này như lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh, không biết do tính cách hay cố gắng như vậy. Chẳng qua làm được như vậy đã là hiếm thấy. Thái ca, lên thành phố thì em đúng là muốn, nhưng em nghĩ lên khu khai phát thành phố làm gì cơ? Người trong khu khai phát thành phố ai không có chỗ dựa, không chừng một cơn sóng là nuốt chết em. Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói. Em lên thành phố nhưng không phải bây giờ. Giang Khẩu mặc dù hơi nhỏ nhưng thích hợp với em. Có Thái ca làm chỗ dựa thì em không có gì phải lo ở Giang Khẩu. Em làm tốt công việc ở khu khai phát sẽ tạo được trụ cột cho mình. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng, Triệu Quốc Đống này nói cũng đúng. Người có chút chức quan ở khu khai phát thành phố thì ai không có chỗ dựa. Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy, đến đó chỉ làm chân chạy mà thôi. Như vậy không bằng ở lại khu khai phát Giang Khẩu phấn đấu một phen, nếu có thể tạo chút thành tích thì điều lên thành phố cũng dễ. Thái ca không nên tiếc như vậy, không phải có câu vàng ở đâu cũng sáng sao. Bây giờ để em lóe sáng ở Giang Khẩu đi, thời cơ đến thì sẽ lóe sáng ở thành phố Ando. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Nhưng bây giờ Thái ca đã vào thị ủy thì có tính toán gì không? Tính toán gì chứ? Vào thị ủy thì anh vẫn phụ trách mảng đó. Nếu khu khai phát thành phố không chuyển thành khu công nghệ cao thì anh đúng là bị mắng to. Đúng là số khổ. Thái Chánh Dương thở dài nói. Nhưng em thấy Thái ca hình như không ngại mệt. Nói linh tinh, đến bước này chẳng lẽ nói anh làm mệt nên muốn nghỉ ư? Phải làm được thành tích mới không làm thất vọng vị trí của mình. Công nghiệp, giao thông và khu khai phát chính là đầu tàu kinh tế của thành phố Ando, trọng trách của Thái ca rất nặng đó. Bí thư Ninh Pháp tin anh như vậy, Thái ca phải làm ra gì đó thì mới bịt miệng đám người không phục kia. Ngoại việc cổ phần hóa một số công ty hiệu quả kinh doanh kém, anh còn dự định gì không? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Giao thông vẫn ngăn cản sự phát triển của Ando, thậm chí cả tỉnh. Nếu không giải quyết được vấn đề giao thông, kinh tế của Ando khó có thể tăng mạnh. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng giải quyết vấn đề giao thông thì không dễ. Tài chính là khó khăn lớn nhất. Cao tốc Thành Du, Liễu Quế, Trường Vĩnh đều đang trong giai đoạn xây dựng. Mà cao tốc Tây Lâm sẽ khiến kinh tế Thiểm Tây phát triển, cao tốc Phú Hoàng khiến kinh tế Hồ Bắc phát triển, những điều này mọi người đều thấy. Vậy mà việc xây dựng cao tốc của tỉnh An Nguyên chúng ta mới trên giấy, một thành phố Ando mà không có một mét cao tốc nào. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nếu nói đường sắt là động mạch phát triển kinh tế, vậy cao tốc chính là dây thần kinh. Xây dựng cao tốc mới có thể khiến kinh tế một nơi phát triển mạnh. Thái ca, nếu anh muốn đạt thành tích ở vấn đề giao thông thì nhất định phải thực hiện làm cao tốc. Đường cao tốc. Thái Chánh Dương ngẩn ra rồi lắc đầu nói. Xây dựng cao tốc do Sở Giao thông nắm giữ, thành phố Ando không có quyền lên tiếng. Em không cho là như vậy, tỉnh An Nguyên có quy hoạch cao tốc như An Quế, An Du, An Kiềm. Trong đó có giá trị nhất là cao tốc An Quế và An Du. An Quế chẳng những là con đường thông ra biển, hơn nữa còn thông mấy khu Tân Châu, đường giang lại với cả khu vực Tây Nam của tỉnh. Cao tốc An Du lại tạo thành hành lang kinh tế Ando, Kiến Dương, Miên Châu, ba thành phố phát triển nhất tỉnh. Chẳng qua đây không phải việc chúng ta cần suy nghĩ, phải thực tế một chút. Thành phố Ando hoàn toàn có thể dùng sức của mình xây dựng đường cao tốc tới sân bay. Từ đường Bình Khang đến Thái Bình cũng chỉ là 25 km. Theo giá trị cao tốc bây giờ thì 1 km là khoảng từ 12 triệu đến 18 triệu, như vậy làm cả đoạn cùng tiền giải tỏa. Là khoảng 400 triệu. Bây giờ sân bay Thái Bình Ando không phải muốn tạo thành sân bay quốc tế sao?
như vậy thành phố Ando mà đưa ra ý tưởng nhất định sẽ làm lãnh đạo tỉnh ủy và cục hàng không dân dụng chú ý mà. Cho dù sở giao thông có giao quyền xây dựng và kinh doanh cao tốc cho Ando, nhưng 400 triệu đó. Ha ha, Quốc Đống, miệng chú không nhỏ nhỉ. Một năm Ando thu được bao nhiêu mà dồn 400 triệu vào, như vậy cán bộ công chức còn muốn ăn cơm không? Thái Chánh Dương cười khổ một tiếng. Chính quyền thành phố không muốn bỏ tiền thì có thể dùng cách BOT. Bây giờ trên thế giới hay dùng cách này, nó cũng hợp với tình hình Ando. Đường cao tốc này đi thông qua huyện Hoa Dương, huyện có kinh tế phát triển nhất Ando, lại là con đường nhất định phải tới sân bay. Bây giờ việc di chuyển rất ùn tắc, em nghe nói cục hàng không dân dụng đã nói chuyện này với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, vừa lúc có thể nhân cơ hội này. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Cách BOT. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút, y biết cách này, đó chính là đổi quyền khai thác, kinh doanh trong mấy năm để đổi lấy tài chính xây dựng. Bây giờ ở Trung Quốc hình như chưa làm như vậy mà. Sao chưa có, nhà máy điện ở Quảng Tây không phải dùng cách nào sao? Hơn nữa còn là 8 năm về trước, chẳng qua áp dụng BOT vào xây dựng cao tốc thì chưa có mà thôi. Chẳng lẽ thành phố Ando chúng ta không thể đi trước? Bí thư Ninh Pháp từ khu phát triển nhất ở Duyên Hải. Tư tưởng của Bí thư Ninh vượt xa chúng ta. Em nghĩ cách này sẽ được Bí thư Ninh chú ý. Nếu như nói câu trước của Triệu Quốc Đống chỉ làm Thái Chánh Dương động tâm, nhưng hai câu cuối lại làm Thái Chánh Dương quyết định thử một lần xem sao. Ừ, như vậy cũng đúng, Ando sao không thể đi trước cả nước. Phải để Ando dựng ngọn cờ cải cách. Thái Chánh Dương hút một hơi thuốc, dựa lưng vào ghế và suy nghĩ. Ngoài ra nếu chuyện này trong lúc nhất thời không làm được thì Thái ca có thể dùng cách tốt. Nếu thành công cũng có thể thu một khoản đầu tư cho chính quyền thành phố mà. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhìn thấy một cô gái, đó không phải Đồng Úc sao? Sao cô bé lại tới đây? Sau khi Triệu Quốc Đống đánh giá cà phê Lam Sơn của Giả Nhật Hoa Viên hơn phân nửa là giả, Thái Chánh Dương đã không tới đó. Bọn họ liền đổi sang khách sạn Lam Loan mới được xây dựng, ở đây có vị trí khá tốt, nằm ở điểm giao nhau giữa Mai Giang và Hoa Khê. Ngồi trên tầng 18 uống cà phê và nhìn xuống hai con sông kia thấy khá được. Tiếng đàn vang lên làm Triệu Quốc Đống mới biết Đồng Úc đến đây chơi đàn. Triệu Quốc Đống không ngờ cái tên có vẻ khá tây này lại chơi nhạc cụ cổ truyền. Sao, ngồi đây cũng được chứ? Thấy Triệu Quốc Đống nghe tiếng đàn, Thái Chánh Dương cười nói. Đây là do một người bạn giới thiệu anh tới thử. Anh đến hai lần thấy cũng được. Mấy loại đàn như dương cầm, tỳ bà ở đây chơi khá hay. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Thái Chánh Dương mà nói. Ngoài bài A Bỉnh Mù Ngắm Trăng ra, Thái ca còn nghe được mấy bài. Thái Chánh Dương nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy đúng là á khẩu không nói được gì. Y nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi nói. Anh không hiểu thì sao? Không ngại anh thưởng thức tinh túy âm nhạc của Trung Quốc chứ? Thái ca nói đúng, ngày sau khi em giàu sẽ mở một sân khấu nhạc cổ truyền để thể hiện văn hóa Trung Quốc. Triệu Quốc Đống cười nói. Chú ba hoa gì đó, văn hóa sân khấu đều là ngành lỗ vốn. Ngay cả chính quyền cũng không muốn tốn tiền vào nó, đầu tư tư nhân không phải lỗ nặng sao? Thái Chánh Dương cười nói. Người làm ăn hay công ty thì không nên chỉ vì kiếm tiền suốt chứ. Con người cũng phải có tâm trạng báo lại xã hội, có thể tăng không khí văn hóa của một khu vực thì em nghĩ không phải không có nhà đầu tư nào làm. Em tin theo xã hội phát triển, kinh tế tư nhân phát triển thì sẽ có một bộ phận người làm như vậy. OT, Build, Operation, Transfer, xây dựng, vận hành, chuyển giao. Chính phủ có thể kêu gọi các công ty bỏ vốn xây dựng trước Build thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian Operation, và sau cùng là chuyển giao Transfer lại cho nhà nước sở tại. Để hiểu rõ thêm về hình thức này bạn nên đọc Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 11 quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tự. Thủ tục và ưu đãi đối với các dự án phát triển công trình kết cấu hạ tầng thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, BOT, hợp đồng xây dựng, chuyển giao, kinh doanh, BTO. Quyển 3, chương 45, cuối năm. Trước Tết là thời gian mà cơ quan nhà nước bận nhất, đủ các đợt kiểm tra, không ít cuộc hội nghị. Mà Triệu Quốc Đống kiêm hai chức còn bận hơn nữa. Kiểm tra của ủy ban vừa kết thúc thì công an huyện lại dẫn đoàn tới. Dẫn đoàn là phó trưởng phòng Hà Phượng Tường trông như già hơn vài tuổi. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than, ngoài việc tặng từng người của tổ kiểm tra một phần quà, Triệu Quốc Đống còn gửi thêm Hà Phượng Tường một phong bì, tiền không nhiều, chỉ hơn 1.000 ngàn nhưng cũng làm cho Hà Phượng Tường hơi say phải than thở. Quốc Đống,
cậu bây giờ càng lúc càng được, Tết có lịch gì không, đến chỗ lão Loan ngồi chứ? Hà Phượng Tường hít sâu một hơi rồi nói. Bí thư Loan bây giờ vẫn quan tâm tới cậu, lần trước về Giang Khẩu còn chuyên môn nhắc tới cậu. Ha ha, dù có lịch hay không thì chỉ cần xếp Hà gọi, tôi lập tức tới. Bây giờ xếp Loan chắc lên thành phố phải không? Tôi chưa đến chỗ xếp Loan. Được, cứ như vậy đi, lúc ấy tôi sẽ gọi cho cậu. Hà Phượng Tường gật đầu rồi lên xe. Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm, quan hệ giữa Hà Phượng Tường và Chu Tinh Văn vẫn không cải thiện nhiều. Bây giờ Lưu Thắng An, Khâu Nguyên Phong và Mã Bằng đã đứng bên phía Chu Tinh Văn. Hơn nữa Đậu Trung Khải vì việc của Triệu Quốc Đống mà mâu thuẫn với Chu Tinh Văn. Có tin Vương Quý Nhân có thể được đề bạt làm phó trưởng phòng công an huyện, việc này rất có thể. Vương Đức Hòa thất bại quá nhiều nên muốn có mặt mũi, LVVS có lẽ cũng chấp nhận. Triệu Quốc Đống không tiếp xúc mấy với Vương Quý Nhân, không có mâu thuẫn gì. Nhưng hai lần tranh chấp Triệu Quốc Đống đều thắng khiến quan hệ hai bên xấu đi. Mỗi lần gặp trong hội nghị thì chỉ nhìn mà không nói chuyện. Triệu Quốc Đống không nghĩ gì nhưng cũng không việc gì phải chủ động quan hệ. Mưa gió trong quan trường rất khó nói. Hà Phượng Tường cũng từng là người của Chu Tinh Văn, nhưng lại do Loan Trinh Viễn đề bạt. Sau khi Chu Tinh Văn lên chức liền chèn ép người của Loan Trinh Viễn. Bây giờ Chu Tinh Văn đã đứng vững, Đậu Trung Khải lại muốn đứng riêng, xem ra trong công an huyện không ít thị phi. Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra một chút làm cho cả Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân đều chú ý. Uông Dũng Tuyền nói, xếp Triệu, kiểm tra đã xong, xếp Hà nói gì không? Ồ, đồn công an khu khai phát chúng ta mới thành lập, lần này không được nằm trong phạm vi đánh giá chung. Chẳng qua tôi đoán nếu mà xếp hạng cũng nằm trong top 3. Triệu Quốc Đống đi về văn phòng rồi nói. Đi thôi, về văn phòng bàn xem cuối năm nên làm như thế nào. Xếp Triệu, ban quản lý khu khai phát đúng là khác, tôi thấy văn phòng của xếp Chu còn chưa có điều hòa cơ. Khúc Quân cười ha hả nói. Sao có thể so sánh được, cơ khu khai phát tốt thế cơ mà, không xem ai kiêm chức bí thư đảng ủy ban quản lý sao. Uông Dũng Tuyền cũng có chút hâm mộ. Văn phòng của phó chủ nhiệm như Triệu Quốc Đống rất sang trọng. Ừ, khu khai phát năm nay cũng được, coi như mở được cục diện. Hiệu quả khu khai phát cũng tổ chức lễ tổng kết, các anh cũng đã tham gia, chủ tịch Mao còn tự mình tham gia. Điều này nói rõ huyện rất chú trọng. Triệu Quốc Đống mở ra bao hồng sơn đưa cho hai người một điếu. Tôi đã báo cáo với chủ tịch Lương và chủ nhiệm Cù về tình hình công tác của đồn công an chúng ta. Chủ tịch Lương cùng chủ nhiệm Cù đều đánh giá cao. Muốn chúng ta suy nghĩ chế độ cho cảnh sát. Ồ, Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân mở to mắt, ai cũng biết đãi ngộ của khu khai phát rất tốt. Bây giờ chỉ còn vài hôm nữa là Tết, hội nghị tổng kết đã xong mà chưa nghe thấy tin gì cả. Công an huyện phát chỉ được 1-2 ngàn, cả phòng đều như nhau. Bây giờ chỉ hy vọng vào bên ban quản lý khu khai phát mà thôi. Ha ha, xếp Triệu, chủ tịch Lương cùng chủ nhiệm Cù có nói cấp bao nhiêu không? Khúc Quân không giấu được cơn vui mừng mà hỏi. Ừ, chủ tịch Lương không nói rõ nhưng sau đó tôi đã hỏi chủ nhiệm Cù. Chủ nhiệm Cù dự định phát phần thưởng cho cảnh sát đồn công an giống cán bộ ban quản lý. Hai anh được hưởng theo cán bộ trung tầng, có lẽ là 3-4 ngàn. Các anh em khác có thể được hơn 2 ngàn. Triệu Quốc Đống cũng khá vui vẻ, bây giờ anh em trong đồn được nhiều tiền thưởng cũng tốt. Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân đều cười hì hì. 3-4 ngàn tương đương nửa năm thu nhập ở phòng, bảo sao mọi người đều tranh nhau vào khu khai phát. Xếp Triệu, vậy đồn ta liên hoan ở đâu? Khách sạn Đông Ninh đi, tôi đã nói với giám đốc Lục bảo bọn họ bày 6 bàn, để anh em mang theo vợ con tới. Lúc ấy tôi cũng mời chủ tịch Lương, xếp Chu, xếp Đậu, xếp Lưu và chủ nhiệm Cù tới. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tiền thưởng của đội viên dự bị cũng nên suy nghĩ một chút. Lão Uông, Khúc Quân. Hai người thấy bao nhiêu thì tốt. Ừ, bên Vĩnh Hòa năm trước là 500. Khúc Quân, bên chỗ các cậu trước đây cấp bao nhiêu? Uông Dũng Tuyền nhìn Khúc Quân. Cái này tôi không rõ, đây vốn là do Tề Chính phát cho từng người, phát bao nhiêu cũng không tiện hỏi thăm. Nghe nói cảnh sát không được nhiều bằng đội viên dự bị. Triệu Quốc Đống cũng biết tác phong một số trưởng đồn, có người coi trọng đội viên dự bị hơn nhân viên chính thức, ngay cả tài chính đều giao cho đối với dự bị. Xếp Triệu, bây giờ tài chính của đồn cũng không nhiều, tiền mua xe đang vay, sợ là phải dùng tiết kiệm một chút. Uông Dũng Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói. Sau vài tháng tiếp xúc, Triệu Quốc Đống coi như hiểu khá rõ về Uông Dũng Tuyền.
người này mặc dù thiếu quyết đoán nhưng lại biết cách làm công tác quần chúng. Phải nói đây là công tác thích hợp đối với hắn ở trong đồn công an khu khai phát. Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với Khúc Quân. Người này có năng lực phá án, trinh sát, hơn nữa lại còn có tính quyết đoán, tâm tư nhạy bén, là người giúp sức rất tốt. Hắn có thể buông công tác nghiệp vụ của đồn công an chủ yếu là do có Khúc Quân. Lóa Uông, đây là năm đầu của đồn công an chúng ta, phải thưởng anh em nhiều một chút. Đội viên dự bị cũng rất mệt, năm nay tuần tra đêm cũng nhiều, tôi thấy mỗi người 800 đi, như vậy cũng để anh em ăn nói được với vợ con. Về phần tiền mua xe thì có mấy công ty lớn tới đây xây dựng, đến lúc đó đồn công an chúng ta nhanh một chút thì mấy chục ngàn cũng đơn giản. Triệu Quốc Đống nói như vậy thì Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân không phản đối gì. Đồn công an khu khai phát được một đợt cuối năm rất náo nhiệt. Mọi người nhận được tiền đều tươi cười, cả cảnh sát và đội viên dự bị phải đi trực đêm cũng thấy đỡ vất vả hơn nhiều. Lễ tổng kết của đồn công an rất náo nhiệt, Chu Tinh Văn mang theo Lưu Thắng An cùng Khâu Nguyên Phong tham gia. Mà Lương Kiến Hoàng và Cù Vận Bạch cũng nhận lời tham gia. Điều này làm Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân thấy năng lực của Triệu Quốc Đống. Chưa có đồn công an nào có thể mời ba lãnh đạo phòng tới tham gia, hơn nữa còn có phó chủ tịch huyện. Khổng Nguyệt cuối cùng đã về, chẳng qua cô không nghe lời Triệu Quốc Đống đi máy bay mà ngồi tàu. Điều này làm Triệu Quốc Đống khá bực. Nhà ga Ando vẫn như 10 năm trước, nghe nói phân cục đường sắt Ando dự định xây dựng thêm nhưng mãi chưa có động tĩnh. Có lẽ phải báo lên cục đường sắt, thậm chí là bộ giao thông. Triệu Quốc Đống dừng xe Santana ở bãi đỗ và đợi tàu từ Trùng Khánh về Ando. Một cô gái một mình đi tàu về đúng là làm Triệu Quốc Đống lo lắng. Trời đã tối nhưng nhà ga vẫn rất náo nhiệt, các đồng chí cảnh sát được vũ trang đang đi tuần tra ở quảng trường nhà ga. Mặc dù gió rất lạnh nhưng vẫn có nhiều người đứng ở ngoài được, có lẽ là đợi xe để về. Hàng năm cứ đến Tết là giai đoạn mấy đồn công an quanh nhà ga bận rộn nhất. Phân cục, thậm chí cục công an thành phố đều phải điều động lực lượng tới đây, đảm bảo không có biến gì hết. Triệu Quốc Đống trước khi tới đã gọi cho bạn học, Trình Giao làm việc ở đồn công an phía tây quảng trường. Trình Giao là người Ando, lúc học ở trường cảnh sát thì có quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống. Y tốt nghiệp được phân vào đây, nghe nói làm việc cũng tốt nên phụ trách một mảng. Tiếng xe máy vang lên, Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy là Trình Giao. Quốc Đống. Trình Giao không xuống xe mà vẫy vẫy ra hiệu Triệu Quốc Đống lên xe. Triệu Quốc Đống lên xe, Trình Giao rú ga chạy vào quảng trường. Trình Giao dẫn Triệu Quốc Đống đi vào một con đường dành cho nhân viên. Quốc Đống, tôi không đưa ông tới đâu, tôi còn phải trực ban. Mấy hôm nay mệt muốn chết, người rất đông, mấy hôm nữa chúng ta liên lạc. Tôi cũng nói với đám người ở nhà ga, ông tới liền trực tiếp đi vào đây đỡ phải chen chúc. Nhìn Trình Giao thở hổn hển đi trực, Triệu Quốc Đống thầm than tên này làm việc rất chăm chú. Quyển 3, chương 46, hiệu quả. Khổng Nguyệt nhào vào lòng. Triệu Quốc Đống mới phát hiện mình đúng là không muốn xa cô. Mái tóc dài buông thõng, mùi hương nhàn nhạt gợi cảm. Sau mấy ngày điên cuồng kia, Triệu Quốc Đống đúng là khó có thể tưởng tượng đây là cô bé chỉ cầm tay thôi đã đỏ mặt. Có lẽ nguyên nhân chính là việc cô đã có quan hệ với hắn. Triệu Quốc Đống nâng cầm Khổng Nguyệt lên nhìn một lúc hơn phút đồng hắn. Khổng Nguyệt không thay đổi mấy, ngoài việc có vẻ như một sinh viên thì Khổng Nguyệt không thay đổi mấy. Tại sao em không đi máy bay? Em có biết em đi tàu làm anh lo lắng lắm không? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết dùng lời nào để có thể giải thích tâm trạng của mình. Đâu đến mức như vậy chứ? Chẳng lẽ tàu không phải dành cho người ngồi? Em không phải tiểu thư gì mà. Khổng Nguyệt làm nũng nói. Sao bọn em được nghỉ muộn như vậy? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu mà hỏi. Theo lý thuyết thì đại học phải được nghỉ từ hơn 10 ngày trước cơ mà. Em không phải đã nói với anh rồi sao? Em phải học bù nên học thêm 2 tuần nữa. Khổng Nguyệt vẫn chưa quá quen việc được Triệu Quốc Đống ôm ở chỗ đông người. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy việc này nên bất đắc dĩ bỏ tay ra. Hắn cầm cặp cho Khổng Nguyệt thì thấy khá nặng. Em học bù gì chứ? Anh không phải đã nói đại học đâu có học bù. Trong túi có gì mà nặng như vậy chứ? Mấy quyển sách thôi mà. Khổng Nguyệt yêu kiều cười nói. Học thêm tiếng Anh của em hơi kém, em phải cố gắng. Học thêm tiếng Anh làm gì? Triệu Quốc Đống đột nhiên có cảm giác không ổn. Đại học tại chức cũng yêu cầu về tiếng Anh sao? Không phải, em thấy bây giờ tiếng Anh có nhiều tác dụng, hơn nữa hồi cấp 3 em cũng thích học tiếng Anh, nên em muốn học lại một lần.
chỉ một thời gian không dùng mà lại quên đi và kém người khác nhiều như vậy. Cho nên em định học bù. Khổng Nguyệt lắc đầu nói. Đi thôi, người khác đang nhìn chúng ta đó. Triệu Quốc Đống vốn định hỏi nữa nhưng hắn suy nghĩ một chút học cũng là tốt. Tiếng Anh trong tương lai có tác dụng rất lớn. Nếu Khổng Nguyệt giỏi về tiếng Anh thì về sau khi nhà máy dệt Ando bị phá sản cũng có khả năng xin việc tốt. Ngồi vào xe Santana, Khổng Nguyệt rất kinh ngạc. Chỉ 3 tháng sau Triệu Quốc Đống lại đổi xe rồi. Chẳng qua cô rất nhanh chìm vào trong nụ hôn ngọt ngào của Triệu Quốc Đống. Tiếng thở hổn hển làm má cô đỏ bừng, 3 tháng nhung nhớ hoàn toàn phát ra vào lúc này. Sau khi bỏ áo lông ra, Khổng Nguyệt chỉ có một chiếc áo len. Tay Triệu Quốc Đống đã nhanh chóng vượt qua áo len, thành thạo tìm móc khóa ngực. Bộ ngực đầy đặn thoát khỏi áo ngực nhảy nhảy lên. Tay Triệu Quốc Đống nắm lấy núm vú đỏ hồng làm người ta si mê. Hắn vân về một chút, núm vú của Khổng Nguyệt trở nên cứng ngắc. Khổng Nguyệt hơi giãy giãy người. Cô biết được tâm trạng của người yêu mình, nhưng cô biết tình hình của mình. Nếu như bị dẫn lửa lên thì không thể dập tắt, như vậy sẽ có chút phiền phức. Bây giờ cô lại không thể ngăn cản sự đột kích điên cuồng của Triệu Quốc Đống. Không, không, Quốc Đống, đừng mà. Khổng Nguyệt cảm thấy rất nguy hiểm. Anh biết. Triệu Quốc Đống rút tay ra rồi dịu dàng móc lại áo ngực cho cô. Hắn cười khổ một tiếng, sao lại trùng hợp như vậy? Anh biết gì? Khổng Nguyệt áp tay lên mặt nóng bỏng của mình, cô có chút khó hiểu hỏi. Bạn thân của em đến chơi. Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt rồi nói. Hả? Khổng Nguyệt xấu hổ trợn to mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Sao anh lại biết? Anh có thần giao cách cảm. Thực ra khi tay Triệu Quốc Đống đặt lên bụng Khổng Nguyệt, hắn nhạy cảm phát hiện Khổng Nguyệt mặc quần lót tam giác. Hắn biết Khổng Nguyệt có thói quen cứ đến tháng là mặc loại quần lót cũ này. Điểm này ngay cả Khổng Nguyệt cũng không chú ý tới. Khổng Nguyệt xấu hổ đấm đấm vài cái vào ngực Triệu Quốc Đống, lúc này cô mới bỏ tay ra. Được rồi, tối nay em về nhà máy hay ở lại Ando? Triệu Quốc Đống hỏi. Về nhà máy đi, em đã có mấy tháng không về nhà nên nhớ rồi. Khổng Nguyệt do dự một chút rồi nói. Không nhớ anh sao? Triệu Quốc Đống nghiêng đầu nói. Không. Khổng Nguyệt chu miệng nói. Thật sao? Triệu Quốc Đống cười cười xấu xa làm Khổng Nguyệt hơi dao động. Nói không nhớ là giả. Mặc dù cô học không nặng nề, nhưng Khổng Nguyệt cũng yêu cầu mình khá cao, nhất định phải học giỏi tiếng Anh, càng muốn học nhiều tri thức. Nhưng tối cứ về nằm lên giường là lại nghĩ tới Triệu Quốc Đống, nhất là đêm mưa đó là thứ cô nghĩ tới nhiều nhất. Thấy Khổng Nguyệt không nói gì, Triệu Quốc Đống biết tính cách của cô. Chuyện này thì cô đúng là khó có thể mở miệng nói, nhưng tình cảm trong mắt đã lộ rõ. Chu Quốc Bình cùng Hoa Hành Vân cùng một số bạn làm ăn đến ngày 27 tháng chạp mới bay về về. Sự chuyên nghiệp của người Chiết Giang làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Người trong nội địa ở phương diện này kém rất nhiều so với người Chiết Giang ở ven biển. Đến tầm 20 tháng 12 là các công ty tỉnh An Nguyên đã cho nhân viên nghỉ, liên hoan, mọi nhà đều lo sắm Tết. Chu Quốc Bình cùng Hoa Hành Vân tới khu khai phát Giang Khẩu đầu tư đã tỏ rõ hiệu quả của nó. Sau khi bài viết của Nhật báo Ando về khu khai phát Giang Khẩu ra lò, mấy nhà đầu tư vốn dự định tới Bích Trì cũng đã thay đổi thái độ mà quay lại Giang Khẩu khảo sát. Mà mấy nhà đầu tư đi theo Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân cũng sơ bộ đã có quyết định xây dựng nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu, chỉ đợi sang năm mới sẽ ký kết hợp đồng xây dựng nhà máy, điều này làm lãnh đạo huyện Giang Khẩu rất vui mừng. Mấy nhà đầu tư Quảng Đông cũng lộ ý sẽ đầu tư, chẳng qua bọn họ có lẽ không coi trọng mấy lời tân hô của Nhật báo Ando. Bọn họ muốn đầu tư vào huyện Giang Khẩu nên đã cẩn thận tới điều tra tình hình an ninh trật tự quanh khu khai phát, thậm chí là các chính sách ưu đãi và giá cả đất đai. So sánh với người Chiết Giang, người Quảng Đông cẩn thận hơn nhiều. Mấy quận, huyện khác không ngờ một bài trên Nhật báo Ando lại có uy lực lớn như vậy, bọn họ đều lên Nhật báo Ando, thậm chí Nhật báo An Nguyên mà khoe về mình, nhưng hiệu quả kém xa khu khai phát huyện Giang Khẩu. Quyển 3, chương 4-17, liên hoan cuối năm. Tết cuối cùng đã tới, mấy anh em Triệu gia cũng đã về nhà. Lưu Thành đã được nhận làm con rể tương lai, điều này làm Triệu Linh San rất cảm kích Triệu Quốc Đống. Nếu không có Triệu Quốc Đống ủng hộ thì cô không biết mình có thể ở bên Lưu Thành không. Nhà tuy vui nhưng vẫn có chút lo lắng vì hiệu quả kinh doanh của nhà máy dệt. Triệu Quốc Đống cũng nghe thấy 2-3 tháng cuối cùng của năm 93 thì nhà máy càng lúc càng không ổn, tất cả công nhân đều thấy áp lực. Lãnh đạo nhà máy cũng như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng chạy. Khoản vay của ngân hàng đã tới hạn, nếu không trả thì sẽ không cho vay tiếp.
mà tài chính của nhà máy bây giờ lấy bên này bù bên kia nhưng vẫn không ổn. Hàng bán mãi không thu được tiền mà được toàn mấy thứ linh tinh, điều này làm cho bên kinh doanh rất khổ sở. Đồ sản xuất ra nằm chất đống ở trong kho. Đám người ra ngoài đòi tiền hàng ngoài việc tiêu tốn ra còn đâu không có thu hoạch gì. Mặc dù lãnh đạo thành phố cũng ra mặt nói giúp nhưng ngân hàng rất kiên quyết, không trả nợ cũng không cho vay mới. Triệu Linh San đã được điều sang phòng xét nghiệm, công việc mặc dù nhàn nhưng vẫn cảm thấy áp lực lớn. Các chị em ở xưởng cũ gần như mỗi ngày đều than thở hàng chất càng lúc càng nhiều, mặt lãnh đạo càng lúc càng khó coi. Đức Sơn và Trường Xuyên từ An Đô về bằng cách đi taxi. Mặc dù các nhà xung quanh nghe nói hai anh em Triệu gia ra ngoài làm ăn lớn, nhưng khi thấy hai thanh niên đẩy oai phong từ taxi tới thì đúng là không nhận ra. Đến khi hai thằng vào nhà mới có phản ứng. Triệu Quốc Đống ngồi trên bàn mà quan sát biến hóa của mọi người. Ông bố càng lúc càng ít nói, nhưng trong mắt vẫn lộ ra sự vui mừng. Mặc dù Đức Sơn và Trường Xuyên có thái độ và cách nói chuyện vượt quá quy củ, nhưng ông bố thấy hai thằng con vốn ngồi nhà chờ việc mà bây giờ có thể thành công như vậy, điều này làm ông rất vui. Đức Sơn chỉ có trước mắt Triệu Quốc Đống mới nhún nhặn, nhưng y đúng ra mặt chê bai bà chị và Lưu Thành. Thằng danh này đúng là kiêu ngạo, luôn có cái nhìn với Lưu Thành. Trường Xuyên lại thu mình hơn nhiều, mặc dù vẫn tôn trọng ông bố nhưng Triệu Quốc Đống có thể thấy đây là do lễ phép. Một năm trong thương trường làm nó thay đổi nhiều, sự tự tin làm nó có lúc còn dám tranh cãi với Triệu Quốc Đống. Bà mẹ vẫn thế, chỉ thi thoảng trừng mắt nhìn Đức Sơn vì nói hơi quá, bà cũng không tìm được cách nào áp chế thằng con này. Lưu Thành vẫn giữ được sự bình tĩnh, lần đầu tham gia buổi gặp cuối năm của Triệu gia, đây coi như tuyên bố y là một trong các thành viên của Triệu gia. Triệu Quốc Đống có thể nhìn ra Lưu Thành rất tò mò với những gì Đức Sơn và Trường Xuyên đã làm. Mặc dù Đức Sơn không thích y, nhưng Trường Xuyên lại khá tôn trọng Lưu Thành. Hai người thi thoảng có thể nói chuyện, đây là hiện tượng tốt. Triệu Linh San có chút lo lắng, nhất là lo về sự ngang ngược của Đức Sơn. Cũng may có Triệu Quốc Đống ngồi đây nên Đức Sơn không dám quá đáng. Trụ cột kinh tế bất cứ lúc nào cũng có tác dụng quyết định. Sau khi đầu tư vào công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng thì địa vị của Đức Sơn và Trường Xuyên đã bắt đầu vượt qua bố mẹ. Xưởng sợi đã bỏ ca đêm, chuyển hết ca ngày, nghe nói xưởng dệt cũng chuẩn bị như vậy. Triệu Linh San khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện. Đây là tất nhiên. Triệu Quốc Đống nói một câu làm bùng nổ cả bữa ăn. Quốc Đống, con nói gì? Ông bố Triệu Phu Vọng giật mình nói. Con nói đây là xu thế tất nhiên, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Nhà máy dệt đi vào ngõ cụt, đóng cửa, dừng sản xuất là sớm hay muộn. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh mà nói, giống như chuyện không liên quan tới mình vậy. Không thể, chính quyền sao có thể để một nhà máy lớn như vậy ngừng sản xuất, vậy các công nhân sẽ như thế nào? Ông bố Triệu Phu Vọng không mấy khi lớn tiếng nói. Không phải chính quyền muốn nhà máy đóng cửa mà do nền kinh tế thị trường. Sản phẩm của nhà máy không được thị trường chấp nhận, bởi vì bây giờ thị trường có nhiều hàng hóa mẫu mã, giá thành tốt hơn. Kinh tế thị trường. Triệu Phu Vọng ngẩn ra và hỏi lại một câu. Bố, bây giờ không phải thời bao cấp nữa, chính quyền sẽ không chịu trách nhiệm trong tất cả. Sản phẩm của nhà máy có thể bán ra hay không, sản phẩm có phù hợp kinh tế thị trường hay không, mà nhà máy dệt chúng ta đã quá kém. Năm nay nhà máy còn được ngân hàng ủng hộ, nhưng nếu ngân hàng cảm thấy nhà máy không thể trả nợ, vậy dù như thế nào bọn họ sẽ không mạo hiểm. Triệu Quốc Đống bỏ đũa xuống rồi nói. Bố cảm thấy ở tình hình này mà nhà máy còn có thể duy trì được sao? Vậy mọi người nên làm như thế nào? Con cháu nhà máy nên làm như thế nào? Không thể ngồi đợi suốt chứ? Đương nhiên không thể rồi, nhà máy mặc dù ngừng sản xuất nhưng vấn đề của công nhân sẽ được công nhân suy nghĩ. Bây giờ phải xem chính quyền suy nghĩ như thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định nhà máy không duy trì được bao lâu nữa. Triệu Quốc Đống nói. Triệu Quốc Đống nói làm không khí bữa ăn nặng nề hơn. Trường Xuyên liền nói. Bố, mẹ lo gì? Có bọn con ở đây thì dù nhà máy đóng cửa thì chúng ta vẫn sống mà, chúng ta có dựa vào nhà máy đâu. Đúng thế, bố mẹ lớn tuổi nên ở nhà nghỉ ngơi đi, một tháng cũng kiếm được mấy đồng đâu. Triệu Quốc Đống cũng lớn tiếng nói. Anh em con nuôi được bố mẹ mà. Nếu thấy ở nhà máy không tốt thì đến mua nhà ở Giang Khẩu hoặc An Đô. Câm miệng. Triệu Phu Vọng mặt đỏ bừng như cua luộc, ông lớn tiếng nói. Cút ra ngoài cho tôi. Đức Sơn. Triệu Quốc Đống ngăn không cho Đức Sơn nói. Ông sao thế hả?
Đức Sơn nói như vậy có gì sao hả, cũng vì tốt cho ông mà. Hứa Tú Cần thấy Đức Sơn đâu có nói gì sai, chẳng qua việc Triệu Quốc Đống nói nhà máy sẽ đóng cửa đã đả kích mạnh Triệu Phu Vọng. Bố, Đức Sơn nói như vậy là vì tốt cho bố. Nhà máy sẽ đóng cửa là việc tất nhiên, không có quan hệ với bố. Triệu gia chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ bố lo không có cơm ăn sao? Đức Sơn cũng chỉ là hy vọng bố được nhàn mà thôi. Phấn đấu mấy chục năm với nhà máy, không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Triệu Quốc Đống nói làm tâm trạng ông bố đỡ hơn, chẳng qua ông vẫn không cam lòng nói. Quốc Đống, con nói là thật sao? Nhà máy thật sự sẽ đóng cửa sao? Thật ạ, cùng lắm duy trì được một năm nữa, điều này còn phải xem bản lĩnh của lãnh đạo nhà máy. Các nhà máy nhà nước đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó, rời khỏi sân khấu là tất nhiên. Triệu Phu Vọng không ăn được nữa, ông bỏ bát rồi vào phòng nằm. Bữa cơm đang vui lại bị mấy lời nói của Triệu Quốc Đống làm mất không khí. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút hối hận. Quốc Đống, con đừng để ý. Con biết tính bố con đó, lát mẹ vào khuyên ông ấy là được. Hứa Tú Cần mặc dù cũng lo lắng cho nhà máy nhưng thấy mấy con đều có việc. Đức Sơn và Trường Xuyên lại được Triệu Quốc Đống bố trí làm việc, mặc dù không biết mở công ty làm gì nhưng bà rất yên tâm về Triệu Quốc Đống. Trong nhà chỉ có mấy người trẻ, Vân Hải tháng 7 sẽ thi đại học. Mặc dù nghe mấy ông anh nói chuyện thì nó rất hứng thú, nhưng nó biết nhiệm vụ của mình bây giờ là thi vào đại học, để về sau tìm được việc tốt. Đức Sơn và Trường Xuyên vốn định bàn việc bên Tân Châu với Triệu Quốc Đống, nhưng có Triệu Linh San và Lưu Thành ở đây nên hai người không nói mấy. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận ra Triệu Linh San và Lưu Thành hơi mất tự nhiên. Hai ông em bây giờ đã không coi Lưu Thành và Lưu Thành là người Triệu gia. Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Quyển 3, chương 48, quá mềm yếu. Tết cứ thế là đến, mặc dù Triệu Quốc Đống mời Khổng Nguyệt đến nhà mình đón giao thừa nhưng cô không đến. Đến Tết mỗi nhà đều tụ tập ở nhà mình, trừ khi xác định quan hệ rõ ràng, nếu không sẽ không ai đến nhà người khác. Mà bây giờ Khổng Nguyệt còn chưa muốn lộ quan hệ với Triệu Quốc Đống. Mặc dù hai gia đình và nhiều người trong nhà máy đều thừa nhận hai người yêu nhau. Mùng một đồn công an khu khai phát rất yên ắng. Ngoài Chu Tinh Văn và bí thư huyện ủy Lô Vệ Hồng, chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm đến thăm các cảnh sát trực ban ra thì không có việc gì khác. Các công ty cũng đóng cửa, hầu hết đều qua ngày 15 âm lịch mới làm việc lại. Triệu Quốc Đống phát chán ngồi trong văn phòng ban quản lý. Mùng 1 hắn trực ban ở đồn công an, mùng 2 đến lượt phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Có một phó chủ nhiệm, hai nhân viên công tác phụ trách xem có quần chúng nào tới phản ánh không, chẳng qua dịp Tết có quần chúng nào đâu. Một người đi lại bên ngoài khá lâu, đến khi nhân viên trực ban thấy là lạ đi ra thì mới phát hiện là một cô gái xinh đẹp. Cô tìm ai? Xin hỏi Triệu Quốc Đống có ở đây không? Cô tìm chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu, có người tìm. Triệu Quốc Đống đang nhà đến phát chán nghe thấy có người tìm mình liền đi ra ngoài. Ai thế, Tiểu Cần? Triệu Quốc Đống hơi đổi mặt, cuối cùng biến thành bình tĩnh. Tiểu Cần mau vào đi. Dù trước kia xảy ra chuyện gì thì đó cũng là mối tình đầu của hắn. Đường Cần hít sâu một hơi rồi đi vào văn phòng của Triệu Quốc Đống. Trên bàn công tác đặt một lọ hoa, giá sách sau lưng cũng có nhiều quyển sách, bộ sofa đặt trước bàn làm việc. Cửa sổ lớn, rèm cửa đẹp mắt. Đường Cần không thể tưởng tượng nổi chỉ một năm mà Triệu Quốc Đống có thể thay đổi nhiều như vậy. Đường Cần không biết sao mình lại lên xe đến Giang Khẩu. Việc Triệu Quốc Đống thay đổi không giấu được có bao nhiêu. Trên thực tế sau đêm đó gặp Triệu Quốc Đống ở Đại học An Nguyên, cô đã thông qua cảnh sát mà biết tình hình của Triệu Quốc Đống bây giờ. Anh bây giờ xem ra sống rất tốt phải không? Đường Cần đi một vòng quanh phòng Zeno. Tiểu Cần, em hôm nay đến không phải nói điều này chứ? Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Tại sao không nên nói? Em muốn biết anh thay đổi như thế nào trong một năm, tại sao lại ra vẻ bình thản trước người nhà em? Mặt Đường Cần đỏ lên, mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Em muốn anh nói như thế nào? Công việc và cuộc sống vốn là như vậy, tháng 5 được bổ nhiệm làm trưởng đồn công an Giang Miếu, tháng 10 đồn công an khu khai phát thành lập, anh tham gia cạnh tranh. Kết quả huyện thấy tình hình an ninh trật tự của khu khai phát rất phức tạp. Vì thế yêu cầu trưởng đồn công an vào bộ máy ban quản lý. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Triệu Quốc Đống cười cười mang theo một tia bất đắc dĩ. Con đường chính trị của hắn theo mọi người thấy là thuận lợi, nhưng chỉ mình hắn biết nguy cơ là gì. Chỉ đơn giản như vậy sao? Anh dám nói anh không có người khác giúp ư?
Đường Cẩn nói càng sắc bén hơn nữa. Triệu Quốc Đống đã quen với cách nói chuyện này của Đường Cẩn. Có một điều Triệu Quốc Đống không chú ý là chỉ cần Đường Cẩn giận là hắn sẽ tự động nhường. Tiểu Cẩn, em muốn biết gì? Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế. Em muốn biết anh nếu quen với cục trưởng Lưu thì sao không bảo anh ta điều lên thành phố? Dù anh không muốn lên thành phố thì sao không nói với em và người nhà em về việc anh quen người như vậy? Đường Cẩn chu môi lên mà nói. Triệu Quốc Đống một lúc lâu sau mới nói. Tiểu Cẩn, cục trưởng Lưu gặp anh chỉ là trùng hợp. Có lẽ Lưu ca cố ý giúp anh, nhưng trong công việc anh không nhờ anh ta. Về phần không nói cho người nhà em cảm thấy giữa hai chúng ta không thể tiếp tục chỉ là vì việc anh không nói mình có quan hệ mật thiết với Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố sao. Câu này như tiếng sét đánh mạnh vào tim Đường Cẩn, mắt cô ươn ướt. Triệu Quốc Đống, anh có lương tâm hay không? Chẳng lẽ anh nói về quan hệ đó của anh với em và người nhà sẽ làm ô uế tình cảm của chúng ta? Nhưng bố mẹ em chỉ quan tâm con gái thôi mà. Anh ở Giang Miếu, em ở An Đô, cách nhau 80 km, đi xe cũng hơn 2 tiếng. Khi bố mẹ, họ hàng em không biết tình hình của anh thì có thể không phản đối sao? Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, tình đầu ai dễ quên. Nó như một hình ảnh chôn sâu trong lòng, chỉ cần chạm tới là nó lóe lên. Có lẽ hắn đã sai nhưng bây giờ có thể trở lại sao? Tiểu Cẩn, anh nhớ chúng ta từng hứa với nhau, kiên trì sẽ thắng. Nhưng lời do người và không tránh khỏi hoa rơi đi. Anh nghĩ chúng ta đã cố gắng nhưng chưa đủ. Triệu Quốc Đống nói với giọng khá buồn, một đoạn tình cảm cứ như vậy là kết thúc sao? Tại sao mình vẫn muốn Đường Cẩn quay lại với mình? Ý của anh là chúng ta từ bây giờ sẽ như người không quen biết ư? Đường Cẩn trầm giọng nói. Chúng ta còn có thể làm gì? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đường Cẩn cũng dần bình tĩnh lại, cô có thể nhìn ra được Triệu Quốc Đống đang khá buồn. Chỉ là lời trong lòng sao cô có thể nói ra miệng. Bà cô ấp úng hỏi quan hệ giữa cô và Tương Vĩ Tài khiến Đường Cẩn có chút khó hiểu. Sau đó do cô hỏi mãi thì bà cô mới ấp úng nói việc ở Tây Thúy Uyển Gia, người cả nhà đều im lặng, ngay cả bố và mẹ cô đều do dự. Nhất là khi biết quan hệ giữa cô và Tương Vĩ Tài không có tiến bộ gì thì càng là như vậy. Quốc Đống. Khổng Nguyệt vừa đẩy cửa vào thì thấy không đúng. Cô gái trước mặt rất đẹp, mắt đỏ lên. Mà Triệu Quốc Đống đang buồn bã gì đó. Tiểu Nguyệt, Tiểu Cẩn, Tiểu Nguyệt, Đường Cẩn thấy ngực mình bị đánh mạnh vào, đau đến độ cô muốn ngất đi. Nhưng cô biết mình không thể lùi bước, cô cố nhịn cơn đau trong lòng rồi nhìn đối phương. Quốc Đống, xem ra đây là anh có người khác. Triệu Quốc Đống, tôi không nhìn lầm anh. Tiểu Cẩn, đây là Tiểu Nguyệt. Triệu Quốc Đống cố bắt mình bình tĩnh, làm cho ánh mắt mình tự nhiên. Tiểu Nguyệt, đây là Đường Cẩn, bạn học của anh. Ánh mắt Khổng Nguyệt trở nên sắc bén, bất cứ cô gái nào cũng không nhường bước ở trường hợp này. Nhất là khi phát hiện có vẻ thù địch với mình. Quốc Đống, bạn ở trường cảnh sát với anh à? Quốc Đống, đây là bạn học cấp 2 hay cấp 3 của anh? Lời nói của Đường Cẩn làm Khổng Nguyệt bị kích thích, cô nói. Quốc Đống, cô ta là như thế nào, là bạn gái cũ của anh? Trước đây, bây giờ cũng vậy. Đường Cẩn không hề yếu thế. Không biết sao cô không muốn mình yếu hơn cô gái kia. Bạn gái bây giờ ư? Sao tôi không biết? Khổng Nguyệt cười cười khinh thường. Cô đã thấy ảnh của Đường Cẩn, hơn nữa cô từ miệng Đức Sơn nghe loáng thoáng về Đường Cẩn. Không biết vì nguyên nhân gì mà nửa năm trước đã chia tay với Triệu Quốc Đống. Cô là ai? Cần cô biết sao? Thấy đối phương khinh thường nhìn mình, Đường Cẩn càng thêm bực tức. Dù cô và Triệu Quốc Đống chia tay cũng không đến lượt một người làm ở nhà máy dệt xen vào. Tôi là ai thì không cần người ngoài biết, chỉ cần Quốc Đống và tôi biết là đủ rồi. Khổng Nguyệt cũng ăn nói rất sắc bén. Hừ, những lời này phải là tôi nói mới đúng. Đường Cẩn cười lạnh một tiếng. Muốn lợi dụng tình cảm của tôi và Quốc Đống có chút nguy hiểm nên muốn xen vào sao? Nằm mơ. Khổng Nguyệt giật mình nhưng lại bình tĩnh ngay. Nguy hiểm trong tình cảm thực sự có nguy hiểm gì? Tình cảm không qua nổi một cơn thử thách thì nên bỏ sớm đi. Lời này của Khổng Nguyệt như sát muối vào vết thương của Đường Cẩn. Cô hít sâu một hơi rồi nói. Nếu không thể vượt qua chút khó khăn thì có phải tình yêu không? Vậy ư, đây là châm ngôn cô nghĩ ra sao? Có phải mỗi người yêu nhau đều phải làm người mình yêu bị tổn thương mới gọi là tình yêu? Nực cười. Quốc Đống, anh nói với cô ta, em là gì của anh? Chẳng lẽ anh có thể nói trong lòng không có em sao? Đường Cẩn nói. Được. Em cũng muốn nghe anh giải thích về việc này.
Khổng Nguyệt cũng không chịu thua. Việc này phải phân rõ trắng đen. Triệu Quốc Đống há hốc mồm không biết nói gì. Hắn biết chỉ có thể làm tổn thương một cô thắng. Nếu lấy lòng cả hai thì hai cô đều rời đi. Nhưng lúc này hắn khó có thể lựa chọn. Đường Cẩn là hình ảnh không bao giờ có thể thay thế trong lòng hắn, tình đầu ẩn chứa trong tim, thi thoảng lại hiện về. Mà Khổng Nguyệt thì cô đã thành người yêu của hắn, dần dần trở nên sâu đậm. Khổng Nguyệt rất tức giận mà nói. Triệu Quốc Đống, mời nói cho em một câu trả lời. Cái này, Triệu Quốc Đống đúng là không biết trả lời như thế nào. Nếu chỉ có một cô thì hắn tự tin dễ dàng hóa giải, nhưng đây là ba mặt gặp nhau, trả lời sẽ làm tất cả mọi người bị tổn thương. Ngay khi Khổng Nguyệt khóc rời đi, Đường Cẩn cũng hừ lạnh một tiếng mà rời đi. Có lẽ bây giờ mình nên suy nghĩ xem có nên quay lại với Triệu Quốc Đống không, vết thương trong lòng Đường Cẩn lại rỉ máu. Bao nhung nhớ đối với Triệu Quốc Đống đã khiến cô không thở nổi. Chỉ trong vòng nửa năm mà hắn lại có một người phụ nữ khác, hơn nữa xem ra quan hệ khá sâu. Mặc dù Đường Cẩn tự tin không ai có thể thay thế địa vị của mình trong mắt Triệu Quốc Đống, chỉ cần cô chấp nhận quay lại, Triệu Quốc Đống sẽ lại thành bạn trai của cô, nhưng còn có ý nghĩa không? Sự do dự của Triệu Quốc Đống đã tạo thành kết cuộc như vậy. Khổng Nguyệt ra trước, Đường Cẩn cũng đi, điều này làm hắn ngẩn ra. Nhưng khi hắn chạy ra thì hai chiếc xe khách như muốn trêu hắn. Một chiếc chạy về phía nam, một lên phía bắc, Triệu Quốc Đống chỉ thấy Đường Cẩn lên xe chạy về bắc, mà Khổng Nguyệt đã lên xe đi về nam. Quyển 3, chương 49, vòng trong vòng ngoài. Bắt đầu từ mồng 3 lịch của Triệu Quốc Đống coi như kín. Mồng 3 Chu Tinh Văn mời khách, Triệu Quốc Đống tất nhiên phải tới. Mồng 4 Hà Phượng Tường đã hẹn Triệu Quốc Đống lên An Đô vào nhà Loan Trinh Viễn. Mồng 5 lại ngồi với mấy người Dương Thiên Bồi cùng Cổ Chí Thường. Mồng 6, 7 lại đến nhà mấy người Lưu Triệu Quốc. Liễu Đạo Nguyên và Hùng Chính Lâm đã về, mấy người này phải bận tới mồng 6 mới có thời gian. Chẳng qua cũng không vấn đề gì, mấy nhà ngồi lại cho vui là được. Chu Tinh Văn mời khách gồm tất cả người của y, bữa ăn chưa tất cả bộ máy lãnh đạo của phòng đều tới. Ngồi cạnh Triệu Quốc Đống là đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tề Chính, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Trương Đức Tài, trưởng phòng hậu cần, Lỗ Mạn và trưởng đồn công an nội thành, Hồ Quyền. Đậu Trung Khải và Hà Phượng Tường mặc dù cũng tham gia nhưng hai người này ăn xong rồi lấy lý do rời đi. Hành động của Hà Phượng Tường có thể giải thích nhưng Đậu Trung Khải làm như vậy là hơi đột ngột. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và biết năm nay ở công an huyện sẽ có biến hóa. Buổi chiều bắt đầu đánh mạt trược và tá lả. Mấy người Chu Tinh Văn, Lưu Thắng An, Khâu Nguyên Phong và Mã Bằng ngồi một bàn. Tề Chính, Trương Đức Tài, Hồ Quyền, Triệu Quốc Đống ngồi một bàn. Lỗ Mã ngồi bên xem. Thấy Chu Tinh Văn đi nhà vệ sinh, Triệu Quốc Đống liền mời Lưu Thắng An sang giúp mình. Lưu Thắng An thích đánh mạt trược nhưng vì Chu Tinh Văn mời nên phải đánh bài lá. Thấy Chu Tinh Văn từ nhà vệ sinh đi ra, Triệu Quốc Đống đưa bao trung hoa lên rồi châm lửa cho đối phương. Xếp Chu, tôi nghe nói năm nay trong phòng sẽ đề bạt người. Triệu Quốc Đống cũng châm cho mình một điếu. Sao, cậu muốn về ư? Tôi sợ Bí Thư Lô và Chủ tịch Mao sẽ không nghe. Chu Tinh Văn nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Tôi dù muốn cũng không tới đầu mình. Tôi tuổi còn nhỏ, làm phó chủ nhiệm ban quản lý đã bao sóng gió. Nếu về phòng thì lão Tề, lão Trương không tức chết ư. Huyện cũng không thông qua, tôi tự biết bản thân mình mà. Ừ, cậu biết là tốt rồi, cơ quan công an không thể so sánh với đơn vị khác. Hơn 20 tuổi mà bí thư, chủ tịch xã thì chỉ có bàn tán một chút, nhưng nếu làm phó trưởng phòng công an thì không loạn mới lạ. Chu Tinh Văn cũng thầm than mình phải 36 mới thành phó trưởng phòng, vậy mà vẫn coi là cán bộ trẻ tuổi. Hơn nữa ngồi ở vị trí phó trưởng phòng 6 năm. Bây giờ muốn lên cũng là khó khăn. Đợi thêm 2-3 năm nữa may ra mới được. Cơ quan công an là nơi trọng kinh nghiệm và danh tiếng, không tích lũy kinh nghiệm thì làm trưởng đồn công an cũng có không ít tranh cãi. Triệu Quốc Đống nếu không phải phá vụ trộm trâu và được Cục Công an thành phố Tuyên Dương thì muốn làm trưởng đồn công an Giang Miếu cũng là nằm mơ. Cho nên tôi cũng không hy vọng, chỉ là muốn biết ai lên mà thôi. Nghe nói là Vương Quý Nhân. Triệu Quốc Đống nói. Cậu nghe ai nói? Chu Tinh Văn hỏi lại một câu. Nếu không thì năm nay sao đồn công an Kiều Quan lại xếp thứ nhất? Tôi không tin đồn công an Giang Miếu kém Kiều Quan. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Cậu đó, đã đi còn thấy bất bình thay đồn công an Giang Miếu sao? Bình thường việc đề bạt cán bộ đều phải tạo thế.
việc lựa chọn người vào đồn công an khu khai phát thì Vương Đức Hòa đã có ý kiến lớn, Chu Tinh Văn không thể không nghĩ cách làm hòa một chút. Về phần Vương Quý Nhân có thể làm phó trưởng phòng hay không là do Vương Đức Hòa hoạt động bên huyện ủy. Theo lý thuyết không vấn đề gì, nhưng Vương Đức Hòa lại có mâu thuẫn với nhiều người như Mao Đạo Lâm, Bao Thái Bình. Đương nhiên phòng muốn đưa Vương Quý Nhân lên, tôi cũng không có cách nào mà. Hừ, cậu chỉ biết tính toán. Chu Tinh Văn hút một hơi thuốc rồi nói. Xem đã, bây giờ còn chưa rõ ràng, Vương Quý Nhân có thể lên hay không còn do bản lĩnh của Vương Đức Hòa. Lão Tề cũng chú ý mà. Ha ha, sếp Chu, đã có ai vào vị trí trưởng đồn công an Giang Miếu chưa? Nếu như chưa có thì tôi giới thiệu Lão Uông với sếp. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Lão Uông có kinh nghiệm phong phú, công tác quần chúng rất mạnh, trước cũng là người làm việc dưới sự lãnh đạo của sếp. Sếp Chu cũng cần người đáng tin ở đồn công an Giang Miếu mà. Ừ, cậu nói cũng đúng. Chu Tinh Văn đúng là hơi động tâm, Uông Dũng Tuyền khá thành thật, đi theo y ở đội cảnh sát hình sự cũng được. Nếu Uông Dũng Tuyền đi thì ai chống đỡ đồn công an khu khai phát cho cậu? Năm trước Chủ tịch Mao đã nói với tôi là sang năm mới cậu dồn sức cho công tác thu hút đầu tư, nếu khu khai phát bị xóa sổ thì đồn công an khu khai phát cũng không cần tồn tại. Sếp Chu, Khúc Quân có thể phụ trách mà. Cậu ta là phó trưởng đồn Bắc Giao, quen thuộc tình hình. Ở bên khu khai phát cũng vậy, làm tốt công việc. Ngoài ra Viên Trấn Dũng ở đồn tôi cũng được, là bộ đội xuất ngũ, năng lực nghiệp vụ tốt. Sau một năm đã thể hiện rất tốt, càng lúc càng hoàn thành tốt hơn. Cậu ra sức tiến cử người của đồn công an khu khai phát nhỉ? Các đồn công an khác không có nhân tài, chỉ mình khu khai phát cậu có nhân tài sao? Chu Tinh Văn cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Hay là sợ người khác phá mấy thứ cậu đã làm tốt? Ha ha, chút tâm tư của tôi sao có thể giấu được ngài? Đồn công an khu khai phát làm tốt cũng làm sếp Chu vui mừng mà. Triệu Quốc Đống cùng Triệu Quốc Đống đi vào sảnh mà cười nói. Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân nhận được điện của Triệu Quốc Đống còn nghĩ có việc. Bọn họ thở hổn hển chạy từ nhà đến khách sạn Đông Ninh thì mới thấy không có gì lạ. Vào căn phòng lớn của khách sạn, Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân mới thấy đám người ở đây. Khúc Quân, lại đây tiếp sếp Khâu, sếp Mã, trưởng phòng Lỗ đánh bài. Sếp Chu muốn nghỉ một chút. Lưu Thắng An ngồi xuống đánh mạt trược là không muốn đi. Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể sang đánh bài lá với Chu Tinh Văn, nhưng Chu Tinh Văn có lẽ tối qua thức khuya nên muốn đi ngủ. Lỗ Mạn chơi thay Chu Tinh Văn, đây là người phụ nữ mới khoảng 30 tuổi, mặt chữ điền trông khá được. Nghe đồn cô ta có quan hệ với Loan Trinh Viễn, nhưng khi Chu Tinh Văn lên chức, người Loan hệ ngã mà chỉ có mình Lỗ Mạn ngồi ổn ở chức trưởng phòng, thậm chí có quan hệ mật thiết với Chu Tinh Văn. Điều này làm người trong công an huyện rất khó hiểu. Chẳng qua Triệu Quốc Đống mơ hồ biết chồng Lỗ Mạn họ Lô, hình như là người bên Lộc Sơn. Mà bí thư huyện ủy Lô cũng là người Lộc Sơn, trong này có quan hệ gì không? Uông Dũng Tuyền có chút khẩn trương, Triệu Quốc Đống bảo y báo cáo công việc của đồn công an khu khai phát làm y khá khó hiểu, đây vốn là trách nhiệm của Triệu Quốc Đống mà. Nhưng nếu Triệu Quốc Đống đã nói thì cũng có lý. Trên thực tế năm trước Triệu Quốc Đống đã có ý dẫn y và Khúc Quân đi gặp lãnh đạo công an huyện, Uông Dũng Tuyền mới đầu còn nghĩ để thể hiện bộ máy đồn công an khu khai phát đoàn kết, sau đó mới loáng thoáng cảm thấy Triệu Quốc Đống còn có ý khác. Nhưng hôm nay xem ra Triệu Quốc Đống đúng là có ý đỡ mình lên. Chu Tinh Văn thuận miệng hỏi mấy vấn đề, Uông Dũng Tuyền trả lời khá tốt. Sau đó Triệu Quốc Đống ra hiệu Uông Dũng Tuyền rời đi. Trong phòng chỉ còn có Chu Tinh Văn và Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu thấy Uông Dũng Tuyền có thể phụ trách Giang Miếu không? Chu Tinh Văn suy nghĩ về việc Triệu Quốc Đống vội vàng đẩy Uông Dũng Tuyền đi như vậy. Có lẽ đây là Triệu Quốc Đống muốn cho đồn công an khu khai phát có thêm nhiều cán bộ trung tầng, Viên Trấn Dũng kia nghe nói quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Ha ha, vậy phải xem sếp Chu thấy như thế nào. Tôi thấy lão Uông đủ để giữ ổn định cho đồn công an Giang Miếu. Giữ được ư? Chu Tinh Văn hừ một tiếng. Sếp Chu, mỗi người có sở trường, không phải ai đều là người quyết đoán cả, hơn nữa từng thời gian có cách hành động khác nhau. Bây giờ đồn công an Giang Miếu có thêm hai người trẻ tuổi, lực lượng không yếu, chỉ thiếu người khống chế tình hình. Lão Uông sẽ phụ trách được. Triệu Quốc Đống nói. Cậu có phải thấy Uông Dũng Tuyền vướng tay vướng chân mình nên muốn đẩy đi không? Chu Tinh Văn cười mắng. Không có, sếp Chu, tôi và lão Uông phối hợp rất tốt, chẳng qua không muốn anh ta chậm trễ việc tiến bộ. Về phần có đến Giang Miếu hay không đương nhiên do sếp Chu quyết định.
Hừ, tôi biết cậu đây là muốn tạo vị trí cho Khúc Quân và Viên Chấn Dũng. Uông Dũng Tuyền đúng là được, nhưng đồn công an Giang Miếu chỉ kém đồn công an nội thành và đồn công an khu khai phát, cần người quyết đoán mới được. Chu Tinh Văn hiểu khá rõ cán bộ trung tầng của phòng. Đổi lại một đồn công an có tình hình tương đối đơn giản thì được. Triệu Quốc Đống cũng biết đâu là giới hạn, bình thường lãnh đạo không thể chấp nhận cho cấp dưới nói với sếp nên bố trí ai. Hắn gật đầu nói. Sếp Chu nhìn người rất chuẩn, lão Uông đúng là thiếu quyết đoán. Thấy Triệu Quốc Đống có chút thất vọng, Chu Tinh Văn cười nói. Cậu muốn Khúc Quân đến chống đỡ thay mình sao? Ha ha, sếp Chu, Khúc Quân vốn là người từ Bắc Giao đi ra, cũng có năng lực, quen thuộc tình hình. Có anh ta thì tôi cũng yên tâm hơn. Triệu Quốc Đống cười nói. Có Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân tham gia nên lãnh đạo công an huyện có thể tự do tụ tập, ít nhất Lưu Thắng An có thể được đánh mặt trược. Đến bữa tối Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân cũng được tham gia. Cũng may đây là địa bàn khu khai phát, Triệu Quốc Đống coi như là khách của Chu Tinh Văn nên kéo theo hai người cũng là hợp lý. Ăn tối xong mọi người bắt đầu tản đi, lúc này chỉ còn Khâu Nguyên Phong và ba người Triệu Quốc Đống, Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân. Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân biết Triệu Quốc Đống và Khâu Nguyên Phong có chuyện cần nói nên biết điều đứng ở xa xa. Xếp Khâu, xếp Lưu cũng được một xe nhập lậu rồi. Triệu Quốc Đống châm lửa mời Khâu Nguyên Phong điếu thuốc. Khâu Nguyên Phong hít sâu một hơi rồi nói. Ừ, xếp Chu cũng cho Lão Hà một chiếc, chẳng qua là xe DU Hàn Quốc nên hơi kém chút. Ồ, Triệu Quốc Đống hơi động tâm, hắn nói thẳng. Xếp Đậu hình như không hòa hợp với xếp Chu. Còn không phải do cậu gây loạn sao, nếu không xếp Chu sao có thể đề cử Vương Quý Nhân. Vương Đức Hòa đang rất tức giận, nếu không giải quyết thì công việc của phòng sẽ khó khăn. Tôi vốn không đồng ý nhưng có một số việc không thể theo ý chúng ta được. Khâu Nguyên Phong lắc đầu nói. Triệu Quốc Đống biết quan hệ giữa Chu Tinh Văn và Khâu Nguyên Phong bây giờ rất thân. Đậu Trung Khải nếu muốn lên thì phải có một đám người giúp đỡ. Vương Quý Nhân lên nhất định sẽ ủng hộ Đậu Trung Khải, nếu Hà Phượng Tường mà ngã về Đậu Trung Khải thì Chu Tinh Văn sẽ rất lo lắng. Sếp Chu chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả của việc này sao? Có kẻ mà mình nể mặt quá thì sẽ càng lấn tới. Đương nhiên có nghĩ tới nhưng có một số việc không do chúng ta. Khâu Nguyên Phong dừng một chút rồi nói tiếp. Sếp Chu vốn định để cậu vào đảng ủy phòng, nhưng Chủ tịch Mao đã nói rõ cậu chủ yếu phụ trách công tác thu hút đầu tư, đề nghị cậu vào đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Triệu Quốc Đống tính một chút, bây giờ đảng ủy công an huyện có 7 người, Vương Quý Nhân vừa lên sẽ vào đảng ủy. Số đảng ủy sẽ thành số chẵn, nhất định phải thêm một người. Mình vào đảng ủy sẽ tăng thêm sức mạnh cho Chu Tinh Văn. Nhưng hắn không được vậy chỉ có thể điều đội trưởng hoặc trưởng phòng nào đó vào. Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nên nói. Trưởng phòng Lỗ là thích hợp nhất. Khâu Nguyên Phong có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Đầu cậu đúng là tốt. Ha ha, xếp Khâu, không phải là học theo xếp sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, cậu muốn đẩy Lão Uông lên là muốn Khúc Quân làm thay mình ư? Lão Uông tuổi cũng đã cao. Không thể ngồi mãi ở vị trí đó, tôi trong lúc nhất thời cũng không bỏ được chức trưởng đồn công an nên phải nghĩ cho người khác chứ. Có Khúc Quân đi theo sẽ làm tôi bớt áp lực, lần này còn mong xếp Khâu giúp đỡ. Cậu tính giỏi nhỉ, cứ như vậy ai cũng biết khu khai phát có nhân tài, người có năng lực liền muốn vào đồn công an khu khai phát. Khâu Nguyên Phong cười mắng. Tôi không phải từ đồn công an Giang Miếu đi ra sao? Triệu Quốc Đống nói. Ừ, tôi biết rồi, lúc nào hẹn xếp Lưu chứ? Khâu Nguyên Phong lưu Triệu Quốc Đống lại chính là muốn nói việc này. Chắc phải qua rằm, tôi nghĩ Lưu ca không có thời gian vào lúc này. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Được, hẹn xong bảo tôi, bạn bè không qua lại sẽ càng lúc càng nhạt. Quốc Đống, cậu phải nhớ thêm con đường sẽ tốt hơn. Nhiều lúc bạn giúp sẽ hơn nhiều tự cậu giải quyết. Lời Khâu Nguyên Phong nói, Triệu Quốc Đống rất đồng ý. Bỏ qua việc tư lợi thì bạn bè nói chuyện vui vẻ với nhau là không nhiều. Nhiều bạn bè là phải xem sở trường của đối phương, chỉ như vậy thì mới có thể duy trì lâu dài được. Quyển 3, chương 50, Kiều Huy. Từ trong nhà Loan Trinh Viễn đi ra Triệu Quốc Đống phát hiện mình lại không có chỗ nào có thể đi. Hai thằng Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đã hẹn gặp bạn, qua mùng 7 âm lịch bọn họ sẽ về Tân Châu, hiện giờ dù một ngày cũng thể để trì hoãn, có thể chuẩn bị sớm được ngày nào thì sẽ cố gắng ngày đó. Xem ra Loan Trinh Viễn đã đứng vững vàng ở bên quận Long Đàm này.
nhà Loan Trình Viễn lúc nào cũng la liệt khách xếp hàng tới. Hầu hết lãnh đạo chủ yếu của năm ngành chính là công, kiểm, pháp, công an, kiểm sát, tư pháp và đảng ủy đều đến, đương nhiên cũng không thiếu được những người đứng đầu những phòng ban trọng yếu bên dưới quận Long Đàm. Thậm chí cả mấy người bí thư đảng ủy xã, trấn cũng có mặt. Điều khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy kinh ngạc chính là Phó Cục trưởng Hồ Hạ cũng tới tham gia, điều này không đơn giản. Khách quan mà nói thì mình và Hà Phượng Tường có phần đơn bạc, mình có ưu thế tuổi còn đáng nói chứ Hà Phượng Tường thì có thể khá cô đơn. Chẳng qua sự thân thiết của Loan Trinh Viễn đã giảm bớt sự mất mát của Hà Phượng Tường. Đối với sự có mặt của Triệu Quốc Đống thì Loan Trinh Viễn dù khác ngạc nhiên nhưng vẫn thể hiện nhiệt tình vừa phải, vừa khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy thân thiết nhưng cũng không có vẻ đặc biệt. So sánh với phong cách nhiệt tình hào sảng của Chu Tinh Văn thì Loan Trinh Viễn càng giống một quan chức hơn, nhiệt tình mà không quá thân mật, vừa phải mà không quá phận, điều này làm cho người khác cảm giác thoải mái, mùi vị xã hội và hương vị dân dã hơn rất nhiều so với Chu Tinh Văn. Dù sao thì Chu Tinh Văn cũng xuất thân là quân nhân lại dính dáng với đội cảnh sát hình sự hơn 10 năm nên đã dưỡng thành loại tính cách mạnh mẽ đó. Tới ăn một bữa cơm cũng tính là có chút thu hoạch, ít nhất cũng kết bạn được một vài người bạn cùng khối chính pháp bên Long Đàm. Quan hệ của Cao Dương với Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Long Đàm rất quen thuộc, vài người khác cũng tìm được tiếng nói chung với Triệu Quốc Đống, còn tên Phó Đồn trưởng khá trẻ tuổi bên Long Đàm cũng có nhiều quan điểm chung với Triệu Quốc Đống. Về sau Triệu Quốc Đống mới biết được hắn mới từ đội cảnh sát hình sự thành phố điều xuống dưới tạm giữ chức để rèn luyện, do mới xuống chưa được một tháng nên khó trách hắn cũng không quá quen thuộc với cán bộ bên Long Đàm này. Sau bữa cơm trưa thì một nhóm người rời đi. Dù sao thì Tết nhất cũng có không ít người một ngày phải tới 2-3 nơi, thân thích bạn bè, người quen đồng nghiệp, lãnh đạo thuộc cấp, khó tránh khỏi không có cái xã giao nào. Đương nhiên có thể ở lại thì hoặc là có chút thân phận, hoặc là có quan hệ bạn bè không tầm thường với Loan Trinh Viễn. Triệu Quốc Đống tự biết bản thân mình đều không thuộc hai loại đó nên biết điều xin cáo từ, còn Hà Phượng Tường thì ở lại. Giờ thì tới chỗ nào đây? Về nhà, Khổng Nguyệt thì đã cùng với bố mẹ về với ông bà rồi. Cho dù lúc này đang ở nhà thì e là cũng sẽ không để ý đến mình. Triệu Quốc Đống hiểu rõ tính cách của Khổng Nguyệt với Đường Cẩn có khác biệt. Khổng Nguyệt thì trong lòng rất cứng, bề ngoài có vẻ yếu đuối, ôn hòa nhưng lại bảo thủ cố chấp từ trong xương tủy. Còn Đường Cẩn thì hoàn toàn ngược lại, bề ngoài thì kiên cường cởi mở nhưng bên trong thì lại mềm yếu nhút nhát. Ngay như lần đầu tiên mình cùng với cô, tuy rằng ngay từ đầu thì khẩu khí của cô có vẻ cứng rắn kiên quyết nhưng trải qua chiến thuật lúc rắn lúc mềm của mình thì lại ngoan ngoãn đáp ứng. Nghĩ đến đây Triệu Quốc Đống lại không nhịn được mà thở dài, tại sao mình lại xui xẻo đến như vậy? Loại chuyện này so với tình tiết trên truyền hình, điện ảnh cũng không khác mấy mà không ngờ lại phát sinh trên người mình. Lúc này Đường Cẩn cũng không có thể đi trêu chọc vào, tuy rằng ngày đó Đường Cẩn thể hiện ý nguyện ra ngoài chắc chắn là ám chỉ cái gì đó nhưng Triệu Quốc Đống cũng không dám nghĩ tới phương diện kia. Gánh vác nợ tình với Khổng Nguyệt cũng đã đủ nặng rồi, giờ nếu lại dính dáng mập mờ với Đường Cẩn nữa thì há là muốn mất mạng sao? Dọc theo đại lộ An Thái là tới đường Hồ Nam, bắt đầu từ nơi này chính là khu buôn bán phồn hoa nhất thành phố An Đô, đi xa hơn về phía trước là tới đường Tứ Xuyên là tuyến đường buôn bán dành riêng cho người đi bộ, cấm tất cả các loại xe qua lại. Triệu Quốc Đống đang cân nhắc xem có nên tới cửa hàng mua một hai món đồ tặng Khổng Nguyệt hòng hóa giải cơn hờn giận trong lòng cô hay không? Mấy chữ Dương Quang 800 to tướng đập vào mắt Triệu Quốc Đống chứng tỏ hắn đã tới khu phố buôn bán cao cấp nhất, náo nhiệt nhất của thành phố An Đô rồi. Triệu Quốc Đống tìm lấy một vị trí đỗ xe, mấy bãi đỗ xe ven đường đều đã chật kín các loại xe với đủ biển số, đủ để chứng minh hơi thở buôn bán nồng đậm. Vừa mới từ trong xe chui ra thì chợt nghe được một giọng nói vui sướng pha lẫn tức giận đập vào tai. Triệu Quốc Đống. Tiếng kêu khiến Triệu Quốc Đống sợ tới mức co rụt đầu lại. Ngó đầu nhìn xung quanh thì thấy rõ một cô gái đang đứng chống nạnh nổi giận đùng đùng đứng ở bãi đỗ xe bên cạnh, mắt thì đang nhìn mình trừng trừng. Ồ, Tiểu Đông, sao em lại ở đây? Triệu Quốc Đống thầm kêu khổ trong lòng nhưng ngoài mặt thì không thể không giả bộ hớn hở chạy tới. Hắn mắc nợ Hàn Đông rất nhiều, bắt đầu từ việc vay tiền cho đến việc thu xếp thủ tục nhà máy gạch Toàn Hưng của phòng tử Toàn, rồi lại đến đồn Giang Miếu, mà ngay cả khu khai phát ở Giang Khẩu ngày đó cũng là nhờ Hàn Đông giúp Triệu Quốc Đống đốc thúc tòa soạn báo làm với tốc độ nhanh nhất thì mới có thể xuất hiện. Còn mình thì sao? Năm trước đáp ứng tới chỗ Hàn Đông ngồi một chút nhưng mỗi lần đều bị những việc vặt như này lôi kéo nên chưa thể đi. Ai dè vừa khéo đúng lúc mình nhàn nhã chuẩn bị đi dạo phố buôn bán thì lại bị đối phương bắt gặp tại trận. Vội vàng chạy tới bên cạnh Hàn Đông, Triệu Quốc Đống cười tâu toét. Tiểu Đông,
em cũng chuẩn bị tới Dương Quang 800 mua sắm à? Ha ha, thật là khéo đó. Hừ, tôi còn tưởng rằng anh sẽ làm bộ như không biết tôi chứ. Cô gái lạnh lùng xỉa Triệu Quốc Đống một câu. Sao có thể như vậy chứ? Lúc này Triệu Quốc Đống mới chú ý thấy phía sau Hàn Đông còn có một đám người nữa, có vài nam lẫn nữ nhỏ hơn Hàn Đông chút ít, còn có mấy người trung niên tầm 40, 50 tuổi đang nhìn mình với Hàn Đông đầy hứng thú. Nụ cười bại hoại cộng với vẻ mặt khả ố của Triệu Quốc Đống lập tức biến mất và thay vào đó là nhiệt tình bình tĩnh. Ủa, sau lưng em đều là người nhà hả? Hình tượng của anh có bị tổn hại gì hay không? Anh biến đi. Hàn Đông không biết nên khóc hay cười, vẻ mặt cau có lúc trước liền biến mất. Anh thì có hình tượng gì chứ? Ha ha, không có hình tượng thì sao lên được nhật báo Ando? Triệu Quốc Đống vừa lặng lẽ quan sát vừa cẩn thận nói ra. Anh cũng biết là mình lên nhật báo Ando cơ à? Tôi còn tưởng anh không thấy được đó chứ, vậy mà có người chẳng có chút lương tâm nào hơn nữa còn nói mà không biết giữ lời đấy. Hàn Đông cố gắng khôi phục sự lạnh lùng. Ha ha, Tiểu Đông, em cũng biết mà, năm rồi thật sự là bận quá, ngày đó bài báo vừa được đăng là lượng khách thương tới khu khai phát Giang Khẩu bọn anh khảo sát đầu tư tăng đột biến, anh thật sự là tiếp đón mệt mỏi ghê gớm. Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói. Cho nên mới tới khu phố buôn bán đi dạo một vòng để giải khuây đúng không? Hàn Đông hỏi lại một cách tỉnh rụi. Đúng, cũng không phải, anh chỉ mua hộ người nhà hai món đồ, thuận tiện cũng muốn chọn lễ vật để cảm ơn Tiểu Đông đã trợ giúp và quan tâm đến anh bấy lâu nay. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Hừ, ai mà tin được chứ? Hàn Đông kiêu kỳ nguyết, tuy rằng không quá tin lời của Triệu Quốc Đống nhưng lời này của hắn vẫn khiến trong lòng Hàn Đông thoải mái không ít. Nhất là nhìn thấy Triệu Quốc Đống đi có một mình thì tâm tình của cô vui sướng rất nhiều. Tiểu Đông, bạn của cháu à? Sao không giới thiệu một chút? Một người trung niên khí độ ung dung mỉm cười gọi Hàn Đông. À, chú hai, đây là Triệu Quốc Đống, Quốc Đống, đây là chú hai của em. Dường như tới lúc này Hàn Đông mới ý thức được sau lưng mình còn có nhiều người, nhất là khi quay lại nhìn mấy đứa em họ mình đang cười đầy ám muội thì cô cảm thấy mặt mình nóng bừng còn trong lòng thì chột dạ. Hàn Đông giới thiệu Triệu Quốc Đống với từng người nhà mình, Triệu Quốc Đống thì không ngờ lại có thể gặp loại chuyện này ở bãi đỗ xe. Đoàn người của Hàn Đông gồm 12 người, ngoại trừ chú hai khí độ bất phàm kia thì có mấy vị lớn tuổi khác trông không giống lãnh đạo chính quyền mấy mà giống như là người trong xí nghiệp hoặc buôn bán. Triệu Quốc Đống cứ có cảm giác chú hai của Hàn Đông quen quen nhưng hắn lại không nhớ nổi đã gặp người đàn ông nho nhã này ở chỗ nào. Ngay khi người nhà hỏi Hàn Đông có hành động riêng lẻ gì hay không thì di động của Triệu Quốc Đống lại vang lên. Vừa xin lỗi vừa bước qua một chỗ vắng, Triệu Quốc Đống mới bấm nghe. Ai vậy? Ha ha, Triệu ca, là tôi, Kiều Huy. Giọng nói sang sảng truyền tới. Tiểu Huy, đã về chưa? Triệu Quốc Đống gật đầu làm như có việc. Đang ở chỗ nào vậy? Triệu ca đang ở đâu? Tôi đang ở bên Hồ Vân Loa, có thể qua đây ngồi một chút hay không? Hồ Vân Loa bên núi Vân Loa. Triệu Quốc Đống nhướng mày kinh ngạc. Đây chính là một vùng đất xa hoa thuộc ngoại ô phía đông thành phố, được xưng là chỗ tốt nhất của các tinh anh trong giới buôn bán. Hàng loạt các biệt thự ở đây nghe nói là khu giải trí cao cấp của tập đoàn Hoa Mậu, tập đoàn bất động sản lớn nhất An Nguyên, được xây dựng cùng loại với loại biệt thự nghỉ dưỡng vùng ngoại thành. Chẳng qua chi phí đắt đỏ ở đây thì người bình thường không dám hỏi tới. Mà đám lãnh đạo chính quyền cũng ngại đặt chân tới cái nơi gây trở ngại hình tượng này, còn đâu thì đây là nơi tốt nhất dành cho các ông chủ xí nghiệp tư doanh cùng với các doanh nghiệp nhà nước độc quyền. Đúng, ở rừng sồi, anh tới đây đi, có mấy người đều rất muốn được gặp anh đó. Giọng của Kiều Huy tràn đầy chờ mong. Triệu Quốc Đống vốn cũng không muốn nhận lời nhưng ngẫm nghĩ chốc lát thì hắn lại đồng ý tới. Ánh mắt Hàn Đông cứ nhìn mình chằm chằm, loại tình hình trước mắt thì hắn không muốn đi đôi với Hàn Đông. Dương Quang 800 này là khu trung tâm buôn bán toàn tỉnh An Nguyên, ngộ nhớ bị người quen trông thấy thì không phải là lại sóng to gió lớn sao. Cuộc trò chuyện lần thứ hai với Khâu Nguyên Phong khiến hắn cũng có xúc động, nhiều bạn bè thì nhiều đường hơn, xem ra Kiều Huy này năng lực cũng không nhỏ, có thể tới phòng bất động sản Hải Nam làm ăn thì e là người có chút ảnh hưởng xã hội không thể làm được mà phải là kẻ tiền bạc rủng rỉnh mới được. Hắn cũng rất tò mò tại sao Kiều Huy này có thể nhảy vào cái vũng nước đục bất động sản mà lăn lộn được. Được, tôi sẽ tới đó. Triệu Quốc Đống sảng khoái đáp ứng khiến Kiều Huy ở đầu dây bên kia cảm thấy kinh ngạc. Qua ba lần tiếp xúc thì bất kể là mặt đối mặt hay là qua điện thoại thì biểu hiện của Triệu Quốc Đống vẫn khá thận trọng,
thậm chí lần đầu tiên còn không muốn lộ ra cả tên họ chân thật, mà khi đó người này vẫn chỉ là một viên cảnh sát nhỏ ở đồn công an xã. Lúc này có thể sảng khoái tiếp nhận lời mời, lẽ nào là do cái tên Hồ Vân Loa này khiến hắn động tâm hiếu kỳ? Hiển nhiên không thể có khả năng này, nếu như Triệu Quốc Đống là loại người này thì Kiều Huy đã không thèm coi trọng. Triệu Quốc Đống lại mất một phen miệng lưỡi mới khiến cho Hàn Đông tin là hắn có việc gấp, nhưng hắn cũng phải luôn miệng cam đoan 15 tháng riêng qua mời Hàn Đông ăn một bữa cơm thì Hàn Đông mới buông tha hắn. Quyển 3, chương 51, Tinh Anh Tài Chính. Khi chiếc Santana con đường chuyên dụng tiến vào khu biệt thự Hồ Vân Loa thì Triệu Quốc Đống lập tức cảm nhận được không khí tươi mát đập vào mặt. Lá rụng hòa lẫn với cánh rừng phi lao tạo thành một bức họa đẹp thê lương. Xen giữa bức họa là ánh tà dương chiếu rọi vào mắt, ngọn thác chảy từ trên cao xuống một mảng xanh biếc giữa rừng để thanh lọc đôi mắt người nhìn, những hạt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời như những viên ngọc trai khiến nhịp hít thở như ngắt quãng và ý nghĩ cũng như dừng lại. Cửa hàng rào tự động mở ra từ từ. Sau khi báo tên thì cảnh vệ gác cổng đã nhận được điện thoại nên lập tức chỉ đường cho Triệu Quốc Đống đi về phía con đường rừng sồi phía trước. Trải qua ba chỗ rẽ thì Triệu Quốc Đống mới có thể nhìn thấy các công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu ẩn giấu trong rừng sồi. Trong bãi đỗ xe nhỏ đã có sẵn mấy chiếc xe con, ngoại trừ mấy loại xe Nhật Bản thông thường thì Triệu Quốc Đống còn nhìn thấy một con Mercedes, Benz W12 và Panther XJ hiếm thấy với cái cần gạt nước mưa trên đầu xe rất là bắt mắt. Điều này cũng khiến cho Triệu Quốc Đống có phần vừa sợ vừa hâm mộ. Triệu ca. Kiều Huy vừa đúng lúc xuất hiện ở cửa. Cách biệt cũng hơn một năm, Triệu ca thay đổi không ít đó. Tiểu Huy, anh cũng đừng gọi tôi là Triệu ca, cứ gọi tôi là Quốc Đống là được. Triệu Quốc Đống cảm thấy một người lớn hơn mình tầm 10 tuổi mà lại gọi mình là anh thì đúng là không tiêu. Nhưng hắn lại cũng không muốn gọi đối phương là Huy ca, cho nên cứ gọi tên nhau là thích hợp nhất. Được. Kiều Huy cũng rất sảng khoái. Đi bên này, mấy người bạn của tôi đều rất hiếu kỳ về anh đó. Ồ, Triệu Quốc Đống cũng không dừng bước mà đi về phía trước rừng rưng như không. Tôi thì có gì đáng tò mò chứ? Quốc Đống, nếu mà nói ra thì anh cũng coi như là ân nhân của chúng tôi mà. Nếu như lần trước không có anh điện thoại nhắc nhở chúng tôi thì e là giờ tôi và bọn họ đã đi quét đường rồi. Kiều Huy nói có phần khoa trương. Đâu đến mức vậy? Một câu nói của tôi sao có thể hóa đá thành vàng được. Triệu Quốc Đống cũng mỉm cười. Khoảng sân nối thẳng với ban công rộng kiến tạo bên vách núi, đưa mắt nhìn xuống thì không nhìn sót cảnh đẹp nào bên dưới. Quyển Liêm Duy Bạch Thủy, Ẩn Kỷ Diệc Thanh Sơn. Hai bức tranh chữ đẹp treo hai bên, ba người đàn ông đang khoan thai ngồi bên ban công ngắm nhìn ánh mặt trời sau giờ ngọ. Thi thoảng lại có tiếng phụ nữ từ bên phòng khác vang lên. Quốc Đống, đây là bạn tốt của tôi. Trịnh Kiện ở công ty đầu tư ký gửi Ngân Phong, vị này là Lôi Hướng Đông làm ở trên Ngân hàng Nhân dân tỉnh, còn vị này là Tiêu Hoa Sơn làm ở chi nhánh Ngân hàng Nam Hoa. Kiều Huy cười giới thiệu ba người đang đứng dậy. Không đợi Kiều Huy giới thiệu, Triệu Quốc Đống liền chủ động chìa tay ra bắt. Hân hạnh được gặp, Triệu Quốc Đống ở khu khai phát huyện Giang Khẩu. Ba người đều có chút kinh dị khi thấy Triệu Quốc Đống còn trẻ tuổi. Nhưng vẻ ung dung của Triệu Quốc Đống khiến ba người đều ý thức được người trước mặt này có thể khiến cho Kiều Huy coi trọng khen ngợi ắt hẳn phải có đạo lý. Chào hỏi xong năm người ngồi xuống, tự mình pha cà phê khiến Triệu Quốc Đống không quen lắm nhưng việc này lại đang là mốt. Quốc Đống, mấy người bạn của tôi đã muốn gặp anh từ lâu, một là để cảm tạ anh đã chỉ điểm, hai là cũng muốn làm quen với anh. Kiều Huy thấy không khí có hơi xấu hổ liền chủ động mở chủ đề. Đừng nói như vậy. Tôi chỉ mở miệng nói hai câu thì có thể có tác dụng gì chứ? Triệu Quốc Đống liên tục lắc đầu. Có thể làm quen với vài vị đây mới là vinh hạnh của Quốc Đống. Quốc Đống, chúng tôi đều ngốc dạt lời nói khiêm tốn, người lớn tuổi nói với người nhỏ tuổi hơn mình, hơn cậu vài tuổi nên mạn phép gọi cậu là Quốc Đống. Tính cách Trịnh Kiện cởi mở hướng ngoại hơn một tí. Mấy câu mà cậu nói với Tiểu Huy đối với chúng tôi thì không khác nào chống chiều chuông sớm, ví với lời nói làm người ta tỉnh ngộ có nói cứu mạng từ trong biển lửa thì cũng không đủ. Tiểu Huy có chút vốn gốc, còn tôi thì suýt chút nữa đã để những năm tháng cuối đời cuốn vào trong cơn cuồng phong bạo vũ đó. Chẳng lẽ chúng tôi vẫn muốn biết là sao cậu lại biết một tháng sau thời điểm đó thì quốc gia sẽ tung ra cú đấm mạnh. Quốc Đống, Đại Kiện và Tiểu Huy có thể trốn thoát kiếp nạn hoàn toàn là dựa vào chỉ điểm của cậu. Ha ha. Không dám giấu cậu, tôi đang công tác ở Ngân hàng Nhân dân nên tự nhận là cũng có chút hiểu biết về tình thế và chính sách kinh tế quốc gia. Sao cậu có thể đoán trước được quốc gia sẽ ban hành chính sách chèn ép ngành bất động sản?
Trong lòng Lôi Hướng Đông vẫn luôn hiếu kỳ về Triệu Quốc Đống nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, người này thật quá thẳng thắn, làm thế nào biết chèn ép ngành bất động sản. Triệu Quốc Đống cân nhắc xem nên trả lời vấn đề này như thế nào. Sau một lúc suy tư, Triệu Quốc Đống mới từ từ nói. Nếu nói chuẩn xác thì tôi cảm thấy được tình hình từ sau khi Chủ tịch các tỉnh tới Bắc Kinh họp. Nói ra thì khiến các vị chê cười. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế yêu cầu các vị lãnh đạo tỉnh hiểu chính xác tinh thần của Trung ương. Biết nắm bắt được cơ hội, tăng tốc phát triển, vừa muốn vững chắc mà lại tránh tổn thất. Những lời này dù là kẻ ngu cũng có thể nghe ra được hàm nghĩa bên trong nhưng nghe nói câu trả lời của các vị lãnh đạo lại nghĩ ra đủ kiểu. Lời của Triệu Quốc Đống lập tức khiến mấy người ở đây tập trung cao độ. Mặc dù nói là chê cười nhưng ở tầm cao này thì không phải hai chữ chê cười là có thể khái quát được. Một vị nói là kinh tế toàn tỉnh của bọn họ không nóng. Một vị khác lập tức nói rằng nếu tỉnh của vị kia không nóng thì tỉnh của vị này lại càng không nóng. Vị thứ ba thì nói thành thị cá biệt trong tỉnh mình lại phát triển khá nguyên do là vì đầu tư bên ngoài tiến vào. Vị thứ tư cố tình nói về mình chứ không nói về vấn đề kinh tế tỉnh mình. Vị thứ năm thì nói bọn họ vừa mới bắt đầu. Các chủ tịch tỉnh vùng Trung Tây thì nói bọn họ đã lạc hậu rồi. Vì thế kết luận được đưa ra, năm 93 hẳn là sẽ nhanh chóng cải cách. So với năm 92 thì sẽ càng có nhiều đất dụng võ hơn. Mà tình hình năm 92 như thế nào thì tin rằng Lôi Ca chắc rõ hơn tôi. Chỉ số giá tiêu dùng ở các thành phố lớn, tư liệu sinh hoạt cơ bản và tư liệu sản xuất đều vượt qua hai con số, đều từ 30-40% trở lên. Biên độ tăng trưởng như vậy rõ ràng chính là lạm phát điển hình. Mà nguyên nhân là vì sao? Quy mô đầu tư của quốc gia quá nhiều, đây là một nguyên nhân nhưng cũng không phải là chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là do lãnh đạo chính quyền địa phương vì lợi ích cục bộ bản thân hay nói cách là vì chiến tích của mình nên mở rộng quy mô đầu tư mà không kiêng nể gì. Muốn đầu tư vậy thì tiền từ đâu tới đây? Tài chính không có tiền nên tự nhiên phải lấy từ trong ngân hàng. Tiền cứ cuồn cuộn chảy ra nhưng không có ai coi trọng người nói chuyện với bọn họ. Nhưng hiện tại người lãnh đạo chủ quản kinh tế là ai? Chắc là trước đây không có nhiều người nghiên cứu tính cách của người này. Đây là một nhân vật có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chân chính. Cũng chỉ có nhân vật kiểu này mới là cường giả chân chính. Giờ chắc các vị cũng biết thủ đoạn mạnh mẽ của vị thủ tướng này chứ. 16 điều vừa ra thì núi băng dạn nứt, bọt biển tan hết. Kiêm nhiệm chủ tịch Ngân hàng Nhân dân. Thắt chặt kiểm soát ngân hàng, sau khi bụi mù qua đi thì tất cả sẽ đều phải lộ ra chân diện mục. Ha ha, bây giờ còn có ai dám đi vuốt râu hổ trung ương hay không? Triệu Quốc Đống cười nhẹ một tiếng. 4 tháng sau các tỉnh vẫn không có biến hóa gì nên tôi đoán có khả năng trung ương sắp xuất ra độc chiêu. Mà lúc này thì ngành nào nóng nhất lại có thể thay đổi nền kinh tế, đương nhiên là bất động sản. Mà địa phương nào nóng nhất, ngoại trừ Hải Nam thì chính là Bắc Hải. Anh nói xem một khi ban thuốc mạnh xuống dưới thì làm sao để giảm nhiệt tốt nhất. Cho nên khi Tiểu Huy gọi điện thoại chúc mừng tôi thì tôi biết hắn có sản nghiệp ở Hải Khẩu nên nhắc nhở hắn thu tay lại. Tôi nói cho hắn biết nếu không tin thì đi tra số lượng xây dựng bất động sản ở Hải Khẩu. Nhìn xem nhân khẩu thường trú ở Hải Khẩu có bao nhiêu, so sánh một chút không phải là rõ mồn một sao. Với nội tình kinh tế và cơ sở thiết bị Hải Khẩu trước mắt thì không có khả năng tiếp nhận thêm quá nhiều nhân khẩu từ bên ngoài chuyển tới. Mà kinh tế công thương nghiệp không phải ngày một ngày hai, một năm, hai năm là có thể phát triển. Chỉ riêng điểm này đã có thể quyết định sức nóng bất động sản Hải Khẩu thậm chí toàn bộ Hải Nam chính là bọt biển. Tuy rằng là đặc khu lớn nhất cả nước nhưng chúng ta hiện tại không thể so sánh với Thâm Quyến được. Lời của Triệu Quốc Đống khiến cho mấy người rơi vào trầm tư. Từ lời của Chủ tịch tỉnh tới thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn. Từ nền kinh tế quá nóng mang đến hậu quả cho đến cơ hội phanh hãm kịp thời. Lời của đối phương dường như có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, bình thản không có gì lạ nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì nếu hoán đổi là mình thì liệu có thể nghĩ ra được mấy đạo lý này hay không? Chỉ sợ là không thể. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng không thể mà ngay cả những chuyên gia về tài chính muốn làm kinh tế cũng không thể thì Triệu Quốc Đống tự nhiên càng không được. Nhưng nhờ có giấc mơ nên đã giúp hắn tạo được ấn tượng sừng sững với những người liên quan ở trước mặt. Đây vốn không phải là mong muốn của Triệu Quốc Đống nhưng trong tình cảnh này nếu không thể khiến đối phương rung động một chút thì e là cái lũ tâm cao khí ngạo sẽ không nhìn mình bằng mắt. Nói như vậy Trung ương kìm hãm thì kinh tế trong vòng 1-2 năm sẽ nguội lạnh đi sao? Tào Hòa Sâm nghiêng đầu lẩm bẩm. Tôi không cho là như vậy. Công cuộc cải cách đã không thể nghịch chuyển, Trung ương dẫm lên chiếc phanh xe chủ yếu vẫn là lĩnh vực tài chính.
nhất là nhóm người chi phối ngân hàng quốc gia nắm giữ tiền tiết kiệm của nhân dân, những lãnh đạo địa phương phóng túng vì muốn giữ lại chiếc mũ ô sa của mình nên lại yêu cầu lặp lại kiến thiết, đầu tư thấp. Trên thực tế những hạng mục có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích tốt chiếm bao nhiêu, mà có bao nhiêu tài khoản cho vay lập tức biến thành tài khoản không hành động. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Nhưng dòng tài chính của ngân hàng quốc doanh cũng có mục tiêu rõ ràng, đó là các xí nghiệp quốc hữu. Mà tình trạng xí nghiệp quốc hữu hiện nay thì mọi người đều rõ như ban ngày, rất nhiều nơi đều như không đáy. Từ một nhà máy xây dựng đã bắt đầu lỗ vốn nhưng ngân hàng lại không thể đến giúp đỡ. Các khoản nợ rối mù nên chẳng ai muốn nhìn thấy nhưng ngân hàng quốc doanh có thể được lựa chọn sao? Tiêu Hoa Sơn không cho là đúng. Đương nhiên là có, chính sách quốc gia đã chính thức được đưa ra ngoài. Ngân hàng thương nghiệp quốc hữu và chính sách ngân hàng phải tách ra. Ngân hàng thương nghiệp sẽ phải kinh doanh theo hình thức thông dụng quốc tế. Thực sự cần chính sách giúp đỡ nên thiết lập hẳn ngân hàng chính sách để phụ trách. Ngân hàng thương nghiệp là gì? Đó là phải tự mưu toan hiệu quả và lợi ích của mình, theo đuổi lợi nhuận. Bất kể đó là xí nghiệp gì, quốc hữu, tập thể hay là tư nhân thì đều phải đối xử bình đẳng. Chỉ cần anh có thể kiếm được lợi nhuận, không làm được điểm này thì giám đốc ngân hàng này đã thất bại. Cho dù hắn có nhận được không ít tán dương của lãnh đạo. Triệu Quốc Đống phản kích không hề khách khí, ngân hàng quốc doanh thương nghiệp là con đường tất phải qua. Hơn nữa đi càng sớm thì càng có lợi cho quốc gia, cũng có thể khiến ngân hàng thương mại thoát khỏi vô số đám bùn lầy. Lời của Triệu Quốc Đống lại một lần nữa khiến đám người á khẩu không trả lời được. Bọn họ đều đến từ cán bộ trung tầng trong ngân hàng quốc doanh nên tự nhiên hiểu rõ sự ảo diệu trong đạo lý đó. Quyển 3, chương 52, xu thế kinh tế. Trịnh Kiện làm ở công ty đầu tư Ngân Phong trên thực tế chính là từ trên ngân hàng xây dựng tỉnh thâm nhập xuống bên dưới chuyên để thu thập dữ liệu thực thể kinh doanh khai phát. Bản thân hắn cũng làm trong chi nhánh ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên. Trịnh Kiện tới Hải Nam khai thác bất động sản cũng là chịu ủy thác của chi nhánh ngân hàng tỉnh. Chẳng qua đã theo sau bỏ thêm một số vốn vào, hai người mang theo một đám người cùng nhau khai thác bất động sản ở Hải Khẩu và Tam Á từ đầu năm 92. Nửa tháng trước khi bong bóng kinh tế tan biến thì bọn họ đã sang tay tất cả. Sau 2 tuần 6,2416 điều ra công khai, thị trường bất động sản Hải Nam cùng Quảng Tây, Bắc Hải sụt không thấy đáy. Ngành bất động sản Hải Nam sụp đổ trực tiếp làm cho mấy trăm tỷ của 4 ngân hàng quốc doanh chuyên nghiệp trôi theo dòng nước, mà trong đó hệ thống ngân hàng xây dựng thì cực kỳ thảm. Mấy chi nhánh ngân hàng trực thuộc hệ thống ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên tổn thất nghiêm trọng mà chân chính có thể rút ra an toàn thậm chí còn vơ vét được một khoản lớn chỉ có duy nhất công ty đầu tư Ngân Phong thuộc chi nhánh ngân hàng tỉnh. Điều này cũng làm cho Trịnh Kiện nổi tiếng trong chi nhánh ngân hàng tỉnh, nhiều lần còn được lãnh đạo chủ yếu khen ngợi. Thậm chí ngay cả ngân hàng tổng cũng biết được công ty đầu tư Ngân Phong của chi nhánh ngân hàng xây dựng An Nguyên biết xem xét thời thế kịp thời rút chân ra nên thu hoạch khá lớn. Lôi Hướng Đông làm công tác chỉ đạo chi nhánh ngân hàng cùng với Tiêu Hoa Sơn bên hệ thống ngân hàng công thương tự nhiên hiểu rõ những mưa gió bên trong đó. Vốn trong hệ thống ngành nghề có rất nhiều nhân tài kiệt xuất cũng đều bị cuốn vào trong cơn cuồng phong bất thình lình này. Hàng trăm triệu đồng đổ vào không thấy tiền lời mà ngược lại còn có khả năng không thu hồi được vốn gốc. Lúc ấy đám lãnh đạo lòng như lửa đốt nên tự nhiên là thúc giục người liên quan đi thu hồi các khoản tiền. Một số lượng lớn lãnh đạo bị liên lụy là điều không thể tránh được. Chỉ có riêng Trịnh Kiện đạt thành tích xuất sắc trong cơn mưa gió này nên được chi nhánh ngân hàng đề bạt trọng dụng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quốc Đống, tôi nghe ý của cậu nói là quốc gia sẽ thành lập ngân hàng chính sách. Không biết cậu hiểu như thế nào về vấn đề này. Lôi Hướng Đông hiển nhiên rất quan tâm tới sự chuyển động của chính sách. Một đạo lý rất đơn giản, nếu 4 ngân hàng chuyên nghiệp cùng đồng thời cho vay mang tính thương mại mà vẫn cho vay chính sách như trước. Loại cho vay này thì chúng ta đều biết khả năng hoàn lại là rất nhỏ. Như vậy bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành ngân hàng thương mại chân chính. Triệu Quốc Đống chậm rãi nói, từ sách vở hiện tại kết hợp với giấc mơ hắn đã có thể suy nghĩ ra không ít đạo lý. Chỉ có để quốc gia thành lập riêng ngân hàng chính sách để gánh vác chỉ thị cho vay chính sách của quốc gia thì ngân hàng thương mại mới hoàn toàn có thể tự mình kinh doanh vì mục đích hiệu quả và lợi ích, từ đó ngân hàng thương mại mới có thể từ từ ra khỏi bóng tối. Trên thực tế Lôi Ca chắc cũng hiểu, tài sản xấu của ngân hàng quốc nội chúng ta nhiều như thế nào. So với những ngân hàng nước ngoài đồng dạng thì bình thường các khoản vay xấu đều cao hơn bọn họ gấp 10 lần. Đối với một ngân hàng thương mại thuần túy mà nói thì chỉ cần nghe nói cũng đã kinh sợ chứ đừng nói là có thể làm. Lôi Hướng Đông im lặng không nói gì,
hắn đương nhiên biết rõ thực trạng các khoản vay xấu của ngân hàng quốc doanh, nhưng đó cũng không phải do tự thân ngân hàng tạo thành. Quốc gia thậm chí đến các chính quyền đối phương đều mạnh mẽ dùng mệnh lệnh hành chính để can thiệp vào mới là nguyên nhân trọng yếu tạo thành tình trạng này. Bất cứ ngân hàng nào cũng đều không muốn như vậy, biết rõ khả năng không có khả năng hoàn lại vốn gốc mà vẫn kiên trì cho vay. Rất nhiều chuyện lại không thể không làm. Quốc Đống, cậu hiểu rất rõ tình hình trong nước chúng ta. Trên danh nghĩa ngân hàng là quản lý độc lập nhưng ở rất nhiều mức độ sẽ vẫn phải chịu ảnh hưởng của chính quyền. Lấy ngân hàng công thương chúng tôi mà nói, nếu như thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố Nam Hoa yêu cầu chúng tôi tiếp tục cho công ty tơ lụa Nam Hoa đang trên bờ phá sản vay để bảo đảm là tiền lương mỗi tháng của công nhân viên chức công ty tơ lụa được cầm trong tay. Ngân hàng công thương chúng tôi có thể không cho vay sao? Tiêu Hoa Sơn mỉm cười nói. Nhưng nếu mà cho vay thì có khi chỉ tháng sau hoặc sang năm nó phá sản thì ngân hàng công thương chúng tôi có thể thu lại được cái gì? Một đống máy móc cũ nát hoặc là mấy gian nhà xưởng rách nát. Nếu nhiều chủ nợ hơn nữa thì e là mọi người chỉ còn cách chia ra ngồi ăn quả, mỗi người một trái. Trong hoàn cảnh như vậy các khoản vay xấu có thể không cao sao? Cho nên quốc gia mới phải thành lập ngân hàng chính sách để giải quyết các vấn đề các khoản vay chính sách. Nhưng tình trạng này nếu theo như lời Tiêu Ca nói thì tôi đoán 3 đến 5 năm, thậm chí trong vòng 10 năm cũng chưa hẳn có thể cấm tiệt. Dù sao quốc gia chúng ta cũng là theo xã hội chủ nghĩa nên ngân hàng chuyên nghiệp cũng là ngân hàng quốc doanh. Từ một góc độ khác mà nói thì ngân hàng nhất định phải gánh vác chức năng một bộ phận xã hội. Triệu Quốc Đống cũng gật đầu tán đồng. Cho nên con đường vận hành thương mại hóa các ngân hàng chuyên nghiệp quốc doanh còn rất dài lâu. Muốn ngày một ngày hai chân chính thực hiện được vận hành thương mại như lý tưởng là không thực tế. Lôi Hướng Đông bổ sung. Đúng, nhưng đó là con đường tất phải đi qua. Có lẽ ở giữa có không ít mưa gió nhưng xu thế đó thì không cách nào thay đổi được. Triệu Quốc Đống nói như vô tình. Tôi thấy trong năm nay quốc gia sẽ thành lập mấy ngân hàng chính sách đó. À, Quốc Đống, cậu khẳng định như vậy sao? Lôi Hướng Đông liếc nhìn Triệu Quốc Đống mà phải suy nghĩ. Nếu như là người bình thường thì Lôi Hướng Đông sẽ không để ý nhưng Triệu Quốc Đống có thể tiên đoán chuẩn xác chính sách chỉnh đốn kinh tế vĩ mô của quốc gia thì hắn không thể không coi trọng. Chắc là như thế, với tác phong của vị lãnh đạo trung ương chủ quản kinh tế cùng với tình thế kinh tế gấp rút trước mắt thì thành lập ngân hàng chính sách nên sớm chứ không nên trì hoãn. Triệu Quốc Đống nói đầy quả quyết, trong ấn tượng của hắn thì ngân hàng chính sách sẽ lục tục thành lập trong vòng một năm này. Đề tài nói chuyện này khiến Kiều Huy không thể chen miệng vào được. Đối với loại định hướng chính sách cùng phân tích xu thế kinh tế của quốc gia này mà người nào không có khái niệm kinh tế cơ bản mà dám bình luận thì chỉ khiến người khác nhạo báng. Kiều Huy cũng biết ở phương diện này mình là người ngoài ngành nên không dám nhiều lời. Mấy người này đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn trong khu tập thể ngân hàng nên quan hệ rất thân thiết. Hệ thống ngân hàng cũng có quan niệm cha truyền con nối. Những năm 79 về trước thì chỉ có một ngân hàng nhân dân Trung Quốc nhưng bắt đầu từ năm 80 trở đi thì đã tách ra thành 4 ngân hàng chuyên nghiệp lớn. Tuy rằng sau khi trưởng thành bởi vì đủ loại nguyên nhân nên Kiều Huy không đi vào hệ thống tài chính nhưng vẫn giữ gìn quan hệ tư nhân tốt đẹp với đám bạn đã bộc lộ tài năng trong hệ thống ngân hàng. Thế nên hắn mới dốc toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt kiếm được trong 10 năm đi theo Trịnh Kiện xuống Hải Nam kiếm vàng, may mà thành công thoát được kiếp nạn nên kiếm được kha khá. Từ cải cách hệ thống ngân hàng cho tới xu thế kinh tế quốc nội trước mắt, từ chế độ thuế tài chính cho đến cải cách tỷ suất hối đoái, bốn người nói chuyện càng lúc càng hứng thú. Tỷ suất hối đoái cũng theo quỹ đạo. Ha ha, chiêu này độc, ưu thế công ty quốc doanh chẳng còn sót lại gì. Thi hành cứ lấy thị trường cung cầu làm cơ sở duy nhất để quản lý tỷ suất hối đoái lưu động. Đồng nhân dân tệ bị giảm hơn 30% giá trị, điều này có nghĩa là như thế nào? Lôi Hướng Đông liếc nhìn ba người bên cạnh. Còn ý gì chứ, chi phí sức lao động của chúng ta, giá thành sản phẩm lại càng rẻ. Xuất khẩu có thể nhanh chóng mở rộng, Trung Quốc sẽ trở thành nơi hấp dẫn đầu tư từ bên ngoài. Đầu tư bên ngoài chắc chắn sẽ cuồn cuộn chảy đến. Triệu Quốc Đống cũng biết đối phương đang thử mình, chẳng qua điều này đối với hắn mà nói thì thực sự rất đơn giản. Bốn con rồng châu Á sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ. Ngành chế tạo của Trung Quốc sẽ không ngừng lớn mạnh và thăng cấp. Trung Quốc sẽ dần dần trở thành trung tâm chế tạo của thế giới, còn các xí nghiệp tư doanh cũng thừa thế xông lên trở thành một chiếc xe kéo chủ yếu kéo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng. Mà thương mại quốc tế sẽ trở thành phương hướng chủ đạo trong thời gian ngắn của Trung Quốc. Đây sẽ là động cơ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, chỉ có như vậy thì kinh tế Trung Quốc mới có thể thực hiện trường kỳ, vững vàng, phát triển với tốc độ cao.
Lôi Hướng Đông và Tiêu Hoa Sơn cùng Trịnh Kiện đều nhìn nhau với ánh mắt kinh dị. Người này quả thực quá dũng cảm, lý giải thấu đáo xu hướng phát triển kinh tế quốc gia. Ngay cả những điều mà mình nghĩ tới còn chưa hiểu rõ ràng mà qua miệng hắn lại biến thành êm tai. Ngay cả Lôi Hướng Đông cũng luôn luôn tự nhận là chuyên gia nghiên cứu chính sách kinh tế và tài chính quốc gia mà cũng không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống có khứu giác và trực giác cực kỳ nhạy bén trong phương diện này. Cuộc thảo luận tình hình phát triển quốc nội, quốc tế nhanh chóng trở về xu hướng đi lên của kinh tế tỉnh An Nguyên. Triệu Quốc Đống cũng biết nếu khiêm tốn trước mặt những người này thì sẽ không được tín nhiệm, chỉ khi anh thể hiện được tài hoa, năng lực của mình thì mới có thể được chấp nhận. Tỉnh An Nguyên đích thực là có ưu thế tốt. Vị trí liên kết khu vực Trung Tây thì tỉnh khác khó có thể so bì hay thay thế được. Hơn nữa An Nguyên cũng có cơ sở kinh tế hùng hậu và tiềm lực phát triển khoa học kỹ thuật. Nhất là thành phố An Đô là khu công thương mại của khu vực Trung Tây có bầu không khí dạy học, nghiên cứu khoa học sôi nổi nên càng có ưu thế nổi trội. Đại khái đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khu vực Trung Tây chọn An Đô là nơi hiệp đàm đầu tư mậu dịch lần thứ nhất. Lôi Ca nói rất đúng. Lúc này tập đoàn DU Hàn Quốc đã góp vốn với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Ngoại trừ bản thân nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên có thực lực cố định thì quan trọng chính là vì đã nhìn thấy ưu thế vị trí đặc thù của An Đô tại miền Trung Tây Trung Quốc. Nếu thị trường này được mở thì sẽ mở rộng theo hướng Tây Nam, Tây Bắc, Hoa Nam và Hoa Trung. Còn An Khí cũng có thể nhân cơ hội này để chấn hưng hùng phong, tỉnh An Nguyên cũng có thể hoàn thành giấc mộng trở thành trung tâm sản xuất ô tô Trung Quốc. Triệu Quốc Đống tiếp lời. Trịnh ca, lúc này nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên góp vốn với DU chẳng lẽ ngân hàng xây dựng các anh không có ý nguyện hùn vốn đầu tư sao? Ha ha, đương nhiên là có. Nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên và DU góp vốn là hạng mục được quốc gia và tỉnh cực kỳ coi trọng. Chúng tôi duy trì cung cấp khoản vay là điều đương nhiên. Không chỉ có chúng tôi mà ngân hàng công thương cũng sẽ gia nhập vào. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Khu khai phát ở Giang Khẩu chúng tôi đang xây dựng khu công nghiệp. Đã có không ít xí nghiệp đến khu khai phát chúng tôi đầu tư xây dựng. Còn một bộ phận thì đang trong quá trình khảo sát, không biết Trịnh ca có quen với lãnh đạo ngân hàng xây dựng thành phố An Đô hay không. Nếu quen thì nhờ anh giúp đỡ giới thiệu để khu khai phát Giang Khẩu chúng tôi có thể hợp tác cùng với hệ thống ngân hàng xây dựng tạo thành một khu công nghiệp ưu tú. Ồ, mí mắt Trịnh Kiện khẽ giật. Đúng là một kiến nghị hay. Tôi quen thân với Quách Động ở ngân hàng xây dựng thành phố. Đợi hôm nào gặp mặt cậu có thể nhờ hắn suy nghĩ về ý nghĩ của cậu. Triệu Quốc Đống cũng mỉm cười. Đừng coi là thật, Trịnh ca. Tôi chỉ là muốn lợi dụng việc này tạo thế để khi các nhà kinh doanh tới đầu tư xây dựng thì cảm thấy ban quản lý khu khai phát chúng tôi có quan hệ hợp tác tốt đẹp với hệ thống ngân hàng xây dựng mà thôi. Khi nào bọn họ thật sự muốn vay thì ngân hàng xây dựng các anh cứ dựa theo quy củ mà làm, nếu điều kiện phù hợp thì làm còn không thì thôi. Mấy người bên cạnh đều mỉm cười. Lôi Hướng Đông cũng phải bội phục Triệu Quốc Đống rất biết suy tính, chỉ tùy tiện nghĩ một cái mà cũng có thể đưa ra một điểm quan trọng. Quyển 3, chương 53, chuyện đột nhiên. Buổi nói chuyện chiều hôm đó rất sôi nổi. Dù là mấy người Lôi Hướng Đông hay Triệu Quốc Đống đều cảm thấy đáng để làm quen với đối phương. Mặc dù hai bên làm ở ngành khác nhau, nhưng bên ngân hàng và cơ quan nhà nước có quan hệ rất dày đặc, biết đâu hôm nào cũng có gặp gỡ thì sao. Tiểu Huy, bên Phúc Kiến thế nào rồi? Mấy người Lôi Hướng Đông rời đi, Triệu Quốc Đống và Kiều Huy nói chuyện tùy tiện hơn nhiều. Mặc dù hai người mới gặp lần thứ hai nhưng đã cảm thấy rất quen. Cũng được, tôi coi như thành công thoát khỏi Hải Nam. Anh không thấy sự thảm thương ở đó đâu. Tôi và Đại Kiện tháng 9 rời khỏi Hải Khẩu, gặp ai mặt cũng tối sầm, khắp nơi đều là các công trường dừng thi công, mọi người đều khóc không ra nước mắt. Kiều Huy thở dài một tiếng. Tôi có mấy người bạn. Đơn vị bọn họ yêu cầu bọn họ nhất định phải thu hồi tiền về, bọn họ cũng chỉ có thể mở mắt ngồi đó, chờ xử lý. Nhưng xử lý như thế nào bây giờ? Ai thèm mua đất, từ mấy triệu một mẫu đất, bây giờ hạ xuống mấy chục ngàn một mẫu, quá thảm. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Dưới bong bóng luôn là những miệng máu hung dữ, ai mạo hiểm tiến vào phải có chuẩn bị tâm lý thất bại. Tiểu Huy, bên Phúc Kiến tốt nhất anh đừng đi, tôi không cần biết anh làm gì. Nhưng tôi nhắc anh không nên hy vọng vào ai, quan hệ dù rộng đến đâu. Nếu chính quyền thực sự xử lý thì chỉ có xong. Điểm này tôi biết, tôi không tham gia vào công việc cụ thể, tôi chẳng qua có chút quan hệ nên sang tay mà thôi. Bọn họ đều có hóa đơn, thủ tục, tôi chỉ kiếm chút tiền mà thôi. Kiều Huy rất tự tin nói. Nếu chỉ kiếm chút tiền sao không về An Nguyên, anh cho rằng anh dẫm trên bờ pháp luật là không ướt giày sao.
nếu như có chuyện dù anh tham gia nhiều ít đều vào tù. Ừ, sau Tết tôi sẽ sang Phúc Kiến xem sao, nếu không ổn thì tôi sẽ rút ngay. Kiều Huy không biết sao lại tin vào lời của Triệu Quốc Đống. Chuyện Hải Nam làm y có ấn tượng quá sâu, hơn 10 ngày mà đã như thiên đường và địa ngục, nửa tháng trước còn hăng hái kiếm tiền, nửa tháng sau đã chìm xuồng. Vậy mới đúng, An Nguyên bây giờ có nhiều cơ hội kiếm tiền hợp pháp, như vậy tối ngủ cũng ngon mà. Sao phải mạo hiểm chứ? Thời này không còn là thời đại trước đây nữa rồi. Triệu Quốc Đống nói. Kiều Huy gật đầu đồng ý. Lúc trẻ không hiểu chuyện nên xúc động, nghĩ rằng muốn làm gì thì làm. Nhưng sau nhiều mưa gió khiến Kiều Huy cảm thấy thời đại này kinh tế là quan trọng nhất, các thứ khác đều không đáng gì. Cho nên y mới quyết định theo Trịnh Kiện đến Hải Nam kiếm tiền. Điện thoại di động của Triệu Quốc Đống vang lên, hắn nhìn Kiều Huy ra vẻ xin lỗi. Kiều Huy xua tay. Tôi là Triệu Quốc Đống, ai đó? Anh họ Triệu, có một người bạn muốn tìm anh, nghe nói anh có thể giúp cô ta. Giọng đối phương là giọng An Đô. Ai cơ? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, không ngờ có người dám dùng giọng này với mình, chán sống rồi sao? Kiều Huy cũng thấy vẻ mặt khác lạ của Triệu Quốc Đống, giống như gặp phiền phức. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không biểu hiện gì khác thường nên Kiều Huy chỉ có thể ngồi im trên ghế. Hai tay xoa xoa giống như một đàn anh. Tôi là ai thì không cần anh biết, tôi hỏi anh có phải họ Triệu không? Đối phương không nhịn được mà nói. Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn tức giận mà nói. Tôi họ Triệu, sao? Sao, mày giỏi nhỉ, bạn mày muốn tìm mày giúp, mày có giúp không? Giọng nói hung dữ đánh vào tai Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống vô thức đưa máy ra xa một chút. Bạn nào muốn tôi giúp, anh cũng phải nói cho tôi một câu chứ, sao người đó không gọi cho tôi? Triệu Quốc Đống có chút lo lắng có phải Phòng Tử Toàn không? Phòng Tử Toàn vì nhà máy gạch nên sợ tiếp xúc với xã hội. Ừ, bạn mày tên là Lam Đại, là sinh viên đại học, phải không? Giọng kia nói. Lam Đại, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, sao cô ấy biết số điện thoại của mình? Hắn nghĩ tối đó ăn xong mình hình như nói số điện thoại cho Cổ Tiểu Âu. Chẳng qua Lam Đại sao lại dính tới mấy người này? Lam Đại không phải người Cát Lâm sao? Tết không về nhà mà ở An Đô ư? Triệu Quốc Đống rất khó hiểu mà nói. Ừ, bạn tôi, cô ấy làm sao? Cô ấy ở đâu? Các người là ai? Bọn tao là ai không phải chuyện của mày. Cô ấy đang ở bên chỗ tao, tao hỏi mày có thể giúp cô ấy không? Giúp? Triệu Quốc Đống ngẩn ra, mặc dù không biết Lam Đại làm gì mà qua lại với đám này. Nhưng một cô gái đợt Tết lại đi với đám này có lẽ không tình nguyện. Tôi nói với các người. Có việc tìm tôi là được, có chuyện gì do tôi giải quyết. Tôi cảnh cáo các anh nếu Lam Đại làm sao, tôi sẽ cho các người biết trên đời không có thuốc hối hận. Ha ha, còn có người uy hiếp tao. Diệu ca, anh nghe không, có người uy hiếp tôi. Đầu bên kia im một lát, Triệu Quốc Đống chỉ nghe đối phương ừ một tiếng rồi hậm hực nói. Thằng danh, dịp Tết tao không so đo nhiều. Bạn mày vay bọn tao 200 ngàn, một câu mang tiền đưa người đi. Diệu ca. 200 ngàn. Vay nặng lãi sao? Lam Đại sao lại vay 200 ngàn? Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Hắn không sợ đám xã hội đen này, nhưng nếu đột nhiên tiến vào cũng đau đầu. Diệu ca này có lẽ là tên Diệu ca dính vào vụ án kia. Nhưng Khúc Quân đã thông qua đội cảnh sát hình sự thành phố thì thấy trong hơn năm Đàm Đông không có quan hệ gì với Diệu ca mà, nghe nói Đàm Đông và Diệu ca kia còn cãi nhau, vì thế đầu mối mất. Diệu ca mặc dù không sạch sẽ nhưng không phạm tội quá nặng. Cũng không có chứng cứ cụ thể. Không vấn đề gì, 200 ngàn tôi trả được, nhưng tôi muốn nói chuyện với bạn của mình. Triệu Quốc Đống nói. Ồ, mày chờ điện thoại của tao. Đối phương có lẽ không ngờ Triệu Quốc Đống đáp ứng nhanh như vậy. Lúc trước bất đắc dĩ lục soát được sổ điện thoại của nữ sinh viên. Trong đó chỉ có vài số, hầu hết là bên Cát Lâm, không có tác dụng gì. Chỉ có một số điện thoại di động duy nhất ở An Nguyên. Thời buổi này người có điện thoại di động là rất hiếm, có thể dùng đều là người có tiền. Vì thế y mới gọi thử xem lừa được không. Ha ha, con điếm này đúng là câu được cá lớn. 200 ngàn, chậc chậc, thằng đó quan tâm mày thật, lập tức đồng ý. 200 ngàn, mẹ nó chứ, sao vừa nãy bọn tao mượn mày tiền, mày lại nói không có. Trong một căn nhà ở An Đô, một thằng danh nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô không biết mình tối đó sau khi nghe Triệu Quốc Đống nhắc tới tên Diệu ca, cô sao lại nhớ số điện thoại của Triệu Quốc Đống lại, còn viết vào sổ. Không biết có phải cô nghĩ Triệu Quốc Đống đáng tin,
hay Triệu Quốc Đống giải quyết được vấn đề cho mình hay không. Nhưng bây giờ cô không biết sao Triệu Quốc Đống trả lời đám người này như thế nào, nhưng có thể khẳng định Triệu Quốc Đống đã đồng ý với đối phương. Lam Đại không thể tin. Có lẽ Triệu Quốc Đống cố ý lừa và dùng thân phận cảnh sát giải quyết. Nếu như vậy thì Lam Đại thà mong Triệu Quốc Đống đừng tham gia. Nếu không mẹ và em cô sẽ rất nguy hiểm. Diệu ca, tên kia đã đồng ý trả tiền, nhưng muốn nói chuyện với con điếm này trước. Thằng kia có chút lo lắng nói với người đàn ông trung niên đang đánh bài. Ồ, nói chuyện trước ư. Diệu ca nhìn người đàn ông đối diện. Mãnh ca, anh thấy sao? Con bé này vậy mà có thằng bỏ tiền ra cho nó, nhưng đối phương muốn nói chuyện trước với nó. Ừ, không sao, bố con bé này vay tiền, bây giờ bố nó vào tù, nó phải gánh thay. Đơn vay là nó, chạy đâu cũng không sợ. Người đàn ông nói giọng Đông Bắc lên tiếng. Đi đến địa bàn Diệu ca do Diệu ca tự làm chủ. Thôi Tam, bảo con bé nói chuyện với đối phương. Diệu ca nhìn Lam Đại rồi hừ một tiếng. Con danh, bọn tao không làm khó mày, lần nào cũng đều gọi mày đến bàn. Bây giờ mày ngay cả nhà cũng không về, định ở lại An Đô mãi sao? Mãnh ca cũng tới đây 2-3 lần, mày không trả ít nào, như vậy là không được. Thiếu nợ trả tiền là tất nhiên, nếu bây giờ có người trả tiền cho mày, tao không cần biết có quan hệ gì, chỉ cần trả tiền là được. Mày có thể nói chuyện với đối phương nhưng đừng dở trò biết không? Quyển 3, chương 514, trên đường. Khi Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống mà không khỏi nhíu mày. Hắn không ngờ mình lại bị cuốn vào việc này. Thiếu nợ trả tiền là rất bình thường. Vấn đề bố Lam Đại tham ô nên bị phạt 13 năm tù vì thế tiền vay nợ không trả được. Hơn nữa lại là vay nặng lãi, hơn nữa chủ nợ còn nhờ người xã hội đòi hộ. Ở An Đô thì hắn có thể giải quyết được việc này, nhưng Cát Lâm thì khác. Lam Đại nhận nợ vào người có lẽ lo người nhà gặp phiền phức. Chẳng qua cô cũng không ngờ đối phương đuổi tới tận An Đô, nghĩ trốn ở An Đô không về Cát Lâm là thoát nạn sao. Cô đúng là quá ngây thơ. 200 ngàn thì Triệu Quốc Đống có thể bỏ ra, nhưng trên người hắn không có nhiều tiền mặt như vậy. Tổng cộng các thẻ tín dụng lại mới hơn 100 ngàn, hơn nữa đột nhiên bỏ ra 200 ngàn thì đúng là không cam lòng. Hắn không biết trong này có vấn đề gì không. Kiều Huy ngồi im đó, mặc dù không rõ tình hình nhưng y biết Triệu Quốc Đống gặp phiền phức. Chỉ là Triệu Quốc Đống không mở thì y cũng không tiện hỏi xen vào. Thấy Triệu Quốc Đống nhíu mày, Kiều Huy ho khan một tiếng rồi nói. Quốc Đống, có phải có phiền phức không? Ừ, có chút phiền phức. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Đây là chuyện gì? Lam Đại chỉ ăn với mình 2 bữa, lại là ăn tập thể. Đối phương vậy mà coi Lam Đại là người phụ nữ của mình, nghĩ rằng đây là những năm 30, 40 ở bến Thượng Hải sao? Việc gì vậy? Kiều Huy trầm ngâm một chút rồi nói. Tôi có thể giúp được không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, hắn vốn không muốn Kiều Huy dính vào nhưng bây giờ đúng là khó có thể giải quyết. Ừ, anh có biết Diệu ca không? Diệu ca? Kiều Huy nói, Diệu ca An Đô, có lẽ là vậy, tôi nghĩ thành phố An Đô không có 2 Diệu ca. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, sao thế, thằng này dám trêu anh. Không phải, giống như là bạn của tôi, cô ấy ở Cát Lâm, nhà nợ tiền người ta, kết quả người nhà vào tù, khoản nợ rơi xuống người cô bé đó. Bây giờ người Cát Lâm đã sang đây, có thể là thông qua Diệu ca tìm bạn của tôi. Bao tiền? Kiều Huy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là vay 120 ngàn, bây giờ tính ra đã là hơn 200 ngàn, có lẽ đối phương biết tôi không lấy được nhiều tiền nên chỉ đòi 200. Triệu Quốc Đống buồn bực nói. Bọn họ không nói gì cả, chỉ đòi tiền. Xa như vậy chạy tới đây đòi tiền, có lẽ là không làm hại bạn anh. Quốc Đống, anh không cần lo lắng, những người này không phải đám côn đồ. Yên tâm, tôi gọi điện đã. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vậy cảm ơn anh. Cần gì phải khách khí như vậy chứ? Kiều Huy rút điện thoại di động ra rồi gọi. Đại Phong, cậu ở đâu? Cậu gọi thằng Diệu, bỏ đi, cậu đến đó, dẫn thằng Diệu và thằng Cát Lâm và một cô bé lại cho tôi. Tôi tự xử lý, tôi ở rừng sồi. Diệu ca nhận được điện của Đại Phong thì có chút khó hiểu. Đại Phong tới ư, chẳng lẽ vì con bé kia? Đại Phong ca hình như không có sở thích này mà. Sao vậy Diệu ca? Thằng Cát Lâm cũng thấy tình hình có biến. Mẹ nó chứ, có chút khó hiểu. Chuyện này có vẻ không đơn giản, Đại Phong ca sẽ tới, sợ là vì con bé này. Diệu ca nói thẳng. Đại Phong ca tới đây vì nó. Thằng đàn em của Diệu ca nói.
Không phải chứ Diệu ca, Đại Phong ca sao lại quản mấy việc này? Tao sao biết được, lát nữa Đại Phong ca tới thì mày hỏi đi. Thằng đàn em vội vàng rụt cổ không dám nói gì. Đại Phong ca là ai? Thằng Cát Lâm nhíu mày nói. Vốn là đại ca ở đây, chẳng qua hai năm nay không dính vào, có quan hệ với tôi khá tốt. Diệu ca hút một hơi thuốc rồi nói. Chờ Đại Phong ca tới là biết. Đại Phong ca đến làm Diệu ca rất buồn bực, không ngờ đây là do Diệu ca đã lâu không lộ mặt ở Ando bố trí. Diệu ca không dám nói gì, tên Cát Lâm thấy Đại Phong ca thì cũng biết không phải người bình thường, đành phải đi theo. Diệu ca, tiểu Diệu đã 2-3 năm không gặp, bụng cậu bắt đầu to rồi đó. Kiều Huy trước mặt mấy người này rất oai phong, y ngồi trên ghế rồi lạnh nhạt nói. Ha ha, Diệu ca, nhờ phúc của ngài nên 2 năm nay thằng em vẫn khỏe, chỉ là ít tập nên bụng bắt đầu có mỡ. Trước mặt Kiều Huy, Diệu ca chỉ có thể ngồi nửa mông. Đừng nhìn Kiều Huy như vậy, nhưng 7-8 năm trước là người đứng đầu Ando đó. Xảy ra chuyện gì, cô bé này là người của bạn tôi. Kiều Huy nói thẳng. Huy ca, là như thế này. Diệu ca chỉ có thể nói rõ tình hình. Kiều Huy nhìn tên Cát Lâm rồi nói. Cậu nói đi. Tên Cát Lâm sau khi vào đến Hồ Vân Loa đúng là mở rộng tầm mắt. Mặc dù y tự nhận đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng ở mấy chỗ này đâu phải bọn họ có thể đặt chân vào. Tên Cát Lâm bị khí thế của Kiều Huy ép nên chỉ có thể nói rõ câu chuyện. Chuyện cũng như Triệu Quốc Đống hiểu, vay 120.000 rồi biến thành 280.000, lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ cần trả 200.000 là xong chuyện. Kiều Huy nhìn Triệu Quốc Đống ngồi bên, điều này làm mọi người biết được người bên cạnh Kiều Huy mới là nguyên nhân chính. 200.000 là hơi nhiều, nợ của bố cô ta do cô ta gánh cũng là được rồi, sao? Kiều Huy nhìn chằm chằm vào tên Cát Lâm. Huy ca, chuyện này tôi không làm chủ được, ngài cũng biết tôi cũng theo lệnh mà tới. Tên Cát Lâm mặc dù khách khí nhưng rất kiên quyết. Ừ, tôi không làm khó cậu. Trường Xuân, ô, La Tam là người bên cậu hả? Kiều Huy suy nghĩ một chút rồi nói. Huy ca biết Tam ca. Tên Cát Lâm có chút kinh ngạc nói. Gọi điện cho y, có mấy năm không gọi rồi. Kiều Huy nói. Tên Cát Lâm vội vàng rút điện thoại di động ra gọi. Kiều Huy mắng hai câu với bên kia rồi trả máy. Một phút sau tên kia chỉ có thể gật đầu chấp nhận phương án. Được rồi Đại Phong dẫn bọn họ đi lầm. Ồ, đây là thẻ tín dụng, biết dùng như thế nào không? Không biết, không biết thì đưa cho em bé ở ngân hàng là được, đây là mật khẩu. Kiều Huy đưa thẻ tín dụng và mật khẩu mà Triệu Quốc Đống chuẩn bị trước đó cho Đại Phong. Nhớ là phải lấy lại giấy cho vay. Huy ca. Sao phải vì thằng họ Triệu mà nợ đám Cát Lâm một lần? Đại Phong có chút khó hiểu nói. Vì sao, một câu nói của hắn làm Huy ca này áo gấm về nhà, nếu không mày chỉ có thể tới hải khẩu xem Huy ca quét rác. Kiều Huy nói. Đại Phong có chút giật mình nói. Huy ca, anh có đùa em không? Hừ, mày thấy anh đang nói đùa sao? Kiều Huy không nhịn được nói. Người này có bản lĩnh như vậy thì cần gì chúng ta giúp? Đại Phong có chút khó hiểu. Mỗi người có sở trường riêng, ai hoàn hảo được. Kiều Huy xua tay nói. Được rồi, nói mày cũng không rõ, đi làm đi. Trong phòng chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Lam Đại. Triệu Quốc Đống gãi đầu rồi chỉ vào ghế mà nói. Ngồi đi, đứng làm gì? Bọn họ không làm gì em chứ? Không. Chuyện vừa nãy làm Lam Đại rất sợ, cô thấy cả người mình nhũn ra muốn ngất, đứng cũng không vững. Triệu Quốc Đống thấy thế vội vàng đi lên ôm lấy Lam Đại. Lam Đại bị bắt nên không được ăn uống gì, mặt cô gầy đi. Mặc dù đối phương không làm gì nhưng cô gặp áp lực lớn như vậy, bị mấy tên xấu nhìn chằm chằm, ngay cả đi nhà vệ sinh cũng sợ, bây giờ đã qua nên cô không chịu được nữa. Kiều Huy vừa vào thì thấy Triệu Quốc Đống đang ôm Lam Đại. Y lắc đầu rồi chỉ vào Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, anh đúng là không hổ là kẻ bảo vệ người đẹp. Ôi! Không có việc đó, cô ấy có lẽ quá khẩn trương nên chưa quen. Triệu Quốc Đống xấu hổ ôm Lam Đại và không biết làm gì. Bên kia có căn phòng ngủ, hay là đêm nay hai người ở đây? Kiều Huy trêu chọc, qua đêm ở đây cũng được đó. Thấy Triệu Quốc Đống đặt Lam Đại lên giường, sau đó cởi áo lông, giày và đắp chăn cho cô, Kiều Huy trêu chọc. Quốc Đống, nếu tôi là cô bé kia thì cũng động lòng. Anh làm như vậy đúng là chỉ có người yêu đối với bạn gái mình. Triệu Quốc Đống đóng cửa ra ngoài rồi nói. Tiểu Huy, anh đừng có mà nói thế, ai bảo tôi nợ anh việc lần này.
Được rồi, đừng giả vờ với tôi. Kiều Huy xua tay nói. Tối nay ở đây đi, mai chúng ta cùng xuống núi. Bỏ đi, ở một lát tôi phải về, mai có lịch. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Nếu anh ngại ở đây không tiện với cô bé thì tôi không cản. Kiều Huy cười cười mà nói. Mấy tên đại kiện hẹn tối nay uống vài chén, tâm sự một chút. Được, tôi ở lại là được chứ gì. Tôi mà đi thì tiếng xấu đã định rồi. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ gật đầu nói. Quyển 3, chương 55, cuộc sống. Khi Lam Đại thức dậy thì cô mới thấy trời đã tối. Cô vội vàng cẩn thận kiểm tra mình thì thấy không vấn đề gì khác lạ cả, may quá. Lam Đại nằm trên chiếc nệm êm mà không muốn dậy, cô rất thích cảm giác này. Đầu giường để một chai nước suối, Lam Đại hít sâu một hơi, từ từ ngồi dậy và dựa lưng vào giường, mở chai ra uống một ngụm. Nước thật lạnh nhưng làm cảm giác khó của cô đã biến mất, ngay cả đầu óc mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn. Một ngày một đêm không ngủ khiến lần này Lam Đại ngủ rất ngon. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, bụng sôi lên làm cô thấy đói. Cô vừa đứng lên và bước trên tấm thảm mà nghĩ như mình đang trong cung điện nào đó. Nhà vệ sinh lắp đặt sang trọng làm Lam Đại không dám bước vào. Bồn tắm lớn, nhiệt độ vừa phải, trong đó có đầy đủ đồ dùng làm Lam Đại muốn tắm rửa một phen. Đáng tiếc là cô không mang quần áo để thay. Triệu Quốc Đống gõ gõ cửa nhưng không có tiếng. Hắn đẩy cửa, phòng đã bật điện, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Triệu Quốc Đống lắc đầu rồi đóng cửa lại, con gái đúng là, vừa ngủ dậy liền đi rửa mặt ngay. Lam Đại từ nhà tắm đi ra, trên bàn đã đặt một phần cơm tây gồm miếng thịt bò, bánh mì, rau và một cốc nước hoa quả nóng. Lam Đại ngồi trên ghế hưởng thụ cuộc sống. Hôm qua cô còn bị nhốt trong căn phòng lạnh giá đến rét run, cả người lạnh lẽo, bụng không được ăn gì, đi nhà vệ sinh cũng sợ hãi. Nhà vệ sinh bẩn thỉu, hôi hám làm người ta không thể đặt chân. Mà bây giờ sàn trải thảm mềm mại, áo ngủ rộng, ghế sofa thật êm, thịt bò tươi ngon, rau tươi ngon, nước hoa quả nóng hổi. Hoàn cảnh này làm Lam Đại thấy mình như đang mơ. Sao lại chênh lệch nhau nhiều như vậy? Khi Lam Đại từ phòng đi ra thì Triệu Quốc Đống cùng Lôi Hướng Đông, Tiêu Hoa Sơn đang tranh cãi về việc Trung Quốc có nên thả nổi tỷ giá đồng nhân dân tệ không. Triệu Quốc Đống chủ trương là không thể thả nổi, nhưng theo địa vị của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới tăng dần, đồng nhân dân tệ cũng sẽ có thay đổi, nhân dân tệ cần phải dần thành đồng tiền lưu thông chung của thế giới. Lôi Hướng Đông và Tiêu Hoa Sơn mặc dù đồng ý một phần, nhưng bọn họ nghi ngờ việc thả nổi tỷ giá nhân dân tệ một cách hoàn toàn. Bọn họ cho rằng nếu thả nổi sẽ khiến hệ thống kinh tế Trung Quốc gặp nguy hiểm lớn. Nhất là khi đối mặt những đợt đầu cơ tài chính từ nước ngoài vào sẽ là rất nguy hiểm. Tôi cũng không cho rằng giai đoạn này nên thả nổi đồng nhân dân tệ. Mà tôi cho rằng việc thả nổi đồng nhân dân tệ không thể thực hiện trong một thời gian dài sắp tới. Nhưng chúng ta phải hiểu kinh tế Trung Quốc là đi trong gió, sẽ thành nền kinh tế đứng đầu thế giới. Giữ chặt tỷ giá nhân dân tệ sẽ không phù hợp lợi ích quốc gia. Theo trao đổi tăng lên, giữ đồng USD sẽ càng lúc càng nguy hiểm, hơn nữa dự trữ quá nhiều không phù hợp lợi ích quốc gia. Một khi thị trường quốc tế có biến sẽ khiến chúng ta chỉ riêng việc thay đổi tỷ giá đã tổn thất khổng lồ. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Dự trữ ngoại tệ đúng là có vấn đề, nhưng đây là điều kiện cần để ổn định tài chính quốc gia. Một khi xuất hiện việc xuất nhập khẩu không tương xứng, dự trữ ngoại tệ sẽ phát huy tác dụng của nó. Lôi Hướng Đông suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi cũng thấy đầu tư vào trái phiếu Mỹ sẽ bớt nguy hiểm hơn. Trịnh Kiện nói. Trái phiếu Mỹ cũng có nguy hiểm. Nếu chúng ta dồn hết dự trữ ngoại tệ vào USD, chúng ta sẽ bị buộc vào nước Mỹ. Nếu kinh tế Mỹ suy thoái, Trung Quốc chúng ta cũng không thể không mua hàng vì người Mỹ. Triệu Quốc Đống nói. Nhưng bây giờ chúng ta hình như không có con đường dự trữ ngoại tệ nào tốt hơn. Bây giờ chỉ có trái phiếu Mỹ là đáng tin cậy, chẳng lẽ mua đồng yên Nhật Bản? Tiêu Hoa Sơn lắc đầu nói. Không phải không có mà do bây giờ quốc gia chưa nghĩ đến. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Một số tập đoàn lớn của nước ngoài nhưng thiếu tài chính hoặc vật tư chiến lược. Đây chính là mục tiêu mà quốc gia chúng ta nên đầu tư. Ồ, quan điểm này của Triệu Quốc Đống làm Lôi Hướng Đông phải suy nghĩ. Đương nhiên ý tưởng này bây giờ là không thực tế. Triệu Quốc Đống nói thêm. WTO. Lôi Hướng Đông phản ứng khá nhanh. Ừ, trước khi gia nhập WTO thì đều là hư vô. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Trung Quốc gia nhập WTO là xu thế tất nhiên.
nhưng vấn đề là mấy quốc gia phương Tây do Mỹ cầm đầu sẽ tạo nhiều trở ngại cho Trung Quốc, ngay cả nhiều nước đang phát triển cũng đều noi theo, khiến nước ta vào WTO là rất khó khăn. Lôi Hướng Đồng uống hết chén rượu rồi nói. Luôn có mâu thuẫn và thỏa hiệp mà. Trung Quốc muốn tham gia vào thị trường quốc tế, đồng thời tổ chức WTO không có Trung Quốc cũng không được. Triệu Quốc Đống cười nói. Lam Đại, lại đây ngồi. Lam Đại trước mặt nhiều người thì có chút xấu hổ. Cô mặc dù mặc bikini biểu diễn cũng không rụt rè như vậy. Mấy người đàn ông này chính là bạn của Triệu Quốc Đống, ánh mắt của bọn họ như có như không nhìn cô làm tim Lam Đại đập rất mạnh. Tự rót nước nhé. Triệu Quốc Đống dùng mắt ra hiệu. Lúc này hắn đúng là không tiện giải thích quan hệ của mình và Lam Đại với mấy người Lôi Hướng Đông. Lam Đại rất ngoan ngoãn rót cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Mấy người Lôi Hướng Đông nhìn Lam Đại một chút rồi quay lại đề tài đang thảo luận với Triệu Quốc Đống. Đối với quan chức trong hệ thống ngân hàng bọn họ mà nói thì đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp. Lam Đại mặc dù đẹp nhưng khó có thể làm bọn họ chú ý. Bữa tiệc kéo dài đến 11 giờ thì mọi người mới đi nghỉ. Căn biệt thự này có 12 phòng, 10 người ở lại cũng vô tư. Triệu Quốc Đống và Lam Đại ở hai phòng đối diện nhau. Khi ánh mặt trời chiếu vào, Lam Đại dậy thì Triệu Quốc Đống đã sớm ra ngoài đi bộ về. Không khí buổi sáng làm người ta tỉnh táo, cũng có nhiều chuyện người ta không nghĩ ra lại nghĩ ra được vào lúc này. Triệu Quốc Đống có chút mồ hôi, điều này làm hắn thầm than chỉ tập chút mà đã như vậy. Xem ra mình phải kiên trì không ngừng mới được. Hẹn thời gian gặp mặt, Triệu Quốc Đống ghi số điện thoại của mấy người Lôi Hướng Đông, đồng thời cũng đưa số của mình cho đối phương. Hai bên đều có ấn tượng tốt về nhau. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói có thể quen được bạn trong giới tài chính thì không chừng ngày sau mình gặp khó khăn sẽ nhờ được. Triệu Quốc Đống thấy Trịnh Kiện đi xe SC, xe Mercedes, Benzil 124 là của Kiều Huy. Lôi Hướng Đông chỉ đi một xe Corolla bình thường. Triệu Quốc Đống từ Kiều Huy mà biết rõ về thân phận của mấy người. Lôi Hướng Đông là phó trưởng phòng nhân sự pháp luật ngân hàng tỉnh. Tiêu Hoa Sơn là phó giám đốc ngân hàng công thương Nam Hoa. Trịnh Kiện vốn là PZDO quỹ tín dụng, nghe nói lần này kiếm lợi lớn ở Hải Nam nên mơ hồ xác định tới làm giám đốc chi nhánh thành phố An Đô. Bảo sao Trịnh Kiện lại tự tin với đề nghị của mình như vậy. Xe Santana chạy trên đường, Lam Đại ngồi trong xe rất yên tĩnh, cô lẳng lặng nhìn ra ngoài như nghĩ gì đó. Lam Đại, em đi đâu? Anh đi đâu? Lam Đại hỏi lại một câu. Anh đi đâu ư? Anh về nhà ở Giang Miếu. Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Lam Đại có vẻ không đúng. Vậy anh cứ để em xuống đâu cũng được. Lam Đại lạnh nhạt nói. Em sao thế? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Không sao cả, em không có chỗ để đi, nếu không chỉ có thể về trường. Nhưng bây giờ trường rất yên tĩnh, em một mình ở đó cũng khó chịu. Lam Đại có chút buồn bã nói. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Hôm nay anh có việc, nhất định phải về nhà. Vậy mai, kia anh có việc không? Lam Đại hỏi. Triệu Quốc Đống không hề suy nghĩ mà nói. Mai, kia anh ở An Đô, gặp mấy người bạn. Nói xong Triệu Quốc Đống mới nhìn ra gì đó, hắn nhìn Lam Đại mà nói. Em có ý gì, không phải là muốn đi với anh đó chứ? 200.000, anh bảo em trả anh như thế nào? Em có gì để trả anh? Triệu Quốc Đống nghe vậy không khỏi run lên, cô bé này không phải lấy thân báo đáp đó chứ? Thời này mà còn tư tưởng phong kiến đó sao? Cô mặc dù rất đẹp, rất hấp dẫn hắn, nhưng suy nghĩ chuyện tình cảm của mình bây giờ, Triệu Quốc Đống liền đau đầu, đâu dám trêu gái nữa. Quyển 3, chương 56, cải cách. Anh nói Lam Đại, em đừng nghĩ quá được không? Trên thực tế anh cũng không giúp em nhiều như vậy, chỉ là 150.000 mà thôi. Chuyện trả tiền để sau rồi nói đi. Em học ở học viện ngoại ngữ, điều kiện tốt như vậy thì khi tốt nghiệp sẽ có công việc tốt. Lúc ấy em từ từ trả cũng được. Không chừng em tìm được ông chồng triệu phú thì trả vài trăm ngàn cũng đơn giản. Lam Đại bình tĩnh nhìn Triệu Quốc Đống. Cô tin điều kiện của mình không kém ai. Dù ở trong trường cô cũng là nhân vật rất xuất sắc. Điều kiện gia đình giàu có khiến cô có cảm giác tự hào. Dù là học nhạc, múa, vẽ đều tốt, về sắc đẹp cô cũng tự tin. Nhưng hắn lại biểu hiện như vậy, như sợ mình quấn lấy vậy. Chẳng lẽ mình kém vậy sao? Lam Đại nhìn làm Triệu Quốc Đống run lên, một lúc sau cô lạnh nhạt nói. Em không muốn dựa vào anh, nhưng em nhớ mình nợ anh. Vậy là tốt rồi. Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm rồi đổi đề tài. Đợt Tết em đi đâu?
Không về nhà sao? Về làm gì? Về để nhận ánh mắt khinh thường và mấy lời châm chọc ư? Lam Đại có vẻ buồn nhưng lại nói với giọng không liên quan tới mình. Triệu Quốc Đống nghĩ thấy cũng đúng. Một cô bé có gia cảnh tốt, nhưng thoáng cái lại thành bong bóng. Ông bố vào tù vì tội tham ô khiến con cái bị người xem thường, bà con, họ hàng lạnh nhạt. Như vậy không bằng Lam Đại ở lại trường. Chẳng qua dịp Tết trường không có mấy người, một cô gái ở trường đúng là hiếm. Triệu Quốc Đống do dự một chút, trưa mai Lưu Triệu Quốc mời khách, tối là Hùng Chính Lâm. Trưa ngày kia là Liễu Đạo Nguyên, tối là Thái Chánh Dương, người khác mang vợ con theo, y một mình đi. Nhưng nếu mang theo Lam Đại lại có vẻ không ổn, người ta hiểu lầm thì sao? Nhưng nếu để Triệu Quốc Đống để Lam Đại lại một mình thì hắn không đành lòng. Một cô bé mà nhà xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng rất không ổn. Cả ngày ở trong trường sẽ càng thêm buồn bã. Anh không phải lo lắng, cứ tìm một chỗ trong thành phố thả em xuống là được. Em có tiền không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Còn có 50 tệ. Lam Đại không giấu. Ôi, đây là 1.000 tệ, em cầm dùng, coi như anh cho em mượn. Triệu Quốc Đống ngừng một chút rồi nói tiếp. Hôm nay anh phải về nhà nên không tiện, mai nếu em chán thì gọi cho anh dẫn em tới nhà bạn dùng bữa. Trong mắt Lam Đại lộ ra một tia vui mừng, cô cắn môi gật đầu rồi cầm tiền mà Triệu Quốc Đống đưa tới. Triệu Quốc Đống đưa Lam Đại tới cổng trường. Cổng trường rộng lớn làm Lam Đại trông khá cô đơn. Ở một nơi khác có một mình vào dịp Tết, cảm giác này đối với một cô bé đúng là khó chịu. Nhưng Triệu Quốc Đống tuyệt đối không dám mang Lam Đại về Giang Miếu, nếu không hắn sẽ chết không chỗ chôn. Cải cách như thế nào? Dương Thiên Bồi uống cạn chén, ăn củ lạc rồi nói. Thịt hun khói nhà cổ chí thường ăn rất ngon, Triệu Quốc Đống không muốn bỏ tay xuống. Hắn ăn liền vài miếng, thịt được hun khói bằng cây cỏ thật ngon. Khác hẳn thịt khô ở mấy nhà hàng. Bây giờ thành phố chưa đưa ra chính sách, em nghe nói văn phòng nghiên cứu chính sách thị ủy đã có ý kiến chỉ đạo mang tính sơ bộ. Hơn nữa năm trước đã được hội nghị thường vụ thị ủy phê duyệt. Bây giờ văn phòng nghiên cứu chính sách thị ủy đang tiến hành chi tiết hóa, có lẽ không lâu nữa là được áp dụng. Bí thư thị ủy cũng dục việc này, yêu cầu tiến hành thí điểm. Hơn nữa tỏ rõ thái độ không sợ có vấn đề, phải dũng cảm áp dụng vào thực tiễn. Triệu Quốc Đống ăn vài miếng thịt rồi nói. Hắn năm trước đã nghe Thái Chánh Dương nói về việc này. Đương nhiên cần phải có Ninh Pháp thúc đẩy phía sau. Quốc Đống, chú đừng có thừa nước đục thả câu, có gì nói thẳng ra đi. Sao, còn muốn câu ông anh này hả? Dương Thiên Bồi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Ha ha, em đâu dám. Triệu Quốc Đống cười nói. Thành phố có dự định tiến hành phân rõ quyền sử dụng đất. Tài sản quốc gia hoặc tập thể sẽ được chia ra cụ thể làm cổ phần. Sau đó chính quyền sẽ căn cứ tài sản và tình hình kinh doanh của công ty mà đưa ra biện pháp, đưa ra một bộ phận cho nhân viên và ban quản lý công ty, phần còn lại thuộc về chính quyền, một bộ phận được bán cho nhân viên công ty, hoặc có thể thu hút đầu tư từ ngoài vào. Nếu kinh doanh khó khăn thậm chí có thể dùng cách vừa bán vừa cho. Ồ, Dương Thiên Bồi suy nghĩ một chút rồi nói. Nói cách khác chính là chính quyền muốn rút khỏi công ty, không hỏi đến sự phát triển của các công ty nữa sao? Đúng, chính là ý này, hơn nữa theo xu thế chính sách quốc gia thì quốc gia sẽ dần rút khỏi các ngành sản xuất. Cứ như vậy sẽ khiến các nhà kinh doanh và nhà đầu tư tích cực hơn, mà chính quyền cũng được một khoản tiền dùng để giải quyết cuộc sống cho công nhân mất việc. Triệu Quốc Đống cầm chén lên uống một ngụm, cảm giác uống rượu với bạn bè đúng là rất được, không ai ép nhau uống, uống bao nhiêu thì uống. Cổ Chí Thường có chút nuối tiếc nhìn Triệu Quốc Đống. So với con y thì đối phương đúng là hơn hẳn, đáng tiếc là nghe nói Triệu Quốc Đống có bạn gái là con lão Khổng, phòng thiết bị. Trong mắt Cổ Chí Thường thì Khổng Nguyệt mặc dù đẹp nhất nhà máy nhưng con gái y không kém. Chẳng qua tình cảm làm người ta không thể thay đổi. Công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu có nằm trong số các công ty cải cách đợt đầu không? Dương Thiên Bồi nói, cái này phải dựa vào huyện, nhưng Giang Khẩu đã được liệt kê vào huyện thí điểm. Phó Chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng và Chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm đều có hứng thú với việc này. Về phần công ty xây dựng số 2 có cải cách đầu tiên hay không thì phải xem công ty anh có là điển hành trong ngành xây dựng không. Triệu Quốc Đống cười nói. Bình thường thì hiệu quả kinh doanh tốt nhất sẽ không được huyện chọn, hiệu quả kinh doanh kém nhất sẽ được chọn, nhưng một lần chưa chắc đã cải cách triệt để. Công nhân có cổ phần nhưng anh phải khiến nhà đầu tư bên ngoài góp vốn, nếu không có thứ hấp dẫn người thì kẻ ngu nào bỏ tiền. Cho nên hiệu quả kinh doanh vừa lại là dễ áp dụng nhất. Ồ,
vậy công ty xây dựng số 2 có thể. Công ty xây dựng số 1 có quy mô lớn, nhiều vấn đề, chỉ sợ cải cách thì không ai chấp nhận. Công ty xây dựng số 3 cũng chính là công ty xây dựng Kiều Quan, hiệu quả kinh doanh khá được. Công ty xây dựng số 4 là công ty xây dựng Vĩnh Hòa, quy mô nhỏ, hiệu quả kinh doanh kém. Tính ra chỉ có công ty xây dựng số 2 là ổn. Dương Thiên Bồi nói, ừ, em cũng thấy thế, nếu chọn trong ngành xây dựng thì khả năng của công ty xây dựng số 2 là rất lớn. Dương ca, anh có ý gì không? Triệu Quốc Đống hỏi, ý định gì chứ, vậy phải xem chính sách như thế nào. Công ty xây dựng số 2 có lẽ được, hàng năm không đói chết, nhưng cũng không phát triển. Dù sao quy mô nó là như vậy, hơn nữa nhân viên kỹ thuật và thiết bị có hạn, muốn lên cấp 2 thì rất khó khăn. Dương Thiên Bồi suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua nếu thật sự cải cách thì anh cũng có hứng thú. Nếu anh có quyền quyết định ở công ty, anh cũng muốn thử xem sao. Anh nói đúng, nhiều chuyện phải thử mới biết mình có năng lực như thế nào. Không thử sao có thể biết mình không làm được. Em ủng hộ anh. Triệu Quốc Đống khen. Chú ủng hộ anh, ủng hộ bằng lời nói à? Dương Thiên Bồi cười nói. Ha ha, em không phải đã nói nếu công ty xây dựng số 2 cải cách, Dương ca bỏ một phần, em một phần, cổ thúc một phần, chúng ta khống chế cổ phần công ty xây dựng số 2. Dương ca làm kinh doanh, em và cổ thúc ở bên hưởng lợi. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao lại kéo chú vào vậy? Chú không có tiền mà. Cổ Chí Thường nhíu mày nói. Ít nhiều cũng phải có tâm ý chứ chú. Cháu không tin cổ thúc không tiết kiệm được gì. Có nhưng bị thằng Danh Tiểu Phong phá hết rồi. Nếu chú bỏ tiền thì chắc phải bán nhà cũ. Cổ Chí Thường thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống biết nhà cũ của Cổ Chí Thường ở Tây An. Giá đất Tây An tăng mạnh, gần đường càng cao hơn, tầm 200, 300 ngàn là có thể. Chú nếu tin Dương ca thì tốt, nếu không thì sẽ mất sản nghiệp tổ tiên đó. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói. Thằng bé này. Cổ Chí Thường chỉ cười cười với Triệu Quốc Đống. Quyển 3, chương 57, đi một tính 3. Cổ Tiểu Âu không có hứng thú với mấy người đàn ông ngồi trong phòng khách nói chuyện công việc. Quy định ở phương Bắc đó là phụ nữ không ngồi cùng bàn với đàn ông. Vợ Dương Thiên Bồi, Cổ Chí Thường chỉ ngồi ở bàn khác. Cổ Tiểu Âu thấy mấy người nói chuyện sôi nổi như vậy nên cũng muốn tới, nhưng cô lại sợ làm mấy người mất hứng thú nên đành ngồi im lặng ở bên. Triệu Quốc Đống cũng không cho Cổ Tiểu Âu cơ hội, ăn xong liền vội vàng rời đi. Cổ Tiểu Âu tức giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ là ở trước mặt bố mẹ nên cô không thể lộ quá rõ. Nhưng Cổ Chí Thường và vợ đã thấy một tia khác lạ. Lão Cổ, ông nói Tiểu Âu là như thế nào? Đầu óc mê mẩn, Quốc Đống cũng là, Tiểu Âu gọi cậu ta mà cậu ta lại giả vờ không biết. Vợ Cổ Chí Thường khá nhạy bén cảm nhận có điều không đúng. Ôi, Tiểu Âu nhà ta sợ là thích thằng bé Quốc Đống rồi. Cổ Chí Thường cũng thấy rõ, về bề ngoài thì Tiểu Âu nhà y rất phù hợp với Triệu Quốc Đống. Nhưng thứ nhất Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt với con bé họ Khổng, mà bây giờ sự nghiệp Triệu Quốc Đống đang phát triển, Tiểu Âu bây giờ chưa có công việc, đang học cơ mà. Không phải chứ? Bà vợ cũng đang suy nghĩ. Ôi, để mặc bọn trẻ đi, việc này chúng ta muốn lo cũng không được. Tính cách của Tiểu Âu mà lấy được chồng cũng phải cầu trời khấn bật. Cổ Chí Thường cười khổ nói. Có ai nói con gái mình như vậy chứ? Bà vợ bực mình nói. Tiểu Âu nhà ta cũng đâu có kém gì. Được, được mà, cái gì cũng được nhưng tính cách đó thì thằng con trai nào chịu nổi. Cổ Chí Thường cũng không biết tính cách của Tiểu Âu học theo ai, mình và vợ đâu có như vậy. Bà vợ nghe Cổ Chí Thường nói vậy nên im. Đúng, tính cách của Tiểu Âu thì có người đàn ông nào chịu được. Hơi chút là có mấy thằng bé mặt mày bầm dập đến nhà kêu khổ. Thấy vợ mình không nói gì, Cổ Chí Thường nói. Bỏ đi, con có phúc của con cái, Tiểu Âu cũng lớn rồi, nó muốn làm gì thì để nó làm. Bây giờ thanh niên có mấy người nghe lời bố mẹ. Khi Triệu Quốc Đống và Lam Đại xuất hiện trước cửa nhà Lưu Triệu Quốc thì lập tức làm mọi người chú ý. Trên thực tế Triệu Quốc Đống từ Giang Miếu lên An Đô đã có chút hối hận, nhưng dù sao đã hứa thì không thể nuốt lời. Triệu Quốc Đống biết mình bị cuốn 2 ngày, ít nhất là 2 ngày. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Lam Đại xuất hiện lại làm nhiều người chú ý như vậy. Lưu Triệu Quốc cười cười đầy ẩn ý, Thái Chánh Dương nhìn với ánh mắt đánh giá, Liễu Đạo Nguyên lại mang theo sự quan tâm. Hùng Chính Lâm lại dùng ánh mắt đặc biệt của người từ ủy ban kỷ luật đi ra. Về phần người nhà của bọn họ lại khá vui vẻ khi Lam Đại xuất hiện. Lam Đại rất xuất sắc giúp vợ Lưu Triệu Quốc làm bếp.
chưa đầy 2 tiếng Lam Đại đã thành công chinh phục vợ Lưu Triệu Quốc. Triệu Quốc Đống không ngờ vợ Lưu Triệu Quốc lại là người Trường Xuân, hai người coi như đồng hương nên càng thân mật hơn. Hai người thân như mẹ con, nhưng điều này lại làm Triệu Quốc Đống có chút không ổn,